vứt bỏ chàng rể ngốc, Sở Trần. Tập 39. Mấy chữ này đã đủ để kéo đầy thù hận cho Triệu Bích Liên rồi. Thì ra là vợ của bọn buôn người, thế nhưng chạy đến Tống gia Dương Oai. Tôi nghe nói qua vụ án của Dương Khiêm, trùng hợp chính là, Dương Khiêm bị bắt tựa hồ còn có liên quan đến Sở Trần. Tất cả những kẻ buôn người đều nên bắn chết. Sau khi đoạn video được chỉnh sửa giới thiệu ngắn gọn đầu đuôi sự việc, ánh mắt của nhiều người đều rơi vào trên người Dương Tiểu Cần. Trong lòng bọn họ đều có loại dự cảm, thần thích kinh thiên trong tiêu đề video là cái gì? Sẽ không phải là, Sở Trần thế nhưng để cho Dương Tiểu Cần chủ động tháo băng gạc. Mọi người còn nhớ cảnh quảng trường Vạn Đại không? Dù sao tôi rất ấn tượng, kể từ lúc đó chắc còn chưa đến một tháng, tôi có một giả định táo bạo, không thể nào. Trừ khi đó là phép màu, màn hình video xuất hiện một khoảng trống ngắn. Phép màu, không sai, nếu đó là phép màu thì sao? Càng ngày càng nhiều ánh mắt nhìn tay Ninh Tử Mặc từng bước tháo băng gạc ra. Cuối cùng, trong nháy mắt băng gạc được tháo ra, khuôn mặt Dương Tiểu Cần xuất hiện trên màn hình. Vẫn là một hình ảnh người phụ nữ xấu xí kia, một tiếng vang ào ào vang vọng ra ngoài video. Nhưng ngay sau đó, theo Dương Tiểu Cần nhẹ nhàng chạm vào vết sẹo, nơi kết vây đều rơi ra, khuôn mặt của cô giống như đạt được sống lại. Trời ơi, tôi không nhìn nhầm, phải không? Một chút vết sẹo cũng không có, Dương Tiểu Cần đã trải qua cái gì? Là vị thần y nào có được năng lực hóa thứ tầm thường thành thần kỳ như vậy? Tôi có một người bạn, anh ta có một vết sẹo rất lâu rồi, cũng muốn tìm hiểu. Một chủ đề, khám phá phép màu, nhanh chóng lên men. Buổi chiều, Dược phẩm Bắc Trần chính thức công bố một tin tức, Dược phẩm Bắc Trần sẽ ra mắt loại thuốc mới thứ hai sau 10 ngày, chức năng chính của thuốc mới là thẩm mỹ dưỡng da. Tin tức này không gây ra sự chú ý lớn, dù sao, thị trường về các sản phẩm chăm sóc da làm đẹp thực sự quá nhiều, rất nhiều doanh nghiệp nhận ra rằng đây là một miếng bánh lớn, muốn chia sẻ. Nhưng qua 10 phút sau, có người nhận ra, Weibo chính thức của Dược phẩm Bắc Trần đã đăng một hình ảnh. Đây, không phải Dương Tiểu Cần sao? Thật đẹp, Dương Tiểu Cần là người phát ngôn cho thuốc mới của Dược phẩm Bắc Trần. Dược phẩm Bắc Trần đang nhờ vào sự hot của Dương Tiểu Cần. Điều này có chút không tử tế. Rất nhanh, một tài khoản Weibo nghi ngờ Dương Tiểu Cần đã chuyển tiếp Weibo chính thức của Bắc Trần, cảm ơn Tống Nhan Cao, cho tôi có được một cuộc sống mới. Hạ Bắc chuyển tiếp Weibo, Tống Nhan Cao, người sáng lập phép màu. Tống Nhan chuyển tiếp Weibo, xin đón chờ. Giống như ở trong phạm vi toàn thành ném xuống từng khối đạn pháo, ầm ầm nổ tung. Ánh mắt vô số người toát ra chấn động mãnh liệt. Tống Nhan Cao, thuốc bôi ngoài da lấy tên Tam Tiểu Thư Tống gia. Cái này đòi hỏi bao nhiêu tự tin. Từ vết thương trên mặt Dương Tiểu Cần, bọn họ có được phần tự tin này không phải là chuyện bình thường sao? Ông xã, em muốn mua Tống Nhan Cao. Điện thoại chính thức của Bắc Trần gần như sắp nổ tung. Một bộ phận buôn bán thuốc của Thiền Thành thậm chí còn trực tiếp đi tới cao ốc Bắc Trần, muốn hợp tác với Bắc Trần, làm đại lý của Tống Nhan Cao. Tống Nhan Cao hot rồi. Dược phẩm Bắc Trần cũng nổ tung. Chẳng qua, các thương nhân bán thuốc đi tới cao ốc Bắc Trần đều đã đóng cửa, Bắc Trần rất nhanh liền tuyên bố, Linh Bảo Đường sẽ là đại lý duy nhất của Tống Nhan Cao ở Dương Thành. Không ít người hối hận phát điên. Đại đa số người trong bọn họ, khi Bắc Trần vừa mới thành lập, đại diện của Bắc Trần đều tới cửa tìm bọn họ, nhưng đều bị bọn họ vô tình cự tuyệt. Thời điểm Cường Sinh Hoàn Bắc Trần cường thế mở cửa thị trường, bọn họ liền có chút cảm thán, nhưng hôm nay, là triệt để hối hận. Nếu lúc đó, bọn họ đối với đại diện của Bắc Trần tốt hơn một chút, thêm hoa trên gấm mãi không thể so sánh với đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Vẫn là Kiều Lăng Vân nhìn chuẩn A, khó trách Linh Bảo Đường có thể trở thành hiệu thuốc quy mô lớn nhất Thiền Thành. Linh Bảo Đường đạt được Tống Nhan Cao, địa vị bá chủ ở Thiền Thành, càng thêm không thể lay động. Trên quảng trường trước tòa cao ốc, một đạo thân ảnh đứng lặng, ngẩng đầu, không nhúc nhích, vẻ mặt có chút xa xút. Một lát sau, người này hung hăng tát mình một cái. Người này chính là Đặng Anh Tài, nguyên quản lý dược phẩm Bắc Trần. Trong thời điểm Bắc Trần rơi vào hoàn cảnh khó khăn, Đặng Anh Tài quyết đoán dẫn theo một nhóm người chạy trốn khỏi Bắc Trần, đầu nhập vào tiền thị. Kết quả, không chỉ ăn kiện, còn trơ mắt nhìn Bắc Trần quật khởi như tên lửa. Đặng Anh Tài, cẩu tặc như anh. Phía sau có thanh âm truyền lên, một người nghiến răng nghiến lợi xông lên, là anh hủy tiền đồ của tôi à. Hai người đánh nhau, tầng 21 của cao ốc, Chu Tú Nhu xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn hình ảnh bên ngoài, nhẹ nhàng lắc đầu. Chị Nhu, bên Thuận Thành có người buôn bán thuốc tới,
muốn nói một chút vấn đề đại lý của Tống Nhan Cao. Từ Tử Kiệt bước nhanh tới, thở hồng hộc, hôm nay thật sự là quá bận rộn, nhưng, khuôn mặt Từ Tử Kiệt tràn đầy tươi cười. Ồ, Bắc Trần, đó là một loại hạnh phúc, đưa họ đến phòng họp. Chu Tú Nhu nhanh chóng tiến vào trạng thái làm việc. Sở Trần cũng không biết độ hot của Tống Nhan Cao, sau khi rời khỏi phòng giám sát, anh cũng cùng Giang Khúc Phong tách ra, so với mặt đối mặt, Giang Khúc Phong càng thích cùng Sở Trần thông qua điện thoại trao đổi tin tức. Sở Trần và Liễu Mạn Mạn đi tới một nhà hàng phương Tây có phong cách khá cao để ăn cơm. Bên tai truyền đến nhạc nhẹ, Sở Trần trong lúc bất chợt thờ ơ hỏi một câu, cô cảm thấy Tranh Ngũ Dương thế nào? Trước khi rời khỏi phòng giám sát, xuất hiện người thứ 30 tiến vào phòng triển lãm Tranh Ngũ Dương phân tán sự chú ý của những nơi khác. Chính là Liễu Mạn Mạn. Bối cảnh của Liễu Mạn Mạn là Bách Hoa Cung, có lịch sử vừa dày vừa nặng, không chỉ am hiểu dùng độc, đối với phương diện cầm kỳ thư họa cũng có nghiên cứu rất sâu. Sở Trần tuyệt đối có lý do tin tưởng, Bách Hoa Cung sẽ cảm thấy hứng thú với Tranh Ngũ Dương. Mặc dù Liễu Mạn Mạn có lẽ cũng không có bất kỳ quan hệ gì với Hỏa Yến. Liễu Mạn Mạn trần chờ một chút, không nói gạt anh. Vừa rồi tôi lại đi vào xem Tranh Ngũ Dương một lần, quả thật khiến người ta phải thán phục. Đáng tiếc đây là hàng không bán, nếu không, tôi khẳng định nghĩ cách mua lại. Tôi tin tại hiện trường sẽ có rất nhiều người có cùng một suy nghĩ với cô. Sở Trần nở nụ cười, không đề cập quá nhiều đến đề tài này. Tranh Ngũ Dương tuy rằng không phải là 10 bức tranh cổ của Trung Quốc, nhưng giá trị siêu tầm của nó không thể nghi ngờ. Liễu Mạn Mạn lại mở miệng lần nữa, hôm nay lần thứ hai tôi đi xem. Còn đặc biệt lưu ý tình huống xung quanh một chút, ban tổ chức đối với tình hình an ninh của Tranh Ngũ Dương làm vô cùng hoàn thiện, cho dù có người có suy nghĩ đặc biệt, chỉ sợ cũng không dễ dàng thực hiện. Sở Trần sửng sốt, Liễu Mạn Mạn sau đó nở nụ cười, không cần cảm thấy kỳ lạ, chuyện này rất bình thường, ở triển lãm xuất hiện tình huống tranh bị đánh cắp cũng không hiếm. Ngữ khí Liễu Mạn Mạn dừng một chút, ngẩng đầu liếc Sở Trần một cái, lấy thân phận của anh, biết hẳn là nhiều hơn tôi mới đúng. Sở Trần uống một ngụm đồ uống, không sai, không loại trừ có người sẽ xuống tay với Tranh Ngũ Dương, ví dụ như, Bách Hoa Cung. Sở Trần nửa đùa nửa thật nói một câu, Liễu Mạn Mạn nhát thời trợn trắng mắt, Bách Hoa Cung tuy rằng thanh danh trong giới võ giả không tính là tốt, được xưng là môn phái lúc chính lúc tà, nhưng mục đích của môn phái chúng tôi cũng có danh giới cuối cùng của mình, Tranh Ngũ Dương là kho báu của Trung Quốc, càng là biểu tượng của Dương Thành, chúng tôi cho dù có nghĩ đến, cũng không có khả năng xuống tay với Tranh Ngũ Dương. Sở Trần cầm lấy đồ uống, tôi nói sai, tự phạt một ngụm. Liễu Mạn Mạn đương nhiên cũng sẽ không so đo với Sở Trần ở phương diện này, hai người rất nhanh cũng chuyển đề tài, một bữa cơm, tán gẫu coi như là hài hòa. Về đến nhà đã là buổi chiều, Sở Trần từ Hoàng Phủ Nguyên Cảnh hiểu được một chút tiến độ sửa thiên cơ huyền đồ, sau đó đẩy cửa phòng mình ra. Thân ảnh rõ ràng dừng một chút, lông mày Sở Trần nhẹ nhàng nhíu lại. Có người vào phòng, Sở Trần quay đầu lại, đi tới đầu cầu thang, thím Tường, hôm nay thím có vào phòng tôi quét dọn vệ sinh không? Rất nhanh, thanh âm thím Tường truyền đến, ai nha, hôm nay bận cả ngày, ngược lại đã quên. Trong phòng có những dấu vết nhỏ bị lật, người bình thường có lẽ sẽ không phát hiện, nhưng Sở Trần là người trong kỳ môn, có đôi khi bố trí một kỳ môn trận pháp, một chi tiết rất nhỏ, đều có thể dẫn phát biến hóa không giống nhau. Anh vào cửa trước tiên liền nhận ra có gì đó không đúng. Ai đó đã lẻn vào phòng anh. Sẽ là ai? Sở Trần ngồi trên ghế, trầm tư, trong đầu lọc ra một nhân vật khác. Sau khi thân phận của anh bị bại lộ, những kẻ địch đã từng ở Thiền Thành hẳn là không dám động đến anh nữa. Sở Trần cũng chưa từng để bọn họ ở trong mắt. Phái Thiên Cơ, trong đầu Sở Trần xuất hiện ba chữ này. Triệu Phong Vũ chỉ là một gã hộ pháp của Phái Thiên Cơ. Sau khi hắn gặp chuyện không may, Phái Thiên Cơ nếu muốn đoạt lại Thiên Cơ huyền đồ, nhất định còn có thể phái người đến đây. Nếu thật sự là Phái Thiên Cơ, cái này cũng tới quá nhanh. Sở Trần đi tới phòng an ninh điều động giám sát, không ngoài dự liệu, từ trong giám sát không có phát hiện gì. Lẻn vào phòng anh, không phải người bình thường. Sở Trần trở lại phòng, trầm tư, anh rất tò mò, nếu thật sự là muốn đối phó người của anh, mục đích lẻn vào phòng anh là gì? Phòng của anh không có gì đáng để tìm kiếm. Không phải là cho rằng thiên cơ huyền đồ ở trong tay mình chứ. Sở Trần thuận miệng lẩm bẩm một tiếng, đồng tử khẽ co rụt lại, đạo tặc Hỏa Yến. Nửa hồi, Sở Trần lại tự mình lắc đầu, liên tục giả thiết mấy nhân vật khả nghi, đều bị mình phủ định. Sở Trần cũng không có suy nghĩ nhiều nữa, nếu thật sự có người cảm thấy hứng thú với anh mà nói,
sẽ không chỉ tới một lần. Sẽ luôn có một thời gian để xuất hiện, nhưng, điều này cũng cho Sở Trần một cảnh. Cáo, anh ở nhà cơ hồ không đề phòng, người khác muốn ra vào nơi này thật sự quá dễ dàng. Xem ra là muốn hoạt động gân cốt một chút, Sở Trần đứng lên tự nói với mình, trở lại căn phòng mình ở ban đầu, hiện tại trên cơ bản đều chất đống tài liệu cần thiết để Sở Trần vẽ bùa. Phòng này cũng đã lục soát qua, đối phương muốn tìm cái gì? Sở Trần không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu động bút vẽ bùa, bày trận. Một cái bùa theo dõi, một bức tranh bất cứ lúc nào cũng có thể bị chạm vào bất cứ lúc nào. Sau khi hoàn thành một loạt thao tác này, điện thoại của Sở Trần vang lên. Giang Ánh Đào gọi điện thoại. Chúng tôi đã kiểm tra thông tin của 10 người trong số họ, phát hiện ra 3 trong số họ đã có tiền án tiền sự, tất cả đều phạm tội trộm cắp, trong đó có một người bị truy nã đang trốn thoát. Giang Ánh Đào nói, người đã bị chúng tôi theo dõi, tùy thời có thể bắt giữ. Sở Trần sửng sốt một chút, anh đột nhiên nghĩ về buổi hòa nhạc của ca sĩ. Không thể tưởng tượng được, tranh ngũ dương lại có chức năng như vậy. Bắt giữ, bàn giao cho công an địa phương xử lý. Sở Trần nói, nếu như gặp phải tình huống không cách nào bắt giữ, lập tức thông báo cho tôi. Sau đọc cục đặc chiến nhằm vào tư liệu đạo tặc Hỏa Yến phân tích qua, đối phương rất có khả năng là một võ đạo tông sư, hơn nữa am hiểu đi trong lòng nước. Nếu là võ đạo tông sư, thành viên tổ đột kích tầm thường cũng không cách nào bắt được hắn. Sở Trần có loại cảm giác, mình cách đạo tặc Hỏa Yến càng ngày càng gần. Cầu thang truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ, thím tường bưng một chén nước đường đến. Sở Trần đang ngồi trên sofa cùng Giang Khúc Phong nói chuyện sôi nổi. Giang Khúc Phong trực tuyến và ngoại tuyến hoàn toàn không giống nhau, khi cuộc trò chuyện diễn ra, Sở Trần đã không coi Giang Khúc Phong là tiền bối, yên lặng thêm một ghi chú cho Giang Khúc Phong, phong cách bạo lực. Sở Trần tin tưởng, nếu năng lực ngôn ngữ của Giang Khúc Phong không có vấn đề gì, hắn nhất định là người tao khí ngút trời. Khi thím tưởng đi lên, Giang Khúc Phong vừa vặn gửi một tin nhắn tới, anh có chú ý tới mấy chục mục tiêu hôm nay. Trong đó có một bộ phận là nữ, bộ dạng đều rất xinh đẹp, chẳng lẽ là bề ngoài xinh đẹp của bọn họ có thể mang đến cho bọn họ sự che chở tự nhiên sao? Cảm ơn thím thường, Sở Trần không vội vàng trả lời Giang Khúc Phong, dù sao trên cơ bản anh đều là một hơi liên tục gửi vài tin nhắn, dù sao cũng là tốc độ của việc tay độc thân hơn 40 năm. Sau khi thím tường đặt chén nước đường xuống, muốn rời đi, vừa muốn nói vừa thôi. Sở Trần tự nhiên chú ý tới, mỉm cười nói, thím tường. Còn có việc sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cậu ba, tôi muốn hỏi một chút, dược phẩm Bắc Trần còn thiếu người không? Thím tường cẩn thận mở miệng, Sở Trần nở nụ cười, thím tường muốn giới thiệu người đi làm. Không thành vấn đề, bảo hắn trực tiếp đi Bắc Trần báo cáo là được. Cụ thể cũng không cần thím tường mở miệng, đối với Sở Trần mà nói, là chuyện hơn. Thím tường nhất thời kích động, cảm ơn cậu ba. Là con trai lớn của tôi năm nay vừa vặn tốt nghiệp, nó học đại học y khoa, tôi muốn nó đi Bắc Trần làm việc. Sở Trần gật đầu, lập tức cười cười nói, thím tưởng như thế nào đối với Bắc Trần có lòng tin như vậy. Cậu ba, không phải là không biết, dược phẩm Bắc Trần đã nổi toàn thành rồi. Thím tưởng hai tay lưu loát lấy điện thoại ra, mở ra mấy đề tài nóng hổi, đều là về Bắc Trần, tống nhan cao, hóa thứ tầm thường thành thần kỳ vân vân đặc biệt bắt mắt. Sở Trần giật mình. Anh thật không ngờ, sự tình lại lên men nhanh như vậy. Xem ra, Nhan Nhan lại phải tăng ca rồi. Sở Trần thở dài một tiếng, bà xã kiếm tiền nuôi gia đình quá vất vả. Thím tường yên lặng nhìn Sở Trần một cái. Hai ngày tiếp theo, Bắc Trần ở Thiền Thành tiếp tục hot. Tranh ngũ dương tiếp tục duy trì sức nóng ở Dương Thành. Thiên cơ huyền đồ cũng duy trì bế tắc, đám người hoàng phủ nguyên cảnh nghĩ hết cách, đều không cách nào có thêm đột phá. Hành động bắt giữ Giang Ánh Đào cũng đang tiếp tục, chỉ trong môn ngày ngắn ngủi, tội phạm bị truy nã vì tranh ngũ dương đã có chừng 10 người. Điều này khiến Sở Trần cảm thán không thôi. Sở Trần mấy ngày nay lực chú ý đều đặt ở trên an phòng nhà mình, anh Thủy Trung nghi hoặc đến tột cùng là người nào theo dõi anh, loại tình huống không biết này khiến Sở Trần cảm giác được có chút không an tâm. Bóng đêm mông lung bao phủ Thiền Thành, bên ngoài trời mưa. Biệt thự tổ ấm nhỏ, Sở Trần nằm nghiêng trên sofa. Gối lên đôi chân dài trắng nõn của Tống Nhan, ngửi một hơi thơm mê người, anh ngược lại đề nghị muốn đến Bắc Trần trợ giúp, nhưng bị Tống Nhan cự tuyệt, lý do là Sở Trần cũng có nhiệm vụ của mình, không thể bởi vì Bắc Trần mà phân tâm. Quy mô của Bắc Trần đang mở rộng, cũng may có chú Hạ Trấn giữ, kinh nghiệm của chú ấy giúp chúng ta ổn định cục diện,
Bắc Trần hiện tại giống như là một chiếc thuyền lớn chuẩn bị xuống nước, tùy thời có thể khởi hành. Mấy ngày nay tuy rằng giật mệt mỏi, nhưng Tống Nhan cảm giác được cảm giác thỏa mãn trước nay chưa từng có, trong lúc nói chuyện, cũng vỗ vỗ một bàn tay to đang vung vẩy lung tung, em đang nói chuyện nghiêm túc đấy. Thời gian cụ thể đưa Tống Nhan cao ra thị trường là khi nào? Sở Trần thuận miệng hỏi một câu, 3 ngày sau, Tống Nhan tràn đầy chờ mong, đồng thời cũng thần sắc nghiêm túc nhưng, chú Hạ nói, sau 3 ngày đầu Tống Nhan cao chính thức đưa ra thị trường, có thể xuất hiện một vài biến số không thể đoán trước. Biến số gì? Tống Nhan cao quá hot, người đỏ mắt, cũng nhiều lắm. Tống Nhan trầm giọng nói, mấy ngày nay, đều có không ít người thăm dò muốn lẻn vào nhà máy của Bắc Trần hoặc Bắc Trần, muốn trộm công thức của Tống Nhan cao, chúng ta cũng một mực tăng cường lực phòng bị. Sở Trần lập tức ngồi dậy, Tống Nhan cao, anh đột nhiên nghĩ đến một khả năng, mấy ngày trước người lẻn vào trong phòng anh, chẳng lẽ là vì công thức của Tống Nhan cao? Bà xã, em cũng phải chú ý bảo vệ an toàn tính mạng của mình. Sở Trần vẻ mặt nghiêm túc, đi ra ngoài nhớ đeo bùa hộ mệnh anh làm cho em, bắt đầu từ ngày mai, để Tiểu Thu đưa em đi làm. Tống Nhan ôn nhu cười, kéo cánh tay Sở Trần, yên tâm đi, em có một người chồng cường đại như vậy, ai dám động vào em. Sở Trần đẩy ngã Tống Nhan. Một đêm mây mưa, sáng sớm hôm sau khi Tống Nhan đi làm, Sở Trần cũng một lần nữa đi tới biệt thự ven sông. Trước Thiên Cơ Huyền Đồ, Hoàng Phủ Nguyên Cảnh, Cung Trường An cùng Mộ Dung Tổ Hận không thể nhìn thấu bức Thiên Cơ Huyền Đồ này. Sở Trần, cậu phải nghĩ cách. Hoàng Phủ Nguyên Cảnh bất đắc dĩ ngồi trên sofa. Công tác sửa Thiên Cơ Huyền Đồ tiến vào khó khăn, không có cách nào để phá vỡ. Hai vị đại sư sửa tranh cổ là Cung Trường An và Mộ Dung Tổ cũng đều bó tay. Sở Trần ngồi xuống, suy tư một lát, nguyên do vẫn là ở phái Thiên Cơ. Sở Trần gửi tin nhắn cho Giang Khúc Phong, tôi muốn thẩm vấn Triệu Phong Vũ. Chỉ có người của phái Thiên Cơ, mới càng thêm rõ bí mật của Thiên Cơ Huyền Đồ. Nhưng, Triệu Phong Vũ là võ đạo tông sư, vẫn là kỳ môn cao thủ, Sở Trần một mình cũng không dám dễ dàng tiếp cận hắn. Có Giang Khúc Phong ở đây, vậy thì không sơ hở tí nào. Không đến nửa giờ, Giang Khúc Phong từ bên ngoài đi vào. Giang tiền bối, Sở Trần đứng lên, chuyện không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát đi. Giang Khúc Phong nhìn Sở Trần, sau đó nhìn thoáng qua Thiên Cơ Huyền Đồ. Sở Trần nghi hoặc, theo bản năng cầm lấy điện thoại, quả nhiên, có vài tin tức chưa đọc. Giang Khúc Phong gửi tới, ngày mai là ngày cuối cùng của triển lãm tranh, tội phạm truy nã tuy rằng bắt không ít, nhưng vẫn không có tin tức đạo tặc Hỏa Yến, ta có đề nghị mang Thiên Cơ Huyền Đồ đến triển lãm Bà Châu, có lẽ Thiên Cơ Huyền Đồ mới có thể đại đạo tặc Hỏa Yến ra ngoài. Sở Trần ngẩng đầu lên, thấy Giang Khúc Phong đang vẻ mặt tối sầm nhìn chằm chằm anh. Sở Trần sửng sốt một chút, theo bản năng cúi đầu nhìn thoáng qua ghi chú của Giang Khúc Phong trên điện thoại. Khụ khụ, Sở Trần không để lại dấu vết bỏ điện thoại vào trong túi, lấy Thiên Cơ Huyền Đồ làm mồi nhử, đề nghị của Giang tiền bối không tệ. Cụ thể tôi an bài là được, nhưng, nếu như vậy, đêm nay sẽ ủy khuất Giang tiền bối ở lại phòng triển lãm. Không phải là phong cách bạo phong sao, Giang Khúc Phong yên lặng nói một câu, khóe miệng khẽ co giật một chút. 5 giờ chiều, phòng triển lãm Bà Châu chính thức công bố một tin tức, trong nháy mắt kích nổ toàn bộ mạng, chấn động vô số cư dân mạng. Những người yêu thích thư pháp và hội họa trên toàn quốc đang phát điên. Vào ngày cuối cùng của triển lãm, Thiên Cơ Huyền Đồ huyền thoại sẽ được trưng bày. Đặt vé ngay bây giờ, tôi phải đi xem. Thiên Cơ Huyền Đồ, một trong 10 bức tranh cổ đại của Trung Quốc, đoạn thời gian trước ồn ào huyên náo, thì ra đã bị chính phủ thu hồi. Phòng triển lãm Bà Châu phóng đại chiêu, trực tiếp nháy mắt giết tất cả triển lãm tranh. Thiên Cơ Huyền Đồ, tôi tới đây. Một mảnh xôi trào, hoa viên liễu ra, Thiên Cơ Huyền Đồ dĩ nhiên sẽ bị lấy ra triển lâm, cơ hội không thể mất, ngày mai cô nhất định sẽ đi xem đi. Liễu Thiên Thiên trông mong nhìn người phụ nữ tuyệt sắc ngồi ở trước mặt yên lặng đọc sách, 2 ngày nay cô tiến hành tập huấn đặc biệt với cô, khiến cô cảm giác được buồn chán vô vị, đã sớm muốn đi ra ngoài một chút. Thiên Thiên, em còn chưa hiểu cô sao? Liễu Mạn Mạn nói, ngày mai phòng triển lãm Bà Châu nhất định là biển người đông đúc, cô làm sao có thể đi đây? Cô, cháu cùng chị đi, chụp thêm vài tấm ảnh về cho cô, không phải cô rất thích Thiên Cơ Huyền Đồ sao? Liễu Thiên Thiên đưa ra đề nghị, đây mới là mục đích cuối cùng của cô đương nhiên biết cô sẽ không đến nơi đông người. Người phụ nữ tuyệt sắc buông sách xuống, đôi mắt đẹp rơi vào trên người Liễu Thiên Thiên, hôm nay làm xong đề, hơn nữa không có sai,
ngày mai có thể đi ra ngoài. Liễu Thiên Thiên kêu rên một tiếng, toát ra bộ dạng đáng thương. Liễu Mạn Mạn cười cười, cả Liễu gia, phải nói là cả Bách Hoa Cung, có lẽ cũng chỉ có cô mới có thể trị được tiểu ma nữ Thiên Thiên này. Còn người Liễu Mạn Mạn nhìn cô, từ nhỏ đến lớn, mục tiêu của cô chính là trở thành người như cô. Cầm kỳ thư họa, vũ nghệ tinh xảo, công phu cường đại, sớm đã có lời đồn, thực lực của cô là đệ nhất nhân Bách Hoa Cung, ngay cả cung chủ cũng không bằng cô. Thánh nữ Bách Hoa Cung, Liễu Như Nhạn, người chú ý thiên cơ huyền đồ không chỉ có Liễu gia, các nhà Dương Thành đều bị tin tức bất thình lình này chấn động. Lúc trước còn có người dùng thiên cơ huyền đồ để lấy mạng Sở Trần, hiện tại xem ra, người kia đã lành ít dữ nhiều rồi. Tôi có dự cảm, thiên cơ huyền đồ cùng tôi có duyên, ngày mai tôi đi xem thiên cơ huyền đồ, nhất định khoác hoàng bào, quản lý kho lương thiên hạ, đại phú đại quý. Tỉnh dậy đi, danh sách trong tay anh sắp hết giờ rồi. Ở vùng ngoại ô xa xôi của Dương Thành, một chiếc xe từ từ dừng lại trước một nhà tù bảo vệ nghiêm ngặt. Sau khi Sở Trần xuất trình giấy tờ, cảnh vệ ở cửa nhao nhao chào hỏi, mở cửa cho xe tiến vào. Phụ trách tiếp đãi Sở Trần và Giang Khúc Phong là một cảnh sát trung niên, lông mày rậm mắt to, dáng người khôi ngô, động tác sắc bén, họ Đồ tên Điền Cương. Những tên tội phạm bị giam giữ trong nhà tù này không phải là người bình thường. Đồ Điền Cương vừa đi vừa giới thiệu với Sở Trần. Toàn bộ nhà tù như tỉnh Quảng Đông chỉ có 3, đều là những người có bản lĩnh đặc biệt, cũng có thể nói đây là nhà tù chuyên dụng của cục đặc chiến. Người có bản lĩnh đặc biệt phạm phải vụ án, cảnh sát bình thường tự nhiên bó tay. Thí dụ như Triệu Phong Vũ, một thân kỳ môn thuật, nếu như không phải Giang Khúc Phong ra tay, muốn bắt hắn, thật sự quá khó khăn. Võ giả cường đại trong tòa ngục giam này cũng có không ít, ví dụ như Đồ Điền Cương trước mắt, Sở Trần nhìn ra, là một tiên thiên võ giả. Ba người rất nhanh đi tới phòng giam giam Triệu Phong Vũ. Hai tay Triệu Phong Vũ còng tay, hai chân bị khóa bằng xích sắt. Đây là còng tay chế tạo đặc biệt, chuyên môn đối phó võ giả cường đại. Đồ Điền Cương vừa nói, chỉ cần bọn họ thử muốn giãy còng tay, sẽ kích hoạt cơ quan còng tay, sẽ có dòng điện cường đại xuất hiện, nhẹ thì làm tê liệt thân thể bọn họ, nặng thì nguy hiểm đến tính mạng, cho nên, không ai dám đi thử phá vỡ còng tay này. Sở Trần gật gật đầu, quốc có quốc pháp. Cho dù là võ đạo tông sư cường đại đến đâu, một khi phạm tội, cũng khó thoát khỏi lưới pháp luật. Nghe thấy thanh âm mở khóa, Triệu Phong Vũ chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Sở Trần trong nháy mắt, đôi mắt Triệu Phong Vũ trào ra lửa giận, nghiến răng nghiến lợi, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Trần, "Sở Trần, đợi ngày ta ra ngoài, nhất định sẽ nghiền ngươi tan xương." Sở Trần đi tới trước mặt Triệu Phong Vũ ngồi xuống, người lợi dụng thiên cơ huyền đồ, coi mạng người như cỏ rác, trong tay không biết dính bao nhiêu mệnh án. Đời này còn muốn rời khỏi nơi này sao? Trừ khi là bắn chết. Triệu Phong Vũ khinh thường nhìn chằm chằm Sở Trần, ngươi có chứng cứ gì? Ta xông vào biệt thự, nhiều lắm cũng phán tội tự tiện xông vào nhà dân mà thôi, cái gì coi mạng người như cỏ rác, ta chưa từng giết người. Không biết mấy đệ tử của ngươi nói lời tương tự giống ngươi hay không? Sở Trần lẩm bẩm một tiếng, hy vọng không nên xuất hiện hình ảnh sư đồ bất hiếu a. Khuôn mặt Triệu Phong Vũ biến ảo một chút, ta hỏi ngươi, một bộ phận không trọn vẹn của thiên cơ huyền đồ, người còn sống của phái thiên cơ còn có ai từng thấy qua chưa? Sở Trần hỏi một câu, Triệu Phong Vũ nhìn Sở Trần, nửa hồi, thần sắc lướt qua một tia châm chọc, người muốn sửa thiên cơ huyền đồ. Không sai, Sở Trần cũng không che giấu mục đích của mình. Triệu Phong Vũ đột nhiên cười ha ha, phái thiên cơ dùng tâm huyết của nhiều thế hệ, cũng không có cách nào sửa được thiên cơ huyền đồ, người dựa vào cái gì? Sau khi cười như điên, Triệu Phong Vũ châm biếm nói, ta ngược lại có một cách có thể sửa thiên cơ huyền đồ, đó chính là để cho nó tắm đẫm máu, ngươi hẳn là có thể nhìn ra thiên cơ huyền đồ là một tòa kỳ môn trận pháp, nó là một tòa kỳ môn trận pháp hoàn mỹ nhất xuất hiện trong lịch sử phái thiên cơ ta, nó cần máu tươi, khởi động trận pháp, cứ 15 năm sẽ tự động khôi phục một lần, cứ cách 15 năm có máu tươi rót vào, nó có thể tự động sửa trận pháp không trọn vẹn, ta phỏng chừng lại có hai kỳ hạn 15 năm. Thiên cơ huyền trận liền có thể hoàn toàn khôi phục. Sở Trần cau mày, những lời này của Triệu Phong Vũ ngược lại giải đáp một nghỉ hoặc trong lòng anh, vì sao Hoàng Phủ Nguyên Cảnh nói, đã từng gặp qua thiên cơ huyền đồ 15 trước, mà 15 năm qua, lại chưa từng có tin tức thiên cơ huyền đồ. Cứ cách 15 năm, phái thiên cơ lại ném ra thiên cơ huyền đồ, dùng cách này để hấp thu máu tươi. Sở Trần tuyệt đối có lý do để tin rằng Triệu Phong Vũ giữ lại một phần. Nếu như vẻn vẹn chỉ cần máu tươi mà nói,
dùng rất nhiều phương pháp đều có thể đạt được, vì sao lại muốn nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu? Mà lần này, lại càng là trực tiếp lật thuyền trong mương, thất bại trong gang tấc, phái Thiên Cơ có thể nói là tiền mất tật mang. Thiên Cơ huyền đồ nếu có thể tự động khôi phục, như vậy, nhất định cũng có thể cho là thúc đẩy, thậm chí trực tiếp sửa. Sở Trần nhìn Triệu Phong Vũ nói, phái Thiên Cơ mấy đời đều không làm được chuyện, một tiểu đệ tử cửu huyền môn nói không chừng có thể làm được. Triệu Phong Vũ châm chọc cười lạnh, không đáp lại lời nói của Sở Trần. Sở Trần liên tiếp hỏi vài vấn đề, đều bị Triệu Phong Vũ bỏ qua. Triệu Hộ Pháp đối với phái Thiên Cơ quả nhiên trung thành và tận tâm. Sở Trần đứng lên, ta hiểu được, có thể là chúng ta tuổi tác chênh lệch quá lớn, có khoảng cách thế hệ. Ta nên đi nói chuyện với các đệ tử của ngươi. Trong vòng một giờ tiếp theo, Sở Trần lần lượt thẩm vấn mấy đệ tử phái Thiên Cơ, bọn họ một mực phủ định vụ án diệt môn kinh thành, dưới sự nói bóng nói gió của Sở Trần, ngược lại nói ra không ít bí mật về Thiên Cơ huyền đồ. Khi ra khỏi nhà tù thì đã hơn 6 giờ chiều, đó là hơn 6 giờ chiều khi tôi rời khỏi nhà tù. Sở Trần một đường trầm tư, Giang Khúc Phong càng không mở miệng quấy rầy, vẫn chơi điện thoại. Rất nhanh, trở lại biệt thự dọc theo sông. Sở Trần cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua, hơn 10 tin Giang Khúc Phong gửi tới. Có thu hoạch nào không? Thiên Cơ huyền đồ có thể sửa không? Mẹ kiếp, người không trả lời tin nhắn là chó. Sở Trần, rõ ràng tất cả mọi người ngồi cùng trên một chiếc xe. Ba người Hoàng Phủ Nguyên Cảnh còn đang ở đại sảnh, thấy Sở Trần trở về, nhao nhao liếc mắt. Thế nào rồi? Đối phương có mở miệng hay không? Hoàng Phủ Nguyên Cảnh thốt lên hỏi. Cho tôi một chút thời gian, tôi tin. Không có vấn đề lớn. Ánh mắt Sở Trần nhìn về phía Thiên Cơ huyền đồ. Cung Trường An cùng Mộ Dung Tổ thần sắc đều vui vẻ, vậy thật sự quá tốt. Tiếu Phong đi vào, sở đội, đều đã chuẩn bị xong. Tổ đột kích 9 của Cục Đặc chiến phụ trách đưa Thiên Cơ huyền đồ đến phòng triển lãm, hơn nữa phụ trách công tác an ninh tối nay và ngày mai. Tiếu Phong khi nhận được nhiệm vụ này hưng phấn không thôi, điều này đại diện cho sự tín nhiệm của sở đội đối với hắn. Đương nhiên, Thiên Cơ huyền đồ sự tình quan trọng, còn cần Giang Khúc Phong hiện trường chấn giữ. Sở Trần vẫn ngồi cùng một chiếc xe với Giang Khúc Phong, đi tới triển lãm Bà Châu. Lần này, hai người trên xe tán gẫu đến náo nhiệt, không biết, bên ngoài truyền đến một trận tiếng hô to. Sở Trần và Giang Khúc Phong đồng thời buông điện thoại xuống. Xe đã đến bên ngoài phòng triển lãm Bà Châu, không ít người yêu thư họa đã sớm ngồi xổm, khi nhìn thấy đoàn xe cảnh sát xuất hiện, lập tức ý thức được. Có thể là Thiên Cơ huyền đồ tới, trong lúc xôi trào hoan hô. Thiên Cơ huyền đồ thật sự tới rồi. Mọi người có thấy người đàn ông ngồi trên chiếc xe đó không? Sở Trần, thái tử gia của tập đoàn trăm tỷ. Chồng tôi tự mình hộ tống Thiên Cơ huyền đồ tới đây. Phi, không biết xấu hổ, xe dừng lại ngoài cửa triển lãm Bà Châu. Một đám thành viên tổ đột kích vũ trang hạng nặng dẫn đầu xuống xe, mang theo một loại khí chẳng uy hiếp. Người vây xem tuy rằng rất nhiều, nhưng không ai dám đến quá gần. Sở Trần cùng Giang Khúc Phong cơ hồ đồng thời từ hai bên cửa xe đẩy cửa xuống xe, trong lúc đó, hiện trường vang lên một trận tiếng hoan hô. Nội tâm Giang Khúc Phong có chút hưởng thụ, vẻ mặt vẫn duy trì lãnh khốc, bên tai truyền đến thanh âm, Sở Trần. Sở Trần, Sở Trần, hóa ra tôi là một tên hề. Giang Khúc Phong sắc mặt tối sầm lại, nơi này rõ ràng địa vị của hắn cao nhất, thực lực mạnh nhất. Sở Trần khuôn mặt mỉm cười vẫy tay người hai bên ra hiệu. Sở Trần thật đẹp trai, quá ghen tị với Tam tiểu thư Tống gia, không ngờ lại có thể khiến Sở Trần toàn thân đều là hào quang cam nguyện ở rể. Các người không cảm thấy vệ sĩ bên cạnh Sở Trần kia cũng rất ngầu sao? Tuy rằng tướng mạo bình thường không có gì lạ, nhưng khí chất bức người. Giang Khúc Phong, khuôn mặt Sở Trần vẫn duy trì tươi cười, nhìn như đang chào hỏi fan hâm mộ cuồng nhiệt, trên thực tế cũng đang quan sát tình hình xung quanh. Chỉ cần bắt gặp ánh mắt kỳ lạ, Sở Trần có nắm chắc có thể bắt được đối phương. Thành viên tổ đột kích động tác rất nhanh, nhanh chóng mang Thiên Cơ huyền đồ đã đóng gói xong vào phòng triển lãm. Bây giờ nhiệt tình như vậy, có thể tưởng tượng, phòng triển lãm ngày mai sẽ sôi động như thế nào. Tiếu Phong cảm thán, đồng thời cũng có loại cảm giác mình giống Alexander. Người của phòng triển lãm cũng nghiêm trận chờ đợi. Việc trưng bày Thiên Cơ huyền đồ đối với bọn họ mà nói là kinh hỉ lớn lao. Đồng thời cũng phải gánh chịu tương đối rủi ro. Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, quan chức phòng triển lãm thuê hơn 100 người của công ty an ninh, bảo vệ Thiên Cơ huyền đồ đồng thời duy trì trật tự hiện trường ngày mai. Bóng đêm buông xuống Dương Thành, một cơn bão về Thiên Cơ huyền đồ, lại lên men, màn đêm dần buông xuống,
người chen chúc ở phòng triển lãm Bà Châu dần dần tản đi. Thời tiết hơi lạnh, ánh đèn của phòng triển lãm Bà Châu sáng trưng, hơn trăm người an ninh trực đêm canh gác, đây chỉ là công tác an ninh ở tầng ngoài cùng, bên trong phòng triển lãm còn có thành viên đội đột kích tổ 9 của Tiếu Phong cùng với Giang Khúc Phong. Tranh ngũ dương đồ đã bị cất đi, vị trí đặt lúc trước tranh ngũ dương, thiên cơ huyền đồ đã được đặt vào, Giang Khúc Phong ngồi ở trong phòng triển lãm, nhắm mắt dưỡng thần. Mấy ngày tranh ngũ dương cũng không cách nào dẫn đạo tặc hỏa yến tới, hắn chỉ còn lại cách cuối cùng này. Hợp lý mà nói, đây càng không phải là âm mưu gì, mà là quang minh chính đại buông mồi nhử xuống, tương đương với phóng thích ra một tín hiệu khiêu khích với đạo tặc hỏa yến, thiên cơ huyền đồ ta liền bày ở chỗ này, ngươi có bản lĩnh đến lấy hay không? Giang Khúc Phong hoàn toàn có lý do tin tưởng, nếu như mục tiêu của đạo tặc hỏa yến thật sự là thiên cơ huyền đồ mà nói, đêm nay nhất định sẽ xuất hiện. Thiên cơ huyền đồ chỉ có thể trưng bày một ngày, đêm nay là cơ hội duy nhất để ngấp nghé thiên cơ huyền đồ. Từ sau khi phòng triển lãm chính thức công bố tin tức thiên cơ huyền đồ sắp được trưng bày, ánh mắt bên ngoài phòng triển lãm chưa từng chấm dứt, trong đó có thâm ý tự nhiên cũng sẽ không ít, dù sao, đó là thiên cơ huyền đồ, nếu có thể đạt được, cả đời cũng không cần lo lắng. Rạng sáng, một khách sạn sao ở Dương Thành, phòng tổng thống. Một người đàn ông trung niên tóc vàng ngồi trên sofa, trong tay bưng một ly rượu vang đỏ thơm ngát, nhẹ nhàng lắc lư, giống như đang hưởng thụ sự an nhàn của giờ khắc này. Khi một ly rượu vang đỏ sắp uống xong, điện thoại của người đàn ông tóc vàng đặt trên mặt bàn vang lên. Người đàn ông tóc vàng cũng không nóng nảy, vui vẻ buông ly rượu trong tay xuống, lại dùng khăn mặt nhẹ nhàng lau hai tay mình, sau đó mới ngồi thẳng người, cầm điện thoại lên, nhận điện thoại. Số 4, người đàn ông tóc vàng nói tiếng Trung thuần túy. Đầu dây bên kia là giọng nói của một người phụ nữ, báo cáo thiên tử, mục tiêu sau khi trở về, không có rời khỏi phòng nửa bước nữa, xin chỉ thị bước tiếp theo. Đêm nay rõ ràng là một hồi hành động mồi nhử, hắn cư nhiên có thể nhìn không đi góp vui. Tầm mắt người đàn ông tóc vàng nhẹ nhàng nheo lại, đứng lên, nhẹ nhàng bước hai bước, chậm rãi nói, dựa theo kế hoạch ban đầu, thừa dịp ánh mắt mọi người đều tập trung ở thiên cơ huyền đồ, lấy tranh ngũ dương đồ, đó cũng là một món ngọc trong văn hóa Trung Quốc a. Vâng, thiên tử, điện thoại vệ tinh bị cúp máy trực tiếp. Người đàn ông tóc vàng có biệt danh là thiên tử, hắn yêu thích văn hóa Trung Quốc. Hắn thích cảm giác làm thiên tử, mỗi khi có nhiệm vụ liên quan đến Trung Quốc, hắn đều xung phong đi đầu, ví dụ như lần này, bởi vì hai bức tranh, đi tới Trung Quốc. Tranh ngũ dương, thiên cơ huyền đồ. Nếu cả hai bức tranh đều có sẵn, nó sẽ mang lại cho tổ chức một sự giàu có không thể đo lường được. Tranh ngũ dương tuy rằng là của Trung Quốc, nhưng ta yêu văn hóa Trung Quốc, ta mang nó về, chuyện đương nhiên. Người đàn ông tóc vàng đi tới cửa sổ sát đất, nhìn ra bên ngoài. Trong lòng đang tính toán từng chi tiết của toàn bộ kế hoạch. Mục tiêu hắn nhắc tới trong điện thoại chính là Sở Trần. Nguyên nhân theo dõi vào Sở Trần có chút trùng hợp, vừa lúc mấy ngày nay Tống Nhan Cao bùng nổ, người đàn ông tóc vàng ý thức được, có lẽ ngoại trừ tranh ngũ dương cùng thiên cơ huyền đồ ra, còn có thể phát ra một khoản phát tài bất ngờ. Số 4 từng lẻn vào phòng Sở Trần, đáng tiếc cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Người đàn ông tóc vàng sở dĩ không có động tác tiến thêm một bước, là bởi vì nhiệm vụ lớn nhất trong chuyến đi này của hắn là tranh ngũ dương cùng thiên cơ huyền đồ, còn lại chỉ là thử yếu. Người đàn ông tóc vàng gọi điện thoại, số 3, tình hình của tranh ngũ dương thế nào? Tranh ngũ dương đã được đưa về bảo tàng Dương Thành, so với bình thường, an ninh của bảo tàng Dương Thành tối nay quả thật yếu đi rất nhiều. Tôi cùng số môn đều đã vào vị trí, chờ số 4 vừa đến, lập tức có thể hành động, về phần số 1, hắn ở bên ngoài phòng triển lãm Bà Châu, chờ thời cơ. Rất tốt, người đàn ông tóc vàng khẽ nhếch khóe miệng, lấy sâm banh làm tín hiệu, tùy thời chuẩn bị hành động. Một đêm tuyệt vời như vậy, há có thể không ăn mừng với một chai sâm banh. Cuộc sống của thiên tử phải có một cảm giác nghi thức. Biệt thự Tống ra đêm khuya, một gốc cây đại thụ tươi tốt bên hồ Tống, một thân ảnh lặng yên vô thức ẩn núp. Sau khi cúp điện thoại, người phụ nữ lại nhìn thoáng qua một trong những biệt thự đã sớm tắt đèn, thân thể lướt qua phía sau, trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Ban công biệt thự, một bóng người lắc mình xuất hiện, ánh mắt bình tĩnh nhìn một cái cây kia, lá cây còn đang run rẩy nhẹ nhàng. Là ai? Thần sắc Sở Trần mang theo nghi vấn. Đêm nay ánh mắt toàn thành đều tập trung vào thiên cơ huyền đồ, thế nhưng có người tập trung ánh mắt vào anh, hơn nữa, nhìn chăm chăm này, chính là nửa đêm, hiện tại đều đã qua 12 giờ sáng, vì biết thân phận của đối phương, để cho đối phương đi sớm một chút,
Sở Trần còn thúc giục Tống Nhan tắt đèn và đi ngủ trước 10 giờ. Sở Trần suy nghĩ một chút, lập tức đi theo. Thiên Cơ Huyền Đồ có Giang Khúc Phong chấn giữ, Sở Trần ngược lại không lo lắng, nếu ngay cả kẻ địch anh cũng không đối phó được, Sở Trần đi cũng vô dụng. Sở Trần càng thêm không lo lắng đối phương sẽ biến mất, hôm nay lúc Sở Trần trở về, phát hiện phòng mình lần nữa bị lẻn vào. Trận pháp quy định phạm vi hoạt động không có khởi động, nhưng bùa theo dõi, lại bắt được hơi thở của đối phương. Từ thân hình mà xem, giống như là một người phụ nữ. Sở Trần xa xa liếc mắt nhìn bóng lưng thân ảnh biến mất trong bóng đêm, đó là một cái mông mật đào tương tự Giang Ánh Đào, nhưng, so sánh ra, vẫn là Giang Ánh Đào thoạt nhìn càng thêm mượt mà. Người phụ nữ một thân áo đen, tốc độ cực nhanh, không phải người thường, phương hướng cô chạy tới, rõ ràng là Dương Thành. Người của Dương Thành muốn đối phó ta, trong đầu Sở Trần lóe lên kẻ địch của mình ở Dương Thành. Hận không thể đẩy anh vào chỗ chết nhất, không thể nghi ngờ là Diệp Yên Diệp gia. Đương nhiên, còn có mấy nhà oán hận anh cũng không ít. Một đường này, Sở Trần không chậm không nhanh ở phía sau đi theo. Thực lực của đối phương tuy rằng thoạt nhìn không kém, nhưng rõ ràng không phải người trong kỳ môn, không hiểu phương pháp kỳ môn, càng không biết trên người cô dính hơi thở của bùa theo dõi. Một giờ sáng, động tác của người phụ nữ đột nhiên chậm lại, sau khi quan sát xung quanh, tiến vào một tòa cao ốc. Sở Trần cũng là một thân dạ hành phục, đi theo phía sau người phụ nữ. Dĩ nhiên là đến gặp mặt, Sở Trần âm thầm suy nghĩ, anh đã thấy có người cùng người phụ nữ này gặp mặt. Báo cáo thiên tử, số 4 đã đến, có thể hành động bất cứ lúc nào. Một thanh âm truyền đến, tầm mắt Sở Trần híp lại. Đối phương nói là ngôn ngữ Trung Quốc, anh đương nhiên có thể nghe hiểu. Thiên tử, số 4, hành động, một câu nói đã phơi bày không ít thông tin. Là người của tổ chức nào? Sở Trần cùng đối phương có một bức tường cách nhau, lúc này, cầm lấy điện thoại, gửi tin nhắn cho Giang Ánh Đào, tra tư liệu của một tổ chức thần bí, trong đó có người có biệt danh là Thiên Tử. Tuy rằng đã qua một giờ sáng, nhưng Sở Trần chắc chắn là, đêm nay trong khoảng thời gian đặc biệt này, Giang Ánh Đào nhất định còn chưa ngủ. Quả nhiên, tin tức của Giang Ánh Đào rất nhanh liền trả lời, tôi biết người này, tổ chức hát đến từ phương Tây, thành viên của tổ chức rất nhiều. Ở nhiều quốc gia đều có đường dây ngầm của tổ chức này, bao gồm cả Trung Quốc, tổ chức hát ở Trung Quốc lên kế hoạch cho mấy hành động, trong đó thủ lĩnh, tự xưng là Thiên Tử, đây là một người vô cùng tự phụ, ghê tởm, giảo hoạt cùng với có thực lực cường đại. Thiên Tử, tới Dương Thành rồi. Sở Trần trả lời, cô thông chi tao, Sở Trần dừng một chút, sau khi xóa chữ tao, tiếp tục đánh chữ, thông báo cho Giang tiền bối, Thiên Cơ Huyền Đồ rất có khả năng bị tổ chức hát theo dõi, đêm nay bọn họ sẽ có hành động. Hiện tại tôi đang theo dõi hai thành viên trong bọn họ. Tự phụ, ghê tởm, xảo quyệt, thực lực cường đại. Giang Ánh Đào là người của tổ điều tra cục đặc chiến, có nhiều va chạm xã hội, người có thể bị cô hình dung như vậy, tuyệt đối không đơn giản. Trên thực tế, Sở Trần cũng không biết một điểm, hôm nay số 4 lẻn vào phòng anh, là tự số 4 đột nhiên nghĩ đến đi vào lục soát một lần nữa, cũng không phải mệnh lệnh của thiên tử. Bằng không, anh căn bản không có khả năng thông qua bùa theo dõi đạt được phát hiện bất ngờ này. Quán ba thế kỷ 21, Giang Ánh Đào ngồi trên ghế salon, thần sắc ngưng trọng hẳn lên. Tổ chức hại xuất hiện ở Trung Quốc, đồng tử Tư Đồ Tĩnh co rụt lại, tổ chức tà ác điên cuồng này, dẫn đội vẫn là thiên tử, ghê tởm kia sao? Lần trước khi hắn cướp đi di vật văn hóa kia, còn để lại một câu ở hiện trường, tuy rằng là di vật văn hóa Trung Quốc, nhưng hắn thích, hắn liền mang đi. Nếu như không có gì bất ngờ, chính là thiên tử. Giang Ánh Đào đứng lên, thông báo cho những người còn lại, đều hành động, lần này, tuyệt đối không thể để thiên tử rời khỏi Dương Thành nữa. Hừ, hắn chết chắc rồi. Tư Đồ Tĩnh hừ lạnh một tiếng. Giang Ánh Đào nhìn cô một cái, thế lực của tổ chức hát rất lớn, mỗi một lần hành động của bọn họ đều dành một đường rút lui. Ở châu Âu từng có một lần tam quốc đặc chiến và vây quét thiên tử. Nhưng cuối cùng thiên tử, đều dựa vào thực lực của mình cùng với tổ chức hát cung cấp tình báo kịp thời, thuận lợi đào thoát. Chị Đào, chị đã quên tối nay người để mắt tới, thiên tử, là ai rồi sao? Tư Đồ Tĩnh mở miệng, Giang Ánh Đào giật mình, Sở Trần, tổ chức hát, thiên tử, hai cái tên này quả thật vang dội, nhưng Sở Trần, đây cũng là tên giống Bắc. Tối nay, thiên tử có thể thoát khỏi lòng bàn tay Sở Trần hay không? Giang Ánh Đào đột nhiên có chút kích động. Một lát sau, Giang Ánh Đào tỉnh táo lại, không quên nhiệm vụ Sở Trần giao cho cô, gọi điện thoại cho Giang Khúc Phong. Giang tiền bối, Sở Trần bảo tôi chuyển lời cho ngài,
anh ta theo dõi người của tổ chức H. Tối nay tổ chức H sẽ có hành động, mục tiêu có thể chính là Thiên Cơ Huyền Đồ. Điện thoại bị tắt, Giang Ánh Đào sửng sốt, Giang tiền bối sẽ không cho rằng là điện thoại quấy rối chứ, hắn cũng không có cái gì khác muốn hỏi sao. Cứ đơn giản như vậy, một tiếng, liền cúp điện thoại. Chị Giao, thấy chưa, đây chính là sức mạnh của cường giả. Tư Đồ Tĩnh Trấn Thanh nói, hắn mạnh mặc hắn mạnh, gió mát thổi qua sơn cương. Có Giang tiền bối trấn giữ phòng triển lãm, mặc kệ yêu ma quỷ quái gì, hắn cũng không để ở trong mắt. Cùng lúc đó, Giang Khúc Phong đặt điện thoại sang một bên, khóe miệng nhẹ nhàng co giật một chút. Loại chuyện trả lời điện thoại này, ghét nhất, Giang Khúc Phong cũng không xem nhẹ, suy nghĩ một chút, cầm lấy điện thoại, gửi tin nhắn cho Tiếu Phong tăng cường đề phòng. Giờ phút này Tiếu Phong đang ở đại sảnh của phòng triển lãm, sau khi nhận được tin tức, tinh thần của Tiếu Phong đột nhiên chấn động. Có chuyện, Tiếu Phong lập tức quyết đoán nhanh chóng an bài. An ninh bên ngoài phòng triển lãm cũng được huy động rõ ràng, để tăng cường phòng thủ. Xa xa, một bóng người ẩn núp trong bóng đêm, trong tay cầm kính viễn vọng, một lát, thần sắc nghi hoặc buông ống nhòm xuống. Hắn chính là số một dưới Trôm Thiên Tử. Thiết tối nay mang theo bốn thủ hạ, số một đến số bốn, đều là người Trung Quốc, từng là kẻ liều mạng, sau khi trốn ra nước ngoài, gia nhập tổ chức H. Trải qua đặc huấn tuyển chọn tăng cường, trở thành thuộc hạ đắc lực của tổ chức H. Số một gọi điện thoại cho Thiên Tử, tựa hồ có chuyện, phòng triển lãm Bà Châu trong lúc bất chợt nghiêm ngặt, tựa hồ ý thức được có người muốn trộm tranh. Thiên Tử trầm ngâm một hồi, nở nụ cười, đây là chuyện tốt, mục tiêu chính của chúng ta tối nay là tranh ngũ dương, Thiên Cơ Huyền Đồ là mồi nhử, nếu như có người khác đi cắn, vậy quả thực quá tốt, dùng lời của Trung Quốc mà nói chính là, trời giúp ta. Trước cửa sổ sát đất của khách sạn, Thiên Tử cúp điện thoại, cầm lấy chai sâm banh trên mặt bàn. Ba, một tiếng, sâm banh phun ra, điện thoại số 3 cũng vừa vặn kết nối. Mọi người, bắt đầu hành động đi. Bên cạnh tòa nhà tối đen, thanh âm số 3 vang lên, Thiên Tử hạ lệnh, bắt đầu hành động. Hai bóng người giống như âm hồn chui ra khỏi tòa nhà này. Trong bóng tối, thân sắc Sở Trần lướt qua một tia nghi hoặc. Bắt đầu hành động, Sở Trần nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, vị trí này cách phòng triển lãm Bà Châu ít nhất 30 dặm trở lên. Chẳng lẽ, mục tiêu của bọn họ cũng không phải Thiên Cơ Huyền Đồ. Sở Trần theo dõi số 4 trong đó, dù sao số 4 có mông mật đào, phi không đúng, là bởi vì trên người số 4 có hơi của bùa theo dõi số 4 căn bản không cần tốn nhiều sức. Theo thân ảnh số 4 tới gần, Sở Trần rốt cục ý thức được mục tiêu của bọn họ, bảo tàng Dương Thành. Tranh ngũ dương, đồng tử Sở Trần hơi co rụt lại. Cái gọi là thiên tử của tổ chức hát thật sự có thể nhìn được, tranh ngũ dương đặt ở phòng triển lãm mấy ngày cũng không thèm liếc mắt một cái, lại lựa chọn lúc mọi người đều chú ý đều đặt ở Thiên Cơ Huyền Đồ, đột nhiên tập kích tranh ngũ dương vừa mới đưa về bảo tàng Dương Thành. Sở Trần cảm nhận được, mấy tổ chức hát này đều có sức chiến đấu không tầm thường, an ninh bình thường đối với bọn họ mà nói, thùng rỗng kêu to. Nếu không phải do bùa theo dõi, đêm nay có thể thực sự để tổ chức hát thực sự thành công. Nhưng bây giờ, người tính không bằng trời tính. Sở Trần bất động thanh sắc đuổi theo. Anh muốn biết đối phương tổng cộng có bao nhiêu người động thủ. Ngoại trừ số 3 và số 4 lúc này, quả nhiên, khi tiếp cận bảo tàng Dương Thành, lại có một bóng người hội hợp với hai người. Ba đạo thân ảnh đã sớm thăm dò rõ lộ tuyến, nhẹ nhàng quen đường, nhanh chóng lẻn vào bảo tàng Dương Thành. Có bùa theo dõi ở đây, Sở Trần cũng không nóng lòng tiến vào, anh muốn người và vật đều bắt được. Thực lực của ba người này tuy mạnh, nhưng Sở Trần xem ra, còn xa mới đủ. Ba đạo thân ảnh lẻn vào một phút sau, Sở Trần trực tiếp quang minh chính đại từ cửa chính bảo tàng Dương Thành đi tới. Sau khi bị người chặn lại, Sở Trần xuất trình giấy tờ tùy thân của mình. Chào Sở đội, Sở Trần lại một lần nữa cảm nhận được nhân khí của mình ở Dương Thành, hơn nữa thân phận đặc biệt của mình, một đường thông hành không trở ngại, đi về phía nơi đặt tranh ngũ dương. Đột nhiên, đồng tử Sở Trần hơi co rụt lại. Anh nghe thấy tiếng đánh nhau. Trong đầu Sở Trần không khỏi toát ra một nghi vấn như vậy. Tăng tốc độ, khi Sở Trần đẩy ra một cánh cửa, vừa lúc thoáng nhìn thấy một thân ảnh áo đen biến mất ở cửa sổ. Còn ba người của tổ chức hát, ngã xuống đất, bất tỉnh. Sở Trần ngạc nhiên, hướng đi của sự việc đã ngoài dự liệu của anh, vốn ba người này một mực nằm trong tay anh. Sở Trần không chậm không nhanh, chậm rãi tiến vào, lại thật không ngờ. Dĩ nhiên có người nhanh chân lên trước, đã sớm ở bên trong chờ ba người. Nhưng rốt cuộc là ai? Sở Trần ngẩng đầu nhìn lướt qua,
tranh ngũ dương vẫn còn, điều này chứng tỏ, người áo đen kia đã biết hành động lần này của tổ chức hát, đặc biệt đến ngồi xổm canh giữ bọn họ. Người áo đen phán đoán dự đoán của thiên tử. Sở Trần bật toàn bộ đèn trong phòng lên, dưới ánh đèn sáng trưng, kiểm tra thương thế của ba thành viên tổ chức hát, đều bị một trưởng đánh ngất. Ít nhất là thực lực của võ đạo tông sư. Thân thể Sở Trần đột nhiên chấn động, ánh mắt trừng to, nhìn về phía một người áo đen trong đó, rõ ràng có một ký hiệu con én hình ngọn lửa. Đạo tặc Hỏa Yến, Sở Trần nhặt ký hiệu hình con én ngọn lửa này lên, có chút bối rối. Cục diện của Thiên Cơ Huyền Đồ đêm nay, vốn là vì đạo tặc Hỏa Yến mà thiết lập, có thể nói Giang Khúc Phong muốn một mình đấu với đạo tặc Hỏa Yến, nhưng đạo tặc Hỏa Yến cũng không có xuất hiện ở phòng triển lãm Bà Châu, mà là đi tới bảo tàng Dương Thành, hơn nữa ra tay ngăn cản ba đạo tặc tổ chức hát. Đêm nay cho dù Sở Trần không đến, tổ chức hát cũng nhất định sẽ thất bại. Đạo tặc Hỏa Yến chẳng những không có trộm tranh ngũ dương, còn bảo vệ tranh ngũ dương. Sở Trần nhìn ký hiệu của Hỏa Yến này, đột nhiên nghĩ đến đánh giá của Tống Thu đối với Hỏa Yến, dân gian gọi hắn là hiệp đạo Hỏa Yến. Hành động tối nay, quả thật có chút hiệp nghĩa. Phía sau truyền đến một trận tiếng bước chân lộn xộn, nhân viên an ninh bảo tàng cũng đến. Người phụ trách an ninh của bảo tàng Dương Thành họ Lương tên Quốc Chí, lúc này, Lương Quốc Chí dẫn theo người xông vào, nhìn thấy ba người áo đen ngã trên mặt đất, đầu tiên là cả kinh, chợt thở phào nhẹ nhõm, nhìn Sở Trần, ánh mắt tràn ngập sùng bái. Thật không hổ là sở đội đến từ bộ phận hành động đặc biệt, tất cả đều nằm trong tay anh. Ba người này lúc nào lẻn vào bảo tàng bọn họ cũng không biết, may mắn có Sở Trần, nếu không, tranh ngũ dương mất đi, bọn họ cũng không gánh nổi trách nhiệm này. Cảm ơn sở đội, Lương Quốc Chí cảm giác được một trận sợ hãi, liên tục nói cảm ơn. Trói mẩy người này bằng dây thừng, tôi sẽ nhờ người đưa họ đi. Sở Trần nói, nhưng, mọi người vẫn phải tăng cường phòng bị, không thể để cho người ta dễ dàng tiến vào như vậy. Còn nữa, tranh ngũ dương sao có thể quang minh chính đại đặt ở chỗ này như vậy? Sở đội nói đúng, Lương Quốc Chí vội vàng gật đầu, lập tức nói công tác đặt tranh ngũ dương vẫn là cơ mật cao nhất của bảo tàng. Hôm nay là bởi vì tranh ngũ dương vừa mới đưa về, cho nên mới tạm thời đặt ở chỗ này. Nói đến đây, Lương Quốc Chí lại là một trận sợ hãi, cái gọi là cẩn thận mấy cũng có sơ sót, cứ như vậy một lần lơi lỏng, liền có thể làm mất tranh ngũ dương. Sở Trần xác nhận ba người trong thời gian ngắn sẽ không tỉnh lại, lục soát công cụ liên lạc trên người ba người bọn họ, đóng gói mang đi, lúc rời khỏi bảo tàng, Sở Trần gọi điện thoại cho Giang Ánh Đào, hiện tại Giang Ánh Đào cơ hồ có thể nói là trợ thủ của Sở Trần, ba người tổ chức hát, đều đã bị bắt, phái người đến bảo tàng Dương Thành nhốt bọn họ lại, nhưng mà, người chủ mưu sau lưng cũng không có hiện thân, còn phải hết sức chú ý. Không vấn đề gì, Giang Ánh Đào vui mừng trả lời. Chị Đào, thế nào rồi? Tư Đồ Tĩnh vội vàng hỏi. Cô nói đúng, thiên tử đụng phải Sở Trần, hắn nhất định sẽ chết chắc. Giang Ánh Đào nói, ba thành viên của tổ chức hát đều đã bị bắt sống, kế tiếp, chính là lúc bắt thiên tử. Thiên tử giảo hoạt như vậy, một khi hướng gió không đúng, hắn nhất định sẽ chạy trốn. Tư Đồ Tĩnh cũng vui nói, chúng ta nghiêm ngặt tra lộ tuyến rời khỏi Dương Thành, buộc thiên tử lộ ra chân tướng. Là thời điểm nên hành động. Thiên tử không phải thích văn hóa Trung Quốc sao? Vậy để cho hẳn cảm thụ một chút cách đãi khách của Trung Quốc, người không phạm ta, ta không phạm người, thiên tử nhiều lần phạm Trung Quốc ta, đã đến lúc phải trả nợ rồi. Lúc 2 giờ sáng, phòng tổng thống của khách sạn tinh cấp. Đèn đã tắt rồi, trên sofa đại sảnh, một điếu xì gà lại được thắp sáng, dưới ánh đèn yếu ớt, vẻ mặt thiên tử nghiêm khắc lạnh lùng. Xảy ra chuyện, từ lúc hắn hạ lệnh hành động, đến bây giờ, ước chừng 26 phút. Mỗi một giây, thiên tử đều nhớ kỹ. Lấy thực lực của ba người, từ lúc bắt đầu hành động đến thành công trộm tranh ngũ dương, tuyệt đối không cần 10 phút, cho dù gặp phải tình huống bất ngờ, trong ba người, sẽ có một người có thể rút ra cơ hội báo cáo với hắn. Nhưng, một người cũng không có. Số 2, số 3, số 4, giống như đá chìm biển. Thiên tử nhìn chằm chằm điện thoại trên mặt bàn, hắn không chủ động liên lạc với bất kỳ một trong số bọn họ, quá trình này. Thiên tử chỉ hạ ra một mệnh lệnh, chính là để cho số một ẩn núp ở phòng triển lãm Bà Châu rút lui. Nếu đã xuất hiện tình huống hắn không có cách nào dự đoán, như vậy, kịp thời rút lui là quan trọng nhất. Thất bại của một nhiệm vụ không tính là gì. Thiên tử dùng điện thoại là điện thoại vệ tinh của tổ chức hát, hắn cũng không lo lắng người của Cục Đặc chiến Trung Quốc có thể theo đường dây điện thoại tìm tới cửa. Có thể đánh bại ba tiên thiên trong một lần ngắn ngủi,
tuyệt đối là cao thủ cấp bậc võ đạo tông sư ẩn núp ở bảo tàng Dương Thành, đáng chết. Thiên tử phẫn nộ vỗ mạnh lên mặt bàn, hắn cẩn thận phân tích kế hoạch của mình, rõ ràng không chút sơ hở, người Trung Quốc làm sao có thể tính đến việc hẳn lựa chọn đêm nay trộm tranh ngũ dương. Không quản được nhiều như vậy, rời khỏi nơi chết tiệt này trước. Leng keng, âm thanh trong trẻo cắt đứt sự yên tĩnh của phòng tổng thống tối tăm. Thiên tử trong nháy mắt này hoàn toàn tỉnh táo lại, dập tắt điếu xì gà trong tay, cước bộ lặng yên không tiếng động đi tới trước cửa, thiên tử nín thở, không nhúc nhích. Hắn tuyệt đối không phải là người tay trói gà không chặt, ngược lại, thực lực của thiên tử có thể so với võ đạo tông sư, nhưng sự cẩn thận hắn từng một lần lại một lần cứu tính mạng hắn. Thiên tử vẫn tin vào câu nói cổ xưa của Trung Quốc, hãy cẩn thận để lái thuyền vạn năm. 2 phút sau, ngoài cửa truyền đến một thanh âm trầm thấp, số một báo cáo ánh mắt thiên tử xuyên thấu qua mắt mèo, sau khi nhìn thoáng qua, mới mở cửa phòng ra, sau khi số một tiến vào, lập tức đóng cửa lại. Thiên tử, bọn họ bên kia, số một khẩn cấp hỏi. Thất bại rồi, thiên tử nói, 30 phút đồng hồ, không có bất kỳ tin tức nào truyền đến. Sắc mặt số một biến đổi. Vậy chúng ta, tạm thời rút khỏi Dương Thành, ẩn núp về phía bằng thành, rời khỏi bằng đường biển. Ánh mắt thiên tử có chút không cam lòng. Đây tuyệt đối là lần hắn chật vật nhất rời đi từ khi hắn tới Trung Quốc đến nay. Điện thoại đặt trên bàn trà đột nhiên rung lên. Ánh mắt hai người đồng thời nhìn qua. Số 4 gọi tới, số 1 thốt lên, thiên tử lắc đầu với hắn, hiện tại gọi tới, chưa chắc đã là số 4. Nhìn chằm chằm vào điện thoại di động, thiên tử suy nghĩ một chút. Cuối cùng vẫn nhấn nút kết nối. Thiên tử không nói gì. Ánh mắt số 1 cũng gắt gao nhìn chằm chằm vào điện thoại di động, hy vọng bên trong truyền đến âm thanh số 4. Tuy nhiên, vài giây trôi qua, cả hai bên điện thoại đều không có âm thanh. Cuối cùng vẫn là Sở Trần chủ động mở miệng, đường đường là thiên tử của tổ chức hát, thế nhưng dũng khí nhận điện thoại cũng không có. Ánh mắt thiên tử hiện lên một đạo lệ sắc. Giọng nói này, hắn đã nghe qua. Thiên tử điều tra Sở Trần. Đương nhiên cũng xem qua video liên quan đến Sở Trần, hắn nghe ra thanh âm của Sở Trần. Số 4 rõ ràng nói Sở Trần chưa từng rời khỏi biệt thự nửa bước, xem ra, là Sở Trần ngược lại theo dõi số 4. Đôi mắt thiên tử hiện lên tức giận, đôi mắt sát ý nồng đậm, ta biết ngươi là ai, ta sẽ ân cần thăm hỏi người nhà của ngươi. Nói xong câu đó, thiên tử trực tiếp cúp điện thoại, hơn nữa nhanh chóng trực tiếp tắt máy. Hãy cẩn thận để lái thuyền vạn năm, thiên tử tin tưởng. Câu nói cuối cùng mình để lại, đã đủ khiến Sở Trần cảm thấy bất an. Chuẩn bị rút lui, số 1 cũng ngay sau đó đứng lên, hắn chưa bao giờ nghi ngờ quyết định của thiên tử, cho dù nhiệm vụ thất bại tối nay. Hắn đi theo thiên tử thời gian quá dài, rất rõ tính cách cùng năng lực của thiên tử, một khi thiên tử ra mệnh lệnh này, như vậy ý nghĩa, Dương Thành đối với bọn họ mà nói, xuất hiện nguy hiểm khó lường. Vội vã như vậy muốn đi đâu đây? Lúc này... Một đạo thanh âm giống như u linh vang lên. Hai người đột nhiên quay đầu nhìn lại, một bên ghế, ngoài cửa sổ truyền đến ánh đèn yếu ớt chiếu rọi, một bộ áo đen, như u hồn trong bóng tối. Ngươi là ai? Đồng tử thiên tử chấn động dữ dội, kinh hãi hô to. Câu nói, ta sẽ thăm hỏi người nhà ngươi, của thiên tử trước khi cúp điện thoại quả thật khiến Sở Trần phẫn nộ. Lúc này Sở Trần đã đi tới triển lãm Bà Châu, ngay bên cạnh Giang Khúc Phong, anh thử gọi điện thoại lại. Nhưng thế nào cũng không liên lạc được, Sở Trần ra lệnh cho Giang Ánh Đào, giám sát tình huống gần biệt thự Tống Gia, đồng thời, Tiếu Phong cũng phái đội đột kích đến Tống Gia. Nhiệm vụ của tổ chức hát thất bại, Sở Trần không chút hoài nghi câu nói kia của thiên tử, đây là một đám kẻ liều mạng không có tính người. Giang tiền bối, ngài cảm thấy thiên tử sẽ suốt đêm rút khỏi Dương Thành chứ? Sở Trần mang tới một cái ghế ngồi xuống, Giang Khúc Phong gật đầu, trong phòng cũng chỉ có hai người hắn và Sở Trần. Giang Khúc Phong ngược lại không kiêng kỵ cái gì, dứt khoát mở miệng, với, dùng điện thoại nói chuyện đi. Sở Trần cắt đứt lời của Giang Khúc Phong. Giang Khúc Phong cảm thấy bị vũ nhục. Giang Khúc Phong cầm lấy điện thoại, với tính cách của thiên tử, hắn nhất định sẽ rút lui. Về phần câu cuối cùng uy hiếp người nhà ngươi, xác suất rất lớn chỉ là muốn đe dọa ngươi một chút mà thôi, nếu như ta không đoán sai. Thiên tử hiện tại đã bắt đầu rút lui. Sở Trần nhướng mày, khách sạn. Đại sảnh phòng tổng thống tối đen, không khí tựa như ngưng đọng. Không bật đèn, thiên tử chỉ nhìn thấy một cái bóng màu đen, nhưng trong tiềm thức nói cho hắn biết, người áo đen trước mắt này có uy hiếp cực lớn. Làm sao ngươi vào được đây? Thiên tử một bên quan sát xung quanh, một bên mở miệng. Người áo đen thờ o, trả lời,
vừa rồi ngươi không phải chủ động mở cửa sao? Nghe vậy, sắc mặt thiên tử biến đổi, quay đầu nhìn số một. Vẻ mặt số một càng thêm kinh hãi, tôi không biết có người đi theo tôi tiến vào. Thiên tử cũng không biết, vừa rồi mở cửa đóng cửa, chẳng qua là trong nháy mắt, người áo đen này dĩ nhiên có thể thần không biết quỷ không hay lẻn vào. Đây là thân thủ tàng hình đáng sợ cỡ nào? Trả lời ta một câu hỏi. Người áo đen thản nhiên nói, triển lãm bô tháng trước, bức tranh cổ Trung Quốc các ngươi trộm đi, người mua là ai? Thần sắc thiên tử trầm xuống, nhìn chằm chằm người áo đen, người rốt cuộc là ai? Hỏa Yến, thiên tử cùng số một trong lòng đồng thời khiếp sợ, nhìn chằm chằm người áo đen trước mắt. Đạo tặc Hỏa Yến tiếng tăm lừng lẫy, cư nhiên là một người phụ nữ. Bọn họ tuy rằng nhìn không rõ khuôn mặt của người áo đen, nhưng nghe thanh âm rất dễ dàng nhận ra, đây là một nữ nhân. Nhưng mà, một giây sau, sắc mặt thiên tử đột nhiên thay đổi. Đạo tặc Hỏa Yến tới vô tung vô ảnh, chưa bao giờ để lại bất kỳ tư liệu nào về cô, đêm nay dĩ nhiên lấy bộ mặt thật hiện thân. Điều này có lẽ có nghĩa là, Hỏa Yến căn bản không có tính toán để cho hắn còn sống đi ra khỏi gian phòng này. Cử chỉ của thiên tử khẽ động, một bộ phận lực chú ý của số một vẫn luôn giữ lại trên người thiên tử, chờ đợi thiên tử hạ lệnh. Thân ảnh cực nhanh xông lên, trong tay dao. Găm sắc bén ngân quang hiện lên, giống như một tia chớp xẹt qua màn đêm đen kịt, cắm vào tim đạo tặc Hỏa Yến. Đạo tặc Hỏa Yến đến tột cùng là người nào? Phòng triển lãm, Sở Trần lập tức đứng lên, từ lúc vào cửa đến khi ba người ngã xuống đất, cơ hồ là bị đạo tặc, không đúng, hiệp đạo Hỏa Yến, trực tiếp giết bọn họ. Ánh mắt Giang Khúc Phong cũng toát ra nghi vấn. Hắn thả mồi nhử, đang chờ Hỏa Yến cắn câu. Bắt đạo tặc Hỏa Yến là nhiệm vụ của hắn. Nhưng tối nay, lại là đạo tặc Hỏa Yến giúp bọn họ một phen, bắt được thành viên tổ chức hát đang cố gắng trộm tranh ngũ dương. Khó trách dân gian có thanh âm hiệp đạo Hỏa Yến a. Sở Trần cảm thán, đồng thời liếc mắt nhìn Giang Khúc Phong một cái, nhiệm vụ của ngài, vẫn là chấm dứt đi. Giang Khúc Phong lắc đầu, Hỏa Yến làm sao biết hành động của thiên tử. Sở Trần trong lúc bất chợt mở to hai mắt, Hỏa Yến không phải vẫn luôn theo dõi thiên tử chứ? Nói vậy, hắn hiện tại sẽ thể tìm thiên tử hay không? Sao ngươi không nói cho ta biết, đợi lát nữa sẽ có tin tức truyền đến, thiên tử đã bị Hỏa Yến bắt được, truy nã quy án. Lúc Giang Khúc Phong gửi tin tức này, biểu tình trên mặt còn phối hợp đúng chỗ cho Sở Trần một cái liếc mắt. Số một ngã xuống đất, im hơi lặng tiếng. Vẻ mặt thiên tử tràn ngập kinh hãi, số đạo tôn không phải hôn mê, mà là bị Hỏa Yến trực tiếp đoạt lấy dao găm, tiện tay rạch, lướt qua cổ họng. Thiên tử ra lệnh cho số một động thủ, trên thực tế cũng là muốn thăm dò thực lực của Hỏa Yến một chút. Số một đi theo hắn thời gian dài nhất, sức chiến đấu tuyệt đối không thua gì thiên thiên võ giả bình thường, nhưng ở trước mặt Hỏa Yến, không chịu nổi một kích. Chúng ta không có thù sâu oán nặng, thiên tử nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc của mình, mở miệng nói, từ một mức độ nào đó mà nói, chúng ta vẫn là đồng nghiệp, người không phải muốn biết người mua bức tranh kia sao. Không thành vấn đề, ta có thể nói với ngươi. Người mua là ông trùm dầu khí Sa Quốc, hắn đã luôn luôn yêu thích tranh chữ, đặc biệt là các tác phẩm cổ xưa của Trung Quốc, tầng hầm của hắn cất chứa không ít. Hỏa Yến nhìn thiên tử, đồng nghiệp, người không biết đồng nghiệp là oan gia sao? Thiên tử vội vàng lắc đầu, lập tức nói tổ chức hát sẽ là bạn tốt vĩnh viễn của ngươi, nếu như ngươi có ý định, có thể tiến vào tổ chức hát, ngươi có thể được đãi ngộ tốt nhất. Nói xong, có thể lên đường. Hỏa Yến cầm dao găm trong tay, thanh âm thờ ơ. Khuôn mặt thiên tử lại thay đổi, ta có thể cho ngươi 10 triệu, không, 50 triệu. Nói xong, thiên tử đưa tay dò xét trong túi mình, ta có thể lập tức viết chi phiếu cho ngươi, ngươi, đi chết đi. Thiên tử lấy ra rõ ràng là một khẩu súng lục màu bạc. Đây là sản phẩm thử nghiệm nội bộ của tổ chức hát, chuyên phá đạn của cường giả. Cho dù là vo đạo tông sư, cũng không chịu nổi một thương. Thiên tử một hơi trực tiếp bắn 6 phát, thoạt nhìn phảng phất là bắn Hỏa Yến thành cái sàng. Nhưng trong lòng thiên tử rõ, tất cả đều bị Hỏa Yến né tránh. Thân pháp Hỏa Yến giống như quỷ mị, đảo mắt đến trước mặt hắn. Điều kiện ngược lại rất làm cho ta động tâm, đáng tiếc, ngươi quá không thành thật. Yến đưa tay, lực sắc bén như rời núi lấp biển đánh tới thiên tử. Thiên tử chật vật ứng phó, thân sắc vô cùng kinh hoàng, không, là ta sai rồi. Thiên tử lấy ra một tấm thẻ, ném ra ngoài, bên trong thẻ này có 50 triệu, mật mã sao 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 sao. Không lừa ngươi. Thiên tử hoàn toàn hoảng hốt, hắn chưa bao giờ cảm thấy gần gũi với cái chết. Đạo tặc Hỏa Yến vì sao phải quyết tâm đẩy hắn vào chỗ chết, thiên tử căn bản nghĩ không ra.
Giờ này khắc này, thiên tử chỉ có thể liều mạng nghĩ cất, hy vọng có thể tránh thoát một kiếp này. Danh tiếng của thiên tử vang dội, không ngờ lại là một người sợ chết. Hỏa Yến cảm thán, khuôn mặt thiên tử biến ảo một chút. Hắn là thiên tử, cũng là người phàm, hắn thậm chí so với người bình thường càng thêm tiếc mạng. Tất cả những gì hắn có bây giờ quá mức tốt đẹp, hắn không cam lòng cứ như vậy mà mất đi. Thiên tử bị Hỏa Yến dẫm lên dưới chân. Không phải ngươi rất thích văn hóa Trung Quốc sao? Hỏa Yến từ trên cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm thiên tử. Thiên tử liều mạng dây giụa, đôi mắt gắt gao mở to, trong nháy mắt này, hắn cũng thấy rõ khuôn mặt Hỏa Yến, trong đầu tựa như có sấm sét đánh trúng. Thế gian lại có nữ nhân xinh đẹp như vậy, cho dù là giữa sinh tử, thiên tử cũng lập tức nhìn ngây người. Ta quả thật cùng ngươi không thù không oán, nhưng ngươi nhiều lần phạm Trung Quốc, lần này thậm chí đi tới Dương Thành. Hỏa Yến nhàn nhạt nói, nơi này, là địa bàn của ta, ngươi vượt qua giới hạn rồi. Tự gây nghiệt, không thể sống. Ngươi vượt qua giới hạn, chết. Một ký hiệu Hỏa Yến nhẹ nhàng rơi xuống như liễu nhụy trong gió. Phòng triển lãm Bà Châu. Một cuộc gọi điện phá vỡ sự yên tĩnh của phòng trưng bày. Sở Trần nhận điện thoại, bỗng nhiên lập tức đứng lên, một lúc lâu sau, quay đầu nhìn Giang Khúc Phong, thiên tử, chết rồi. Điện thoại của Giang Khúc Phong rơi xuống đất, hắn đứng lên, há miệng, ta, Sở Trần xoay người đi ra khỏi phòng triển lãm, sải bước đi ra ngoài, vừa mới đi ra cửa triển lãm Bà Châu, Sở Trần tựa hồ nghĩ tới cái gì đó, lại lập tức xoay người quay đầu lại. Khi đẩy cửa phòng triển lãm lần nữa, Giang Khúc Phong nói tin. Sở Trần sửng sốt một chút, sau khi nghĩ lại, thăm dò hỏi, giữa ta thiếu một chữ, không? Giang Khúc Phong trầm mặt gật đầu. Cô Đào vừa truyền đến tin tức, có một người lang thang báo cảnh sát, nói phòng tổng thống của khách sạn Quỳnh Thủy đã chết hai người, cảnh sát sau đó phong tỏa hiện trường, hơn nữa xác định, một trong những nạn nhân chính là thiên tử. Sở Trần dừng một chút, hiện trường còn có ký hiệu độc đáo do Hỏa Yến để lại. Giang Khúc Phong ngạc nhiên. Thiên tử cuối cùng lại rơi vào tay đạo tặc Hỏa Yến. Tôi quên lấy mấy cái điện thoại này. Sở Trần nhấc lên một cái túi trên mặt đất, đây đều là một trong những vật chứng trong vụ án trộm cắp tranh ngũ dương của tổ chức hát tối nay. Đúng rồi, tuy rằng thiên tử thất thủ, nhưng cũng không có nghĩa là không có ai còn ngấp nghé thiên cơ huyền đồ, nơi này còn phải làm phiền Giang tiền bối chấn giữ. Khách sạn Quỳnh Thủy, phòng tổng thống. Lúc Sở Trần đến, Giang Ánh Đào cùng Tư Đồ Tĩnh cũng đã ở đây. Đã hoàn toàn xác định thân phận thiên tử. Giang Ánh Đào nói, phong cách hành động của tổ chức hát xưa nay đều là 5 người một tổ, lần này 4 người đi theo thiên tử tới, trong đó một người bị giết tại chỗ, 3 người còn lại đã bị nhốt trong ngục giam, thân phận của bọn họ cũng đang được xác nhận thêm. Giang Ánh Đào nói đại khái tất cả tình huống đêm nay một lần. Đồng thời, Giang Ánh Đào ký hiệu Hỏa Yến giao cho Sở Trần cũng so sánh cái mình nhặt được đêm nay một chút. Không có gì đẹp mắt. Nếu như từ trên ký hiệu Hỏa Yến có thể lấy được manh mối mà nói, đạo tặc Hỏa Yến sẽ không khiến các quốc gia trên thế giới đều cảm thấy đau đầu. Giang Ánh Đào nói, hiện trường tuy rằng có dấu vết đánh nhau, nhưng Hỏa Yến không để lại bất kỳ dấu vân tay nào cùng với dấu vết khác. Tôi cũng điều động giám sát khách sạn tối nay, cũng không phát hiện, có một bộ phận giám sát bị hủy. Giang Ánh Đào bất đắc dĩ buông tay. Nhưng, thiên tử xa lưới, ngược lại là một tin tức tức phấn chấn lòng người a. Tư Đồ Tĩnh kích động, tuy rằng đêm nay trò chơi giữa Sở Trần và thiên tử đột nhiên xuất hiện một đạo tặc Hỏa Yến, nhưng kết quả là thỏa mãn. Sở Trần cẩn thận quan sát hiện trường đánh nhau, cuối cùng cũng không phát hiện ra gì. Chỉ có điều, qua đêm nay, hình tượng đạo tặc Hỏa Yến ở trong lòng Sở Trần càng thêm thần bí. Sáng sớm hôm sau, trước cửa phòng triển lãm Bà Châu đã đông đảo người. Vô số người hâm mộ đến, do số lượng thực sự quá nhiều. Các quan chức đã phải thực hiện các biện pháp như phân luồng hạn chế dòng chảy. Sở Trần cũng ở trong phòng triển lãm. Tuy rằng tối hôm qua Hỏa Yến ra tay bảo vệ tranh ngũ dương, nhưng ai cũng không thể xác định, Hỏa Yến có thể nhìn chằm chằm thiên cơ huyền đồ hay không. Gặp phải thiên tử càng làm cho Sở Trần ý thức được đạo tặc Hỏa Yến khó có thể đối phó. Tinh thần cảnh giác 10 phần. Hơn nữa, Sở Trần không có quên, trong bóng tối còn có một kẻ địch, dù cho tối hôm qua động tĩnh náo loạn lớn như vậy. Cũng không có lộ ra một chút âm thanh. Đó chính là phái thiên cơ. Thiên cơ huyền đồ vốn là vật của phái thiên cơ, hộ pháp Triệu Phong Vũ phái thiên cơ bị bắt, Sở Trần tin, phái thiên cơ nhất định sẽ phái cường giả khác đến đây, tùy thời đoạt lại thiên cơ huyền đồ. Không thể nghi ngờ, hôm nay mỗi một người tiến vào triển lãm Bà Châu đều hướng về phía thiên cơ huyền đồ mà đến.
Quy củ giống như tranh ngũ dương, mỗi người chỉ được phép tiến vào tham quan thiên cơ huyền đồ 5 phút. Bên ngoài phòng triển lãm thiên cơ huyền đồ xếp thành hàng dài. Tiếng nghị luận cũng không dừng lại. Tôi cuối cùng cũng nhìn thấy thiên cơ huyền đồ, thật sự là quá chấn động, thật không hổ là một trong 10 đại cổ họa của Trung Quốc. Đây là một chuyện may mắn cho những người yêu thích thư pháp và hội họa chúng ta. Tôi làm sao cảm giác được thiên cơ huyền đồ bình thường không có gì lạ. Một câu này dứt điểm, nhất thời dẫn tới không ít ánh mắt khinh bỉ. Một buổi sáng, Sở Trần cũng gặp không ít người quen. Danh gia thư họa Dương Thành, các công tử thiếu gia, nhao nhao đều mộ danh mà đến, chẳng qua, rất nhiều người đều lựa chọn đi đường vòng, tận lực không để cho Sở Trần nhìn thấy. Hiện tại Sở Trần bọn họ trêu chọc không nổi, trốn còn trốn không nổi sao? Sở Trần, cũng không phải tất cả mọi người đều trốn tránh Sở Trần, ít nhất Liễu Thiên Thiên tiểu độc nữ này cũng không sợ, từ xa nhìn thấy Sở Trần liền vẫy vẫy tay, chị em Liễu gia đến vốn sẽ trở thành tiêu điểm toàn trường. Hiện tại Liễu Thiên Thiên hô như vậy, ánh mắt càng nhiều người lại một lần nữa tập trung ở trên người Sở Trần. Liễu Thiên Thiên vô cùng hưng phấn, trận chiến suốt đêm rốt cục hoàn thành nhiệm vụ cô giao phó, cô giống như một con chim nhỏ ra khỏi lồng, hưng phấn vô cùng, lôi kéo Liễu Mạn Mạn đi tới trước mặt Sở Trần. Sở đại ca, thanh âm Liễu Thiên Thiên ngọt ngào. Sở Trần trong nháy mắt cảnh giác, tiểu độc nữ này chưa từng có thái độ tốt với anh như vậy. Nói đi, có chuyện gì? Sở Trần và Liễu Thiên Thiên duy trì khoảng cách, Liễu Thiên Thiên chớp chớp mắt với Sở Trần, anh xem hiện tại xếp hàng thưởng thức thiên cơ huyền đồ đội ngũ dài như vậy, anh có thể hay không, không thể. Sở Trần vô tình cự tuyệt, móng tay của tiểu độc nữ nhìn không được giật giật một chút. Một lúc lâu sau, tiểu độc nữ hừ một tiếng, lôi kéo Liễu Mạn Mạn, chị, chúng ta đi xếp hàng. Lúc này, thân thể bên cạnh có người đột nhiên giống như mất đi lực chống đỡ ngã xuống đất. 1, 2, 3. 10, ngay lập tức gây ra một cuộc bạo loạn. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao họ lại ngã xuống? Sở Trần nhíu mày, Liễu Thiên Thiên cũng ngây ngẩn cả người, cô rõ ràng nhìn ra, những người ngã xuống đất này, là chúng độc. Chuyện không liên quan đến tôi. Liễu Thiên Thiên vội vàng mở miệng, Sở Trần lấy ra bộ đàm, tất cả mọi người tiến vào trạng thái đề phòng cao độ. Chuyện xảy ra khác thường tất có yêu. Sở Trần ngược lại không nghĩ tới. Có người sẽ lựa chọn ở thời gian này ra tay. Trong thời gian ngắn người chúng độc vượt qua 30 người, Liễu Thiên Thiên trước tiên kiểm tra, là chúng nhuyễn hương tán rất bình thường, nhưng, người hạ độc, nhất định cũng ở bên trong này. Liễu Thiên Thiên ngẩng đầu lên nhìn lướt qua, bất đắc dĩ lắc đầu, người bên trong phòng triển lãm thật sự là quá nhiều, trong lúc nói chuyện, lại có mười mấy người ngã xuống. Tiếu Phong lập tức tổ chức an ninh tại hiện trường đưa người ngã xuống đất ra ngoài. Độc tính của nhuyễn hương tán không mạnh, nhưng sẽ kéo dài 2 giờ, 2 giờ sau độc tính biến mất, bọn họ tự nhiên cũng không có việc gì. Liễu Thiên Thiên nghi hoặc, ai nhàm chán như vậy tới nơi này phóng mềm hương tán, chẳng lẽ là không muốn xếp hàng? Sở Trần nhìn thoáng qua tiểu độc nữ, phỏng đoán độc đáo này cũng là phải. Phái thiên cơ rốt cục không kiềm chế được, Sở Trần lẩm bẩm một tiếng. Nhuyễn hương tán, độc giới võ giả rất phổ biến, mà trong giới võ giả, khát vọng nhất để có được thiên cơ huyền đồ, Sở Trần thấy có hai thế lực lớn, một người là phái thiên cơ, còn có một người là Bách Hoa Cung phía sau tiểu độc nữ. Nhưng Liễu Mạn Mạn từng cam đoan, Bách Hoa Cung tuyệt đối sẽ không đi trộm thiên cơ huyền đồ, như vậy chỉ còn lại một khả năng, mẹ kiếp, sao anh lại đánh tôi? Lão tử coi anh là anh em, anh thế nhưng ở sau lưng đánh lén tôi. Lão Vương, sao anh đánh tôi? Một sự hỗn loạn lớn hơn đã xảy ra mà không có dấu hiệu nào. Trong phòng triển lãm, một đám người đột nhiên ra tay, đập loạn xạ, đại đa số đều trực tiếp động thủ với người bên cạnh mình. Hiện trường hỗn loạn, lông mày Sở Trần nhất thời nhíu lại. Phái thiên cơ, thuật cách không thao túng vật. Mấy ngày trước, biệt thự ven sông, chỉ có một mình Tống Thu bị khống chế. Thuật cách không của phái thiên cơ đến cảnh giới nhất định có thể khống chế thân thể người. Trước mắt phòng triển lãm có quá nhiều người, chỉ cần có cường giả phái thiên cơ trà trộn vào trong đó. Muốn khống chế một bộ phận người có ý chí lực không đủ kiên cường, dễ như trở bàn tay. Tiểu độc nữ, dẫn chị cô rời khỏi nơi này trước Sở Trần để lại một câu, lập tức sải bước đi về phía phòng triển lãm của thiên cơ huyền đồ. Mặc kệ phái thiên cơ tạo ra bao nhiêu hỗn loạn, mục đích cuối cùng của bọn họ, chỉ có thiên cơ huyền đồ. Liễu Thiên Thiên, anh mới là tiểu độc nữ. Liễu Thiên Thiên hiển nhiên đối với xưng hô này cực độ bất mãn. Nhưng đột nhiên có người phát động công kích về phía Liễu Mạn Mạn. Liễu Thiên Thiên phẫn nộ,
một cước đạp bay người nọ. Hiện trường hỗn loạn, tiếng chửi bới, tiếng kêu thảm thiết, tiếng rên rỉ không ngừng. Tôi không có ý a, tôi không thể kiểm soát bàn tay của tôi. Tôi xem như nhìn thấu anh, bình thường còn một bộ dạng quân tử, hôm nay người ta ăn mặc gợi cảm một chút liền nhìn không được động tay động chân. A hát, miệng nói không, cơ thể thành thực như thế nào? Tiếu Phong dẫn đội, bắt được từng người bị khống chế, đồng thời bắt đầu sơ tán đám người. Bảo vệ thiên cơ huyền đồ, Tiếu Phong dẫn dắt một đội ngũ đi thẳng đến phòng triển lãm thiên cơ huyền đồ. Lúc này, đã có đám người bắt đầu trùng kích phòng triển lãm thiên cơ huyền đồ, đội ngũ vốn xếp hàng dài đã tán loạn, đánh mắng không ngừng. Một đội ngũ an ninh chặn cửa phòng triển lãm, ngăn chặn đám đông tấn công. Sở Trần đứng ở một bên, ánh mắt sắc bén, nhìn kỹ tất cả mọi người ở đây. Có thể tạo ra hỗn loạn lớn như vậy, tuyệt đối không chỉ có một người. Điều này có nghĩa là, phái thiên cơ tới, không chỉ có một gã võ đạo tông sư. Tào Phong có thể đối phó được sao? Sở Trần trong lòng không khỏi có lo lắng. Phái thiên cơ dám ở giữa ban ngày ban mặt tạo ra cái hỗn loạn này, nói vậy là trong lòng có nắm chắc nhất định mới lựa chọn động thủ. Cẩn thận, đồng tử Sở Trần chợt co rụt lại, trong đội ngũ an ninh, lại có người đột nhiên động thủ với người mình, trong tay hắn còn xuất hiện một dao găm sắc bén bức người. Đây không phải là người bị khống chế, là người phái thiên cơ. Sau khi tạo ra hỗn loạn, cuối cùng bắt đầu lộ ra răng nanh. Dao găm sắc bén giống như tia chớp xẹt qua, một người gần nhất bất ngờ không kịp đề phòng, bị đâm một dao, lảo đảo lui về phía sau, mà lúc này, cửa phòng triển lãm cũng bị đẩy ra. Sở Trần xuất thủ đã rất nhanh, thời điểm đối phương còn chưa kịp vung dao lần hai, đã bị Sở Trần đánh ngã xuống đất. Đưa hắn ra ngoài, băng bó vết thương. Sở Trần quát một tiếng, ánh mắt liếc về phía thiên cơ huyền đồ. Trong lòng đột nhiên lại chấn động. Trận pháp của thiên cơ huyền đồ lại mơ hồ có dấu vết muốn khởi động, Sở Trần đột nhiên nhìn thoáng qua máu tươi chảy xuôi trên mặt đất, phảng phất thoáng cái hiểu ra cái gì. Thiên cơ huyền trận, cách 15 năm sẽ tự động khởi động. Lúc này thiên cơ huyền đồ có chức năng tự động sửa chữa. Hôm nay, vẫn là trong thời hạn 15 năm, sau khi nhận thấy được khí tức máu tươi, thiên cơ huyền đồ sắp khởi động. Đây là chuyện Triệu Phong Vũ tuyệt đối không đề cập tới trong lao ngục. Thiên cơ huyền đồ dưới tình huống gió tanh mưa máu như vậy, mới tự động khởi động sửa chữa. Khó trách phái thiên cơ dám mạo hiểm tạo ra hỗn loạn, tất cả tiền cược của bọn họ đều đặt ở trên thiên cơ huyền đồ. Tiếu Phong, nhanh chóng sơ tán đám người, đề phòng có người sử dụng binh khí có lực sát thương lớn. Sở Trần hét lớn, vừa dứt lời, lại có mấy người đột phá vòng vây xông vào phòng triển lãm, thấy Sở Trần đứng ở trước mặt thiên cơ huyền đồ, vẻ mặt mấy người này không có chút biến hóa, trong miệng lẩm bẩm. Đôi mắt đột nhiên trở nên điên cuồng, dao găm trong tay huy động, xông về phía Sở Trần. Sở Trần trầm mặt, từ trên người những người này, anh cảm nhận được khí tức tử khí nặng nề. Tất cả đều là tử sĩ, thiên cơ nhất phái, ngàn năm không suy, tuyên cổ trường tồn. Một người cao giọng hô to, đệ tử thiên cơ, hiến tế huyền đồ. Trong nháy mắt dứt lời, bọn họ dĩ nhiên không phải công kích Sở Trần, mà là trực tiếp dùng dao găm cắt đứt cổ tay mình, máu tươi như đổ. Trong khoảnh khắc phun về phía thiên cơ huyền đồ, Sở Trần né tránh những máu tươi này, đồng thời quyết đoán ra tay đánh ngã những người này trên mặt đất. Giang Khúc Phong cũng đứng lên, thiên, Giang Khúc Phong cầm lấy điện thoại, nhanh chóng gửi tin nhắn cho Sở Trần. Ngài chơi điện thoại, Sở Trần yên lặng nhìn hắn một cái, loại thời khắc mấu chốt này vốn không nên chơi điện thoại, nhưng là ồ lo lắng bỏ lỡ tin tức mấu chốt gì, Sở Trần vẫn là lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua, tin tức của Giang Khúc Phong, phái thiên cơ điên rồi sao? Sở Trần trả lời một tin nhắn, đúng vậy, bọn họ tựa hồ lựa chọn vào ngày hôm nay, muốn để cho thiên cơ huyền đồ tự động sửa chữa. Giang Khúc Phong nhìn chằm chằm Sở Trần, sao ngươi cũng đánh chữ? Giang Khúc Phong cảm giác lại một lần nữa bị Sở Trần nhục nhã. Bên ngoài thanh âm tranh đấu không ngừng, bên trong Sở Trần và Giang Khúc Phong đang chơi điện thoại. Khóe mắt Tiếu Phong liếc vào, nhìn thấy một màn này, không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Giang đội cùng Sở đội. Không thể tôn trọng kẻ địch một chút sao? Đối đầu kẻ địch mạnh, thế nhưng còn như không có việc gì chơi điện thoại di động. Quá không nể mặt đối phương, tử sĩ của phái thiên cơ trà trộn vào phòng triển lãm vượt qua 10 người, bọn họ đều dốc hết toàn lực xông vào, cắt cổ tay tự sát, lấy máu tươi tưới cho thiên cơ huyền đồ. Xem ra phái thiên cơ bị ép, Sở Trần gửi một tin nhắn, Giang Khúc Phong nhìn thoáng qua, lập tức trả lời, tại sao lại thấy được? Loại thủ đoạn này nhất định là lựa chọn bất đắc dĩ,
nếu như đây thật sự là một lựa chọn tốt, phái Thiên Cơ vì sao trước kia không cần? Sở Trần cảm giác mình hóa thân thành xúc tu quái với tốc độ 1 vạn mỗi giờ, hai tay đánh chữ, nhanh chóng vô cùng, hiện tại Thiên Cơ huyền đồ rơi vào trong tay chúng ta, hôm nay càng là cơ hội duy nhất bọn họ đoạt lại Thiên Cơ huyền đồ, bọn họ dứt khoát thừa dịp cơ hội này, được ăn cả ngã về không. Bịch, Tiếu Phong bị đánh bay rơi vào phòng triển lãm. Sở Trần ngẩng đầu nhìn qua, nhìn chằm chằm một gã đàn ông trung niên lúc này xuất hiện ở cửa phòng triển lãm, cùng Triệu Phong Vũ bộ dạng ngược lại có 3 phần giống. Khẳng định lại là họ Triệu. Sở Trần cười lạnh một tiếng, họ Triệu, lá gan của ngươi không nhỏ a, trước mặt mọi người tạo ra sự kiện đổ máu như vậy, qua hôm nay, phái Thiên Cơ sẽ là chuột qua đường, người người kêu đánh. Vẻ mặt người đàn ông trung niên rõ ràng giật mình một chút. Rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt, hắn làm sao biết mình họ Triệu. Triệu Phong Quân và Triệu Phong Vũ là truyền nhân của phái Thiên Cơ Triệu Thị, Thiên Cơ Nhất Phái, hệ chánh họ Triệu. Sau khi biết được Triệu Phong Vũ thất bại, Triệu Phong Quân rất nhanh đã nhận được mệnh lệnh, đi tới Dương Thành, đoạt lại Thiên Cơ huyền đồ, đồng thời, nghĩ cách cứu đám người Triệu Phong Vũ. Phái Thiên Cơ lúc này phái ra đội hình khổng lồ, bao gồm cả Triệu Phong Quân, tổng cộng có 3 gã võ đạo tông sư, đối với phái Thiên Cơ xuống dốc mà nói, đây gần như là một nửa thực lực của tông phái. Căn cứ tình báo của bọn họ, chỉ có 1 gã võ đạo tông sư trấn thủ Thiên Cơ huyền đồ. Sau một đêm lên kế hoạch, liền có hành động hôm nay. Hành động cho đến nay, rất thuận lợi. Bên ngoài hỗn loạn không ngừng, trước mắt, Thiên Cơ huyền trận đang chậm rãi khởi động, nếu có thể thừa dịp này, để cho Thiên Cơ huyền đồ hoàn toàn sửa chữa. Như vậy, đối với phái Thiên Cơ mà nói, có thể không tiếc bất cứ giá nào. Thần sắc Triệu Phong Quân mơ hồ lướt qua một trận kích động, ánh mắt lần nữa rơi vào trên người Sở Trần, không khỏi ngạc nhiên. Hắn dĩ nhiên lại chơi điện thoại. Hai tay Triệu Phong Quân không khỏi run rẩy một chút, loại thời khắc cường giả hai bên gặp nhau, vốn nên ngưng thần nín thở, thần sắc chuyên chú, tùy thời khởi xướng một hồi chiến đấu kinh thiên động địa, nhưng Sở Trần lại nghịch điện thoại, không đúng, còn có một người đang nghịch điện thoại, từ hơi thở của hắn mà xem, nói vậy chính là võ đạo tông sư duy nhất của đối phương. Đây là hoàn toàn không đặt hắn ở trong mắt a. Tuy nhiên, Triệu Phong Quân không biết nội dung tin nhắn điện thoại của hai người. Giang Khúc Phong, người này thực lực không kém, so với Triệu Phong Vũ mạnh hơn. Sở Trần, dựa vào ngài rồi. Bên ngoài còn có võ đạo tông sư, hôm nay không thể xem nhẹ. Giang Khúc Phong tiếp tục, Sở Trần ngẩng đầu, thấy Triệu Phong Quân giờ phút này vẻ mặt lửa giận nhìn chằm chằm anh, ngượng ngùng mở miệng chờ một chút ha. Người đi chết đi, Triệu Phong Quân hoàn toàn nổi giận, bất chấp chờ hai người khác đến, trực tiếp gầm to một tiếng, vung quyền ra, mãnh liệt như gió. Một quyền lực này, muốn trực tiếp đánh bạo đầu tên gia hỏa khinh thường hắn. Đường đường võ đạo tông sư, lại bị một tiểu tử thanh niên không để ý. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục, thân ảnh Sở Trần như lá liễu vừa động, trong nháy mắt liền bay đến một bên khác của phòng triển lãm. Triệu Phong Quân nhất thời đồng tử co rụt lại, Thiên Cơ bí thuật, nghênh phong liễu bộ. Hô, một cỗ trưởng lực hùng hậu đánh về phía Triệu Phong Quân. Triệu Phong Quân trong lòng cả kinh. Lúc này mới nhớ tới, trong phòng triển lãm còn có 1 gã võ đạo tông sư. Trong lúc tốc độ ánh sáng, Triệu Phong Quân thi triển thân pháp kỳ môn, hiểm lại càng hiểm tránh được một kích của Giang Khúc Phong. Ánh mắt Triệu Phong Quân liếc mắt nhìn Sở Trần một cái, khóe miệng Sở Trần khẽ nhếch lên một chút. Triệu Phong Quân hiểu, tiểu tử này vừa rồi là cố ý chọc giận hắn, lấy mình làm mồi nhử, để võ đạo tông sư kia tập kích hắn. Xem, lại lấy điện thoại ra một lần nữa. Triệu Phong Quân ngược lại lui về phía sau vài bước, hắn tỉnh táo lại, một mình hắn không phải là đối thủ của võ đạo tông sư này. Sở Trần gửi một tin nhắn, thực lực của hắn không bằng ngài, tranh thủ thời gian bắt. Giang Khúc Phong lấy điện thoại ra, giao cho ta. Triệu Phong Quân, cầu xin các người làm người đi, mặt Triệu Phong Quân tối sầm lại. Hắn tung hoành giới võ giả nhiều năm, trải qua vô số lần chiến đấu, chưa từng có một lần chiến đấu, kẻ địch lại nghịch điện thoại trong quá trình đánh nhau. Ngực Triệu Phong Quân phập phồng kịch liệt, lúc này, phía sau có tiếng bước chân truyền đến. Văn Hoa, cuối cùng ngươi cũng đến. Triệu Phong Quân thở ra một hơi, nhường vị trí. Một trong 3 võ đạo tông sư mà phái Thiên Cơ tới, Mai Văn Hoa. Mai Văn Hoa không phải là con cháu địch tôn của phái Thiên Cơ, hắn thuở nhỏ đi theo lão tông chủ phái Thiên Cơ, bái làm sư phụ, khổ tu 50 năm, rốt cục bước vào cảnh giới võ đạo tông sư. Mai Văn Hoa vốn tưởng rằng sau khi tới nơi này sẽ nhìn thấy một trận chiến thảm thiết, nhưng hình ảnh trước mắt,
khiến Mai Văn Hoa ngây người. Triệu Phong Quân canh giữ ở cửa, mà hai người bên trong lại đang nghịch điện thoại. Không khí phảng phất lập tức ngưng động lại an tĩnh, bên ngoài đang đánh đánh giết giết, hỗn loạn một mảnh, bên trong hai người đang nghịch điện thoại, tựa hồ không phải đang ở cùng một thế giới. Trong đầu Mai Văn Hoa xuất hiện vô số dấu chấm hỏi, nhìn về phía Triệu Phong Quân. Triệu Phong Quân cười lạnh, trước khi ngươi đến, bọn họ liền dùng cách này ý đồ chọc giận ta, khiến ta mất đi lý trí. A, loại thủ đoạn này chỉ có đứa trẻ 3 tuổi mới có thể bị lừa, đối với ta có ích lợi gì? Trần sư huynh đâu? Quân Triệu Phong dừng lại, trầm giọng hỏi. Mai Văn Hòa ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Khúc Phong, đồng thời nói, Trần sư huynh ở phía trước ngăn trở người bên ngoài, thực lực của bọn họ tuy rằng bình thường, nhưng số lượng đông đảo, nếu như để cho những người đó vọt vào mà nói, có chút phiền toái. Nếu đã như vậy, thiên cơ đồ liền giao cho chúng ta. Triệu Phong Quân nhìn thoáng qua thiên cơ huyền đồ, cũng đã đến lúc rồi. Hắn vẫn không có động tĩnh, ngoại trừ đợi đám người Mai Văn Hóa đến, còn có một nguyên nhân, là bởi vì thiên cơ huyền trận khởi động cần thời gian. Triệu Phong Quân muốn nhìn xem, lúc này thiên cơ huyền đồ có thể sửa đến trình độ nào. Mai Văn Hoa và Triệu Phong Quân một trái một phải áp sát Giang Khúc Phong. Giang Khúc Phong cất điện thoại lại, ánh mắt đột nhiên sắc bén vài phần, quyết đoán ra tay. Hắn lựa chọn chủ động xuất kích, miễn cho hai người này khẩu chiến trước mặt. Đó không phải là điểm mạnh của hắn. Giang Khúc Phong phát huy hết sở trường của mình, quyền phong cương mãnh càn quét, Mai Văn Hoa cùng Triệu Phong Quân đồng thời đều giật mình, không nghĩ tới đối phương lại sắc bén quyết đoán như vậy, nửa câu không nói liền trực tiếp ra tay, xem ra là một người ngoan độc. Hai người đồng thời thu hồi lòng khinh thường, nghiêm túc đối địch, ứng phó thế tấn công của Giang Khúc Phong. Ba võ đạo cấp bậc tông sư chiến đấu, Sở Trần đương nhiên xen vào không được, xung quanh triển lãm đều là dấu vết ba đạo thân ảnh, Sở Trần nhìn một hồi, ánh mắt rơi vào thiên cơ huyền đồ. Trận pháp trên thiên cơ huyền đồ đã khởi động, vầng sáng màu đỏ nhàn nhạt không ngừng giống như gợn sóng quanh quẩn không ngừng. Sở Trần nhìn một hồi, trong lúc bất chợt nhìn về phía một phần thiên cơ huyền đồ thiếu kia, rõ ràng xuất hiện một tầng hình ảnh hư ảo, phạm vi hình ảnh không lớn, thoạt nhìn thậm chí còn rất khó phát hiện được, điều này khiến Sở Trần bỗng nhiên có loại cảm giác nhìn thấy cảnh không thực, hư ảo, mờ mịt, không chân thật. Nhưng trong nháy mắt này, trong đầu Sở Trần lại có kích động rất lớn. Nút thắt sửa thiên cơ huyền đồ đã lâu, phảng phất như có dấu hiệu muốn buông lỏng, hình ảnh như vậy kéo dài gần 10 phút, cuối cùng biến mất không dấu vết. Bịch, bịch, hai âm thanh vang lên, đinh tai nhức óc, ba đạo thân ảnh đồng thời tách ra. Triệu Phong Quân nhìn thoáng qua phương hướng của thiên cơ huyền đồ, thần sắc toát ra một trận than thở, đáng tiếc. Bọn họ được ăn cả ngã về không, hy vọng thiên cơ huyền trận sửa có thể có tiến triển đột phá, nhưng mà, cuối cùng vẫn khiến bọn họ thất vọng. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều không chú ý tới, một người khác trong phòng triển lãm, Sở Trần, giờ phút này đã lâm vào một loại trạng thái gần như là minh tưởng. Trong đầu anh lặp đi lặp lại hình ảnh vừa nhìn thấy, dần dần dung hợp với những bức chân dung còn lại của thiên cơ huyền đồ, những hình ảnh này gần như hư ảo, nếu như không phải nghiêm túc nhìn, căn bản rất khó phát hiện, huống chi, vừa rồi toàn bộ quá trình, Triệu Phong Quân đều liên thủ với Mai Văn Hoa đối phó Giang Khúc Phong. Ngươi không thể ngăn cản chúng ta. Triệu Phong Quân tuy rằng cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng cũng rất nhanh điều chỉnh tâm tình. Dù sao, tâm huyết của mấy thế hệ phái thiên co cũng không có cách nào khởi động thành công thiên cơ huyền trận hoàn chỉnh. Hành động hôm nay của bọn họ cũng không có hy vọng quá lớn. Triệu Phong Quân nhìn chằm chằm Giang Khúc Phong, thiên cơ huyền đồ vốn là của chúng ta, lần này chúng ta đến đây, chỉ là lấy lại đồ vật thuộc về mình mà thôi. Giang Khúc Phong nhìn chằm chằm Triệu Phong Quân, không nói gì. Lông mày Triệu Phong Quân lạnh lùng nhấc lên, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng, dựa vào sức lực của mình, có thể ngăn cản ba võ đạo tông sư chúng ta hợp công sao? Tầm mắt Giang Khúc Phong lạnh lùng nheo lại, chiến ý không ngừng lan tràn. Hắn không sợ đánh một trận, thấy một màn này, Mai Văn Hoa ở một bên không khỏi cười lạnh, ta ngược lại rất tò mò, ngươi là ai, cuồng vọng như vậy? Sở Trần nhìn Giang Khúc Phong, hai người này muốn ép Giang Khúc Phong nói chuyện a, điều đó là quá đáng rồi. Sở Trần vừa định thay Giang Khúc Phong mở miệng, chỉ thấy Giang Khúc Phong lấy điện thoại ra, sau khi gõ vài cái, đưa về phía hai người Triệu Phong Quân, màn hình điện thoại hướng về phía hai người. Đồng tử Triệu Phong Quân co rụt lại, hắn ở trên màn hình điện thoại, nhìn thấy, mã kỵ cái quái gì vậy còn phải thêm bạn mới có thể nói chuyện sao? Triệu Phong Quân và Mai Văn Hoa đồng thời sững sờ, hai người không nhúc nhích, phi,
Giang Khúc Phong đột nhiên mắng một tiếng, thân ảnh như cuồng phong cấp bách cuốn lên, trong nháy mắt, đồng thời thu hồi điện thoại, một cỗ thế tấn công giống như thủy triều công kích tới Mai Văn Hoa. Mai Văn Hoa chấn động, thoạt nhìn, hắn có loại cảm giác vô số nắm đấm công kích về phía hắn, quyền ảnh dày đặc kia khiến người ta nhìn mà sợ. Mai Vãn Hoa lui về phía sau hai bước, vừa định ứng đổi, lại đột nhiên nhìn thấy thế công trước mắt đảo mắt biến mất như mây khói không thấy đâu. Đây là một chiêu hư ảo. Mục tiêu thật sự của Giang Khúc Phong là Triệu Phong Quân. Quân Triệu Phong vốn còn đang suy nghĩ muốn đi trợ giúp Mai Văn Hoa như thế nào, thế tấn công phô thiên cái địa kia liền đập vào mặt. Cơ hồ là phản xạ có điều kiện, lòng bàn tay Triệu Phong Quân lấy ra hai tấm bùa, đập mạnh ra, bùa như lửa, đây là hai tấm bùa chân hỏa, bùa bị kích nổ trong nháy mắt, hai đoàn hỏa diễm đánh về phía Giang Khúc Phong. Đệ tử kỳ môn, trong chiến đấu, có được át chủ bài nhiều hơn với võ giả bình thường. Dù sao, một vài thuật kỳ môn, khiến người ta khó lòng phòng bị. Lúc Triệu Phong Quân đánh ra bùa chân hỏa, Mai Văn Hoa cũng đột nhiên phất tay, mũi tên ngắn trong tay áo xẹt qua không trung, phát ra tiếng vang sắc bén chói tai. Kỳ môn cơ quan thuật, ám tiễn trong tay áo, mũi tên xuyên không hướng về phía sau lưng Giang Khúc Phong, phía trước có hỏa diễm, sau có ám tiễn. Ánh mắt Sở Trần nhìn chằm chằm, hai bên đều bắt đầu động quyết tâm. Đây là trận chiến giữa các võ đạo tông sư thật sự. Hợp kích trước mắt, nếu là võ giả tầm thường, hậu quả chỉ có một, ám tiễn xuyên tâm, sau đó bị hỏa diễm thiêu thành than đen. Giang Khúc Phong bày ra phong thái của một đời tông sư, một mình chiến đấu hai đại võ đạo tông sư, mặc dù là gặp phải rất nhiều sát chiêu, Giang Khúc Phong gặp chiêu phá chiêu, không hề rơi vào thế hạ phong, ngược lại dần dần có dấu hiệu áp đảo đối phương. Tầm mắt Sở Trần nhẹ nhàng híp lại, Tao Phong quả nhiên giữ lại chút a. Tầm quan trọng của Thiên Cơ Huyền Đồ là không thể nghi ngờ. Nếu đã lựa chọn dùng Thiên Cơ Huyền Đồ làm mồi nhử, thì phải chuẩn bị tâm lý bị đối phương cướp đoạt. Nhưng cấp cao cục đặc chiến, cũng không phái thêm một võ đạo tông sư đến hỗ trợ Giang Khúc Phong, điều này có nghĩa là, cao cục đặc chiến đối với thực lực của Giang Khúc Phong rất tin tưởng. Trước mắt Giang Khúc Phong cũng chứng minh điểm này, đối mặt với hai đại cường giả phái Thiên Cơ, phản kích của hắn có vẻ thành thạo. Bên ngoài còn có một người, dứt khoát để cho hắn cùng lên đi. Sở Trần nể mặt Giang Khúc Phong đang chiến đấu cầm điện thoại bất tiện, thay Giang Khúc Phong hô một tiếng. Ánh mắt Giang Khúc Phong hiện lên một tia tán thưởng. Người biết ta, Sở Trần cũng vậy. Giang Khúc Phong cũng phối hợp với lời nói của Sở Trần, hào khí vừa quát, trưởng phong sắc bén, liên tục phá ba đạo bùa của đối phương, buộc hai người lui phía sau một đoạn. Quả nhiên, lúc này, khí tức võ đạo tông sư bên ngoài nhanh chóng tới gần, một người đàn ông mặc áo choàng xanh trắng bay về phía trước, trong tay có một lưỡi dao ngắn, hàn quang bức người, ám sát Giang Khúc Phong. Giang Khúc Phong sau đó nhảy thoát, Trần Sư Huynh, Triệu Phong Quân lúc này mừng rỡ, kích động vô cùng. Người đàn ông khuôn mặt lãnh khốc, nhìn chăm chú Giang Khúc Phong. Phái Thiên Cơ, Trần Khắc, ngươi cho rằng ngươi nói chuyện ta liền để ý đến ngươi sao? Giang Khúc Phong mắt lạnh đảo qua. Ba người đều đến, vậy thì cùng nhau lên đi, Giang Khúc Phong vẫn là người dẫn đầu phát động thế tấn công. Trần Khắc không nghĩ tới Giang Khúc Phong một lời không hợp liền chiến đấu, một chút quy củ giang hồ cũng không nói, ánh mắt sát khí nồng đậm tràn ngập. Trần Sư Huynh, hắn chính là như vậy, không coi ai ra gì. Triệu Phong Quân trầm giọng nói, nhưng, thực lực của người này quả thật không thể khinh thường. 5 phút để giải quyết trận chiến, nếu không sẽ có rất nhiều rắc rối phía sau. Trần Khắc thẳng thắn mở miệng, vung tay lên, Triệu Xu, đệ, người đi lấy Thiên Cơ Huyền Đồ. Lúc Triệu Phong Quân đi về phía Thiên Cơ Huyền Đồ, bị Giang Khúc Phong ngăn lại, còn suýt nữa bị thương. Trần Khắc lúc này cũng ra tay. Thực lực của hắn là mạnh nhất trong ba người, do Trần Khắc dẫn đầu, Triệu Phong Quân và Mai Văn Hoa phụ trợ lẫn nhau, ba người hình thành trạng thái tấn công tam giác, trong lúc nhất thời khiến Giang Khúc Phong có chút trở tay không kịp, mơ hồ có cảm giác chống đỡ không nổi. Ánh mắt Sở Trần nhìn chằm chằm Giang Khúc Phong, chanh, Giang Khúc Phong chợt hét lớn một tiếng. Ánh mắt Sở Trần nhìn về phía Thiên Cơ Huyền Đồ, anh đang phỏng đoán ý tứ của Giang Khúc Phong, Giang Khúc Phong bảo anh mang theo Thiên Cơ Huyền Đồ đi trước. A hát, Sở Trần nhanh chóng đi tới, lấy Thiên Cơ Huyền Đồ xuống cuốn lên, Giang tiền bối, ngài chống đỡ, tôi đi liền trở về. Vừa dứt lời, Sở Trần mang theo Thiên Cơ Huyền Đồ lao ra ngoài bên ngoài. Giang Khúc Phong sửng sốt, ý của hắn là để Sở Trần ném Thiên Cơ Huyền Đồ tới, có Thiên Cơ Huyền Đồ ở đây, ba người ra tay nhất định sẽ có điều kiêng kỵ, nhưng ai biết,
Sở Trần dĩ nhiên không nói hai lời, cuốn lên thiên cơ huyền đồ muốn chạy ra bên ngoài, cứ như vậy không để ý đến sống chết của mình sao. Giang Khúc Phong đột nhiên cảm giác có chút đau lòng, vừa rồi còn cảm thấy Sở Trần là chi kỷ, tình bạn nhựa chết tiệt này. Chẳng qua, Sở Trần muốn rời khỏi sảnh cũng không dễ dàng, thân ảnh còn chưa tới cửa, đã gặp phải liên tục mấy đợt ám tiễn công kích, Sở Trần chỉ có thể lại lui trở về. Không cho phép ai có thể, muốn rời khỏi đây, không có vấn đề. Thanh âm Trần Khắc lạnh lùng nói, nhưng mà, đừng hòng mang đi thiên cơ huyền đồ. Lông mày Sở Trần lúc này nhấc lên, không cho phép ai có thể. Sở Trần cười lạnh, Giang tiền bối, tôi đến giúp ngài một tay. Đồng tử Giang Khúc Phong co rụt lại, hắn biết thực lực của Sở Trần. Không thể nghi ngờ, Sở Trần là một võ giả xuất sắc, nhưng dù sao cũng chỉ có 23 tuổi, đối thủ đều là võ đạo tông sư tuổi ít nhất gấp đôi anh, thực lực đều ở trên anh có thể giúp cái gì? Triệu Phong Quân càng khinh miệt nhìn về phía Sở Trần, không bằng để ta giải quyết tiểu tử không biết trời cao đất rộng này trước. Không ai cho rằng, Sở Trần chỉ là một tiên thiên võ giả, có thể khống chế trận chiến giữa võ đạo tông sư này. Giang Khúc Phong tự nhiên sẽ không cho phép Triệu Phong Quân đi đối phó Sở Trần, hắn dùng nắm đấm của mình ngăn trở Triệu Phong Quân đang cố gắng công kích Sở Trần, đồng thời xoay người, tránh thoát công kích đến từ chân khác. Mai Văn Hoa càng không có khả năng bỏ lỡ cơ hội như vậy. Trong tay một tấm bùa bay ra, trong nháy mắt kích nổ, có thể so với công kích của tiểu ngũ lôi phù, đánh Giang Khúc Phong đến chật vật lui về phía sau vài bước. Thực lực của ngươi quả thật rất mạnh, nhưng mà, thật sự là tam đại tông sư chúng ta không chịu nổi một kích sao? Triệu Phong Quân tựa hồ tìm được cách đối phó Giang Khúc Phong, Giang Khúc Phong nếu muốn bảo vệ Sở Trần, như vậy, bọn họ liền công kích Sở Trần, để cho thời điểm Giang Khúc Phong bảo vệ Sở Trần. Lộ ra sơ hở, lại một lần nữa đánh bại Giang Khúc Phong. Tam đại tông sư ngầm hiểu lẫn nhau. Về phần Sở Trần, bọn họ chưa từng để ở trong lòng. Ánh mắt Sở Trần một mực nhìn chăm chú vào trận chiến đấu này, thấy Giang Khúc Phong có dấu hiệu bị áp chế, Sở Trần không do dự nữa, cổ tay chuyển động, tựa như ảo thuật lấy ra một cây sáo trúc. Lúc trước ở trên lôi đài, Sở Trần gọi đùa sáo này là sáo nữ thần. Hôm nay, sáo nữ thần tái hiện. Sở Trần vừa mới nói muốn trợ giúp Giang Khúc Phong một tay, cũng không phải là muốn liên hợp Giang Khúc Phong cùng nhau chiến đấu, mà là phải thông qua tiếng sáo của mình để hỗ trợ Giang Khúc Phong. Kỹ năng đàn của Sở Trần được truyền thừa từ Nam Cung Quân. Ngày đó trên lôi đài, Sở Trần đều cảm thấy mình có chút khi dễ người, dù sao, kỹ năng đàn của anh có thể dùng để giết địch, thuần túy đấu đàn mà nói, tự nhiên thắng được đối phương quá nhiều. Không có gì để so sánh, tiếng đàn truyền vào sức mạnh. Ảnh hưởng đến linh hồn con người. Sở Trần đứng ở trước một cửa sổ nhỏ trong phòng triển lãm, cửa sổ có ánh mặt trời chiếu vào, vừa lúc chiếu lên sáo nữ thần. Gương mặt nghiêng nghiêng của Sở Trần xuất hiện trong tầm mắt Triệu Phong Quân. Đầu ngón tay nhúc nhích, tiếng sáo từ từ vang lên. Khúc nhạc này, Nam Cung Quân từng kiểm tra đánh giá Sở Trần. Khúc an hồn, khúc nhạc tựa như nước chảy róc ào chui vào trong đầu tam đại võ đạo tông sư, trực tiếp thấm vào linh hồn bọn họ. Có một loại tác dụng gần như thôi miên. Trong nháy mắt này, thân thể vốn căng thẳng chiến đấu, có loại thư giãn không giải thích được. Triệu Phong Quân đột nhiên có loại cảm giác buồn ngủ ập tới, nhưng mà, một giây sau, cảm giác cực độ nguy hiểm bao phủ toàn thân, Triệu Phong Quân đột nhiên thức tỉnh, theo bản năng lui về phía sau, nhưng không kịp, gặp phải một chưởng của Giang Khúc Phong, ngã ra ngoài. Khúc nhạc đó thật kỳ lạ, sắc mặt Mai Văn Hoa đột nhiên biến đổi. Mí mắt theo bản năng có cảm giác nặng nề. Chân khắc thần sắc âm trầm, là khúc an hồn của Nam Cung Quân. Nhắc tới Nam Cung Quân, tam đại tông sư cũng nghiến răng nghiến lợi. Phái Thiên Cơ và Cửu Huyền Môn là kẻ thù truyền kiếp, nhưng đó là chuyện nhiều năm trước. Phái Thiên Cơ hiện tại, không có tư cách dùng hai chữ, địch lâu năm, để hình dung quan hệ giữa Cửu Huyền Môn. Cửu Huyền Môn như mặt trời ban ngày, thiên hạ đệ nhất kỳ môn, lực áp rất nhiều đại phái chính thống. Mà phái Thiên Cơ, hiện giờ ngay cả Thiên Cơ huyền đồ cũng làm mất, nếu là tình huống bình thường, tam đại tông sư sẽ không dễ dàng bị khúc an hồn ảnh hưởng như vậy, bọn họ hoàn toàn có thể ở thời điểm Sở Trần thổi khúc an hồn xông tới cắt đứt Sở Trần. Nhưng hiện tại, có Giang Khúc Phong uy hiếp này, Giang Khúc Phong căn bản không để cho bọn họ tiếp cận Sở Trần nửa bước. Hơn nữa, hoàn cảnh bây giờ, vẫn còn trong phòng triển lãm, không gian như vậy thích hợp nhất để phát huy khúc an hồn. Tiếng sáo giống như bám vào ma lực thần bí, tuy rằng không có khả năng thật sự làm cho tam đại tông sư này lâm vào ngủ say, nhưng trong chiến đấu như vậy,
linh hồn gặp phải ảnh hưởng, sẽ làm cho rất nhiều phản ứng của bọn họ đều chậm một nhịp. Cao thủ quá chiêu, một nhịp như vậy, đủ để chí mạng. Giang Khúc Phong tấn công Tam Đại Tông Sư đột nhiên phảng phất như chúng ta, liên tục xuất chiêu, đánh liên tục ba người lui về phía sau, càng thuận thế phát động công kích càng thêm cuồng bạo. Đồng thời, khóe mắt Giang Khúc Phong liếc mắt nhìn Sở Trần đang đứng trước cửa sổ nhỏ, thần sắc hiện lên một tia nghi hoặc. Hắn chỉ nhìn thấy Sở Trần bày ra tư thế này, bên tai lại không có truyền đến một chút tiếng sáo nào. Đây chính là lực khống chế công kích của kỹ năng đàn. Trong phạm vi nhất định, Sở Trần có thể khống chế âm sáo giống như kiếm trong tay Sở Trần, anh muốn chém ai, vậy liền chém người đó. Tiếng sáo chết tiệt, Triệu Phong Quân cảm nhận được áp lực càng lúc càng lớn, Trần Sư Huynh, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Thanh âm bước chân bên ngoài càng ngày càng dồn dập, đội đột kích vũ trang hạng nặng đã vây quanh phòng triển lãm này. Trần Khắc Thần sắc âm trầm, cơ quan tính kế, không nghĩ tới lại thua trên, khúc an hồ của Sở Trần. Lại là Sở Trần, lại là Cửu Huyền Môn. Trần Khắc cũng giống như tất cả người phái Thiên Cơ, hận không thể băm người Cửu Huyền Môn thành trăm mảnh. Mai Văn Hoa lại bị đẩy lùi một khoảng cách, rút lui, Trần Khắc gầm nhẹ một tiếng. Thất bại rồi, hôm nay không có khả năng còn có thể đoạt lại Thiên Cơ huyền đồ. Giữ cho núi xanh không lo không có củi đốt. Ba người Trần Khắc đồng thời phát lực, dùng một kích mạnh nhất bước Giang Khúc Phong lui về vài bước, thoáng qua một khoảng trống. Đi mau, ba đạo thân ảnh đồng thời rút khỏi phòng triển lãm này. Sáu nữ thần trong tay Sở Trần buông xuống, đồng thời hạ mệnh lệnh, nổ súng. Thành viên đội đột kích bên ngoài đã sớm nghiêm trận chờ đợi. Nhưng, ba người Trần Khắc cũng không phải là không có chuẩn bị, bọn họ trước khi hành động đã lên kế hoạch rút lui, chỉ là, không nghĩ tới lại rút lui chật vật như vậy. Trong nháy mắt bọn họ lao ra khỏi phòng triển lãm, ba người đồng thời thi triển thuật cách không thao túng vật, vật thể khống chế là lá bọn họ đã sớm chuẩn bị. Trong nháy mắt, lá bay đầy trời, hướng hai bên lối đi, che khuất bầu trời, ngăn cản tầm mắt của các thành viên đội đột kích. Nhưng, mệnh lệnh nổ súng của Sở Trần đã hạ xuống, Tiếu Phong vô cùng quyết đoán, nổ súng. Đoàng đoàng đoàng, bọn họ tuy rằng không nhìn thấy kẻ địch, nhưng lá dày đặc có thể ngăn cản tầm mắt của bọn họ. Lại không ngăn được đạn chạy tới. Đội đột kích sử dụng đạn đặc chế, có thể phá phòng ngự của võ đạo tông sư. Nếu như chỉ là một hai khẩu súng, dựa vào thực lực võ đạo tông sư, muốn đoạt súng hoặc là tránh né cũng không khó, nhưng hôm nay, Tam Đại Tông Sư đối mặt chính là vô số họng súng. Một vòng bắn phá, tuy rằng không nhìn thấy bóng người, lại nghe thấy tiếng kêu thảm thiết. Dần dần, lá rơi xuống, trên lối đi, một bóng người ngã xuống vũng máu, chính là Triệu Phong Quân. Hai người còn lại, không biết tung tích, Sở Trần đi ra hành lang, nhìn thoáng qua Triệu Phong Quân ngã trên mặt đất bị súng bắn loạn xạ bắn chết, trong lòng cảm thán một tiếng, quả nhiên công phu cao cũng sợ dao phay, chứ đừng nói là đạn. Sở Trần ngẩng đầu lên, thấy vách tường phía trên cũng nhiễm vết máu. Hai người chạy trốn, cũng bị thương. Trong nháy mắt tiếng súng vang lên, Tam Đại Tông Sư hiển nhiên đều lựa chọn từ trên cao vượt qua chạy trốn, nhưng Triệu Phong tương đối xui xẻo, tránh né không kịp. Bị bắn chết tại chỗ. Thu đội đi, duy trì trật tự tại hiện trường. Sở Trần không để cho thành viên đội đột kích đi ra ngoài đuổi theo, lấy thực lực của võ đạo tông sư, cho dù là bị thương, cũng không phải bọn họ có thể ứng phó. Triệu Phong Quân bị bắn chết, trình độ rất lớn cũng là bởi vì hắn xui xẻo, bởi vì dưới loại hoàn cảnh đặc biệt này, không gian có thể thi triển tránh né quá nhỏ, cho dù có lá che mắt, bọn họ cũng tương đương với bia ngắm di động, bị bắn chúng chính là xui xẻo. Sở đội, bên ngoài có không ít phóng viên tới, còn có rất nhiều dân chúng đều chưa rời đi. Tiếu Phong nói, anh đi đối phó đi. Sở Trần nói, nhìn thoáng qua thi thể nằm trên mặt đất, nói là một đám liều mạng nhìn chằm chằm Thiên Cơ huyền đồ, hiện tại đã bị bắn chết. Tiếu Phong gật đầu rời đi. Trải qua một hồi náo loạn này, hoạt động triển lãm lần này cũng vì vậy mà kết thúc, mặc dù xuất hiện tình huống bất ngờ, nhưng đối với triển lãm phía chính phủ mà nói. Đây không thể nghi ngờ là một lần thành công cực lớn, một đề tài Thiên Cơ huyền đồ, đủ để cho rất nhiều người nhớ kỹ triển lãm lần này. Sở Trần cũng mang theo Thiên Cơ huyền đồ trở lại biệt thự ven sông. Đại sảnh biệt thự, đám người Hoàng Phủ Nguyên Cảnh lo lắng, thấy Sở Trần xuất hiện, nhao nhao đều đứng lên. Nghe nói phòng triển lãm bên kia xảy ra chuyện bất ngờ, đều làm lão cung nóng nảy. Mộ Dung Tổ khẩn cấp mở miệng, cung Trường An liếc hắn một cái, nói giống như ngươi rất thong dong bình tĩnh. Sở Trần cũng liếc Mộ Dung Tổ một cái,
những lời này anh hoài nghi lão gia hỏa này muốn chiếm tiện nghi của anh. Không sao, thiên cơ huyền đồ không phải mang về rồi sao? Sở Trần bày thiên cơ huyền đồ một lần nữa ra trên giá vẽ, ánh mắt nhìn chăm chú vào thiên cơ huyền đồ, trận pháp phía trên đã biến mất không thấy, hôm nay vừa mới nhiễm máu tươi cũng biến mất vô tung. Người đại náo phòng triển lãm, là đạo tặc hỏa yến sao? Hoàng Phủ Nguyên Cảnh nhìn thoáng qua thiên cơ huyền đồ, theo bản năng hỏi một tiếng. Bọn họ cũng biết thiên cơ huyền đồ là mồi nhử Giang Khúc Phong cùng Sở Trần thả ra, chính là vì muốn đạo tặc hỏa yến mắc câu. Sở Trần lắc đầu, phái thiên cơ, lại là môn phái tà ác này. Cung Trường An cau mày, sau khi Triệu Phong Vũ giết tới biệt thự ven sông, trong lòng Cung Trường An liền dán nhãn môn phái này là tà ác. Chỉ cần công tác sửa thiên cơ huyền đồ một ngày không được giải quyết, phái thiên cơ sẽ giống như quỷ quái, tùy thời có thể xuất hiện. Sở Trần nói, nói đến đây, Mộ Dung Tổ cùng Cung Trường An thần sắc đều hiện lên một trận xấu hổ, phương diện này, bọn họ chính là chuyên gia, nhưng hôm nay đều bởi vì một bức thiên cơ huyền đồ mà cảm thấy bó tay. Ta đề nghị phải đổi chỗ khác nghiên cứu thiên cơ huyền đồ. Hoàng Phủ Nguyên Cảnh thần sắc nghiêm trọng, trầm giọng nói, phái thiên cơ đã biết chỗ này. Nếu mà Sở Trần ở chỗ này còn tốt, nếu mà thời điểm Sở Trần không ở đây, bọn họ giết tới, chúng ta chính là liều mạng, cũng không có khả năng bảo vệ được thiên cơ huyền đồ. Yên tâm đi, thiên cơ huyền đồ, tôi nắm chắc có thể sửa. Sở Trần mở miệng, Cung Trường An thở dài một hơi, muốn đột phá yên ổn sửa thiên cơ huyền đồ, thật sự là, chờ đã, cậu vừa nói cái gì? Cung Trường An đột nhiên trong mắt trợn tròn, nhìn chằm chằm Sở Trần. Hoàng Phủ Nguyên Cảnh cùng Mộ Dung Tổ ánh mắt cũng nhìn chằm chằm Sở Trần. Tầm quan trọng của sửa thiên cơ huyền đồ thật sự quá lớn. Đây là một trong 10 bức tranh cổ xưa của Trung Quốc. 10 bức tranh cổ của Trung Quốc cùng tên với nó, đại đa số đều đã biến mất trong con sông dài của lịch sử, căn bản không tìm được, chỉ có một hai kiện được cất giữ tại bảo tàng kinh thành, vô giá. Nhưng mà, so sánh ra, đều không bằng thiên cơ huyền đồ thanh danh vang dội. Nếu như có thể thành công sửa thiên cơ huyền đồ, đó chính là công lao vĩ đại. Trong đầu Sở Trần hiện lên ảo ảnh bức họa xuất hiện gần 10 phút ở phòng triển lãm, khuôn mặt hiện lên một nụ cười tự tin, tôi nói, tôi nắm chắc có thể sửa thiên cơ huyền đồ. Sảnh biệt thự, một trận yên tĩnh, đôi mắt ba vị đại sư nhìn chằm chằm Sở Trần, có chút không thể tin được mình nghe thấy cái gì. Mang thiên cơ huyền đồ ra ngoài đi dạo một vòng trở về, dĩ nhiên liền nắm chắc sửa thiên cơ huyền đồ. Không thể tin được, kể cả Giang Khúc Phong đã lấy điện thoại ra, tùy thời đều muốn gửi tin nhắn hỏi Sở Trần. Dù sao, Giang Khúc Phong so với ba vị đại sư càng thêm rõ ràng chính là, từ lúc lấy thiên cơ huyền đồ trở về, thời gian Sở Trần tiếp xúc với thiên cơ huyền đồ cũng không nhiều. Phải nói qua một đêm Giang Khúc Phong đối với thiên cơ huyền đồ, đột nhiên giác ngộ sửa thiên cơ huyền đồ kia, vậy còn nghe được, về phần Sở Trần, Giang Khúc Phong nghiêm trọng hoài nghi Sở Trần đang khoe khoang. Vẫn không nhịn được gửi tin nhắn cho Sở Trần, người trẻ tuổi làm việc phải làm đến nơi đến chốn. Sở Trần không để ý tin tức của Giang Khúc Phong, đi tới trước mặt thiên cơ huyền đồ, nhẹ nhàng vuốt ve chất lượng hình ảnh của thiên cơ huyền đồ một chút, trong đầu hiện lên từng hình ảnh có liên quan đến thiên cơ huyền đồ. Các chi tiết trên thiên cơ huyền đồ dài 10 mét ở trong đầu Sở Trần không ngừng lóe ra, dần dần ngưng tụ thành một trận pháp ban đầu, nhưng trận pháp cũng không có hoàn chỉnh, còn thiếu một phần. Bộ phận này trong đó có hình ảnh Sở Trần từng thấy qua. Sở Trần thử dung hợp chúng nó, ghép lại. Sở Cung Trường An há miệng muốn mở miệng, trong lúc bất chợt bị Mộ Dung Tổ ngăn lại. Giang Khúc Phong ngược lại không chú ý tới động tác của Mộ Dung Tổ, mà chỉ nghe thấy một chữ, Sở, sau đó ý vị thâm trường nhìn Cung Trường An. Hóa ra ông cũng vậy. Mộ Dung Tổ hạ thấp thanh âm, Sở Trần tựa hồ đã có linh cảm. Tất cả mọi người đều duy trì yên tĩnh, hơn nữa lui về phía sau vài bước. Để tránh quấy rầy Sở Trần. Đôi khi, cảm hứng đến bất chợt, nhưng cũng chỉ thoáng qua. Nhiều tác phẩm truyền kiếp là kết quả của cảm hứng. Ước chừng 10 phút đồng hồ trôi qua, ánh mắt Sở Trần đột nhiên sáng lên, tôi hiểu rồi. Sở Trần nhanh chóng xoay người lại, đi tới trước một cái bàn, trên mặt bàn bày bút mực giấy nghiên, đây là vật liệu bình thường ba vị đại sư thử phá giải thiên cơ huyền đồ. Sở Trần lấy ra bản phác thảo trên cùng kia, lập tức ở trên đó trải một tầng giấy trắng bằng phẳng. Cầm bút rơi xuống, không có một tia chần chờ. Ba vị đại sư Mộ Dung Nguyên Cảnh mấy ngày nay mỗi ngày đều hướng về phía thiên cơ huyền đồ, từ trong nháy mắt Sở Trần viết bút, bọn họ liền nhìn ra, Sở Trần đang vẽ thiên cơ huyền đồ, chuẩn xác mà nói, là nhỏ hơn gấp 10 lần thiên cơ huyền đồ.
bút rơi cực nhanh, hình ảnh đột nhiên hiện ra. Công lực thật thâm hậu, đồng tử cung Trường An co rụt lại, đây là lần đầu tiên ông ta thấy Sở Trần vung bút vẽ tranh, tuy rằng thông qua khoảng thời gian này ở chung ông ta cảm nhận được trình độ thư họa của Sở Trần không đơn giản, nhưng trước mắt tận mắt nhìn thấy, vẫn nhịn không được thán phục. Mặc dù chỉ là tỷ lệ phân biệt bằng mắt thường, nhưng Sở Trần trong thời gian ngắn vẫn khôi phục hoàn hảo thiên cơ huyền đồ, rất nhanh liền chỉ còn lại một phần không trọn vẹn. Cung Trường An nín thở, Mộ Dung Tổ nhìn chằm chằm không chớp mắt, Hoàng Phủ Nguyên Cảnh theo bản năng tiến lên hai bước, cước bộ rất nhẹ, giờ phút này không dám quấy nhiễu Sở Trần. Bức họa trong đầu Sở Trần dần dần thành hình, khóe miệng khẽ nhếch, lau đi độ cong tự tin. Phái Thiên Cơ trải qua nhiều đời tâm huyết, cuối cùng ngược lại làm áo cưới cho Sở Trần. Thiên Cơ huyền trận hoàn mỹ đã xuất hiện trong đầu Sở Trần, chỉ thiếu chút nữa là trở lại như cũ. Sở Trần thoáng suy tư, bắt đầu động bút. Phần Thiên Cơ huyền đồ còn thiếu chia làm hai nội dung, một phần cuộc sống bình dân bên trong tường thành, một phần là núi non trải dài. Vị trí Sở Trần dẫn đầu hạ bút, rõ ràng là cảnh vật bên trong tường thành. Vị trí này lại là như vậy. Cung Trường An đầu tiên là nghi hoặc, theo bút mực của Sở Trần càng ngày càng nhiều, ánh mắt Cung Trường An càng lúc càng sáng ngời, kích động, hợp lý, nên như vậy, tôi làm sao không thể tưởng tượng được. Mỗi một bổ cục bên trong thiên cơ huyền đồ đều liên quan đến thiên cơ huyền trận. Mộ Dung Tổ ở một bên cũng kích động, bất chấp sẽ quấy rầy Sở Trần, liên thanh nói, lão cung, ông nhìn xem, đây mới là bộ dáng vốn nên có của thiên cơ huyền đồ. Hoàng Phủ Nguyên Cảnh nở nụ cười. Ánh mắt cực kỳ tán thưởng nhìn Sở Trần, lập tức mỉm cười nói, ta sớm đã nói qua, mấu chốt phá giải thiên cơ huyền đồ, chính là ở Sở Trần. Phần thiên cơ huyền đồ không trọn vẹn trên thực tế không nhiều lắm, Sở Trần dùng không đến 10 phút đồng hồ, liền sửa xong phần bên trong tường thành, đến phần núi càng thêm đơn giản, Sở Trần trực tiếp làm liền một mạch, vung mực thành lĩnh, trong nháy mắt, một bức thiên cơ huyền đồ hoàn chỉnh hiện ra trước mặt mấy người. Sở Trần buông bút trong tay xuống. Nhìn chăm chú vào thiên cơ huyền đồ, lông mày lại nhíu lại. Đám người Hoàng Phủ Nguyên Cảnh cũng không chú ý tới thần sắc Sở Trần, nhao nhao cúi xuống, nhìn bản phác thảo thiên cơ huyền đồ tỷ lệ nhỏ này, càng nhìn càng thuận mắt, càng nhìn càng tuyệt vời. Đây mới là thiên cơ huyền đồ hoàn mỹ. Có thể tưởng tượng, thiên cơ huyền đồ ngày đó chính thức sửa xong, sẽ chấn động cỡ nào. Nét vẽ làm nổi bật lên nét chính. Giang Khúc Phong cũng thử đi lên nhìn một cái. Không có gì đặc biệt. Giang Khúc Phong rời đi, ba vị đại sư thì lâm vào trong tranh vẽ không cách nào tự kiềm chế. Sở Trần nhìn thiên cơ huyền đồ mình vẽ ra, so sánh với bức tranh trong đầu mình, xác nhận không sai. Thế nhưng, lại thiếu một loại cảm giác, điểm mấu chốt nhất, trận pháp biến mất rồi. Không có trận pháp, vậy thì không phải thiên cơ huyền đồ thật sự. Sở Trần nhíu chặt mày, nhìn bức tranh trên mặt bàn, lại liếc mắt nhìn thiên cơ huyền đồ một cái. Rốt cuộc là sai chỗ nào? Thiên cơ huyền đồ tự tin vẽ ra, tuy rằng được ba vị đại sư tán thành, nhưng Sở Trần cũng không hài lòng. Đây có thể không phải là thiên cơ huyền đồ thật sự. Sở Trần mang theo nghi vấn rời khỏi biệt thự ven sông, Giang Khúc Phong cũng không cùng anh rời đi, khi bọn họ còn đang thảo luận thiên cơ huyền đồ, Giang Khúc Phong không biết đã rời đi từ lúc nào. Phụ trách đưa Sở Trần trở về chính là một nhân viên bảo vệ của biệt thự ven sông, thuộc về nhân viên ngoại tuyến cục đặc chiến, cũng là tinh nhuệ trong quân. Dọc đường này Sở Trần không nói gì, nội tâm bảo vệ kích động mãnh liệt. Tiền bối, điếu giả, danh tiếng lẫy lừng, một đêm hành động, cấm địa quét ngang các đại lính đánh thuê, khiến người ta mỗi lần nói đến đều là nhiệt huyết sôi trào. Đêm qua, thiên tử, thành viên nòng cốt của tổ chức hát khét tiếng, cũng rơi vào tay anh. Có thể nói, trong thời gian rất ngắn, Sở Trần đã trở thành thần tượng, nhân vật tiêu chuẩn của không ít người trong cục đặc chiến. Lúc bảo vệ lái xe đến cửa biệt thự đón Sở Trần, còn vô tình nghe thấy một tin tức càng thêm bạo lực, thiên cơ huyền đồ chấn động cả giới thư họa, một phần không trọn vẹn kia, dĩ nhiên do Sở Trần sửa. Một nhân vật truyền kỳ như vậy, vậy mà để mình đưa hắn về nhà. Bảo vệ một đường lái xe vững vàng, muốn để lại cho Sở Trần một ấn tượng tốt. Xe dừng trước biệt thự Tống gia. Sở đội, đến rồi. Bảo vệ mỏ, miệng. Sở Trần phục hồi tinh thần lại, thốt lên, nhanh như vậy. Đồng tử bảo vệ nhất thời ngưng động. Tôi lái nhanh sao? Sở Trần xuống xe, vẫy tay với bảo vệ, khuôn mặt mỉm cười, vất vả rồi. Sở Trần không biết chính là, trên đường bảo vệ trở về, một mực suy tư nhiều lần một vấn đề, mình lái nhanh sao? Mình làm sao lại lái nhanh thế? Mình không nên lái xe quá nhanh.
Tống Nhan cao sắp tung ra thị trường, công ty Bắc Trần bận rộn trước nay chưa từng có, Tống Nhan đêm nay không nghi ngờ gì lại tăng ca, Sở Trần một mình đi tới thư phòng của lão gia tử Tống Trường Thanh. Tống Trường Thanh đang uống trà, vui vẻ tự đắc. Trong khoảng thời gian này, Tống gia giống như ngồi hỏa tiễn đi lên, các lĩnh vực liên quan phát triển mạnh mẽ, thuận buồm xuôi gió, thẳng có xu hướng ngồi lên ngôi vị hào môn đệ nhất Thiền Thành. Dù sao, sau khi cao ốc Hoàng gia sụp đổ, Thiền Thành không còn gia tộc thứ hai nào dám xưng là đệ nhất hào môn. Tống gia thế lực rất mạnh, nhưng Tống gia trung quy vẫn tương đối yếu kém. Phải biết rằng, hai tháng trước, Tống gia còn gặp phải Hoàng gia phong sát, tùy thời có thể phá sản. Sở Trần, trà Thiên Thiên mang đến thật sự là cực phẩm a. Tống Trường Thanh rót cho Sở Trần một chén, ta uống trà hơn nửa đời người, rất nhiều trà được xưng là cực phẩm trên thị trường cũng đều đã thử qua, nhưng trà Bách Hoa Tiên này, thật sự là rất tuyệt. Tống Trường Thanh không nhịn được lại tinh tế thưởng trà một chén, đắm chìm trong đó. Đúng rồi, sao tối nay Mạn Mạn còn chưa tới học vẽ kỹ năng vẽ? Tống Trường Thanh nói, cháu nếu đã đáp ứng truyền thụ cho người khác vẽ kỹ năng vẽ, vậy nhất định phải dốc lòng dạy, ta thấy cô bé kia cũng rất có lòng cầu tiến. Trà Bách Hoa Tiên có tác dụng rõ rệt. Sở Trần vội vàng gật đầu, đó là đương nhiên. Tống Trường Thanh lại uống một ngụm trà, sau đó nhìn Sở Trần, bình thường cháu cũng không tới nơi này sớm như vậy, tối nay có việc sao? Sở Trần trầm ngâm một hồi, quả thật có chút chuyện không nghĩ ra. Ngược lại không có giấu giếm lão gia tử, Sở Trần nói chuyện mình sửa thiên cơ huyền đồ ra. Trước khi động bút, cháu có thể nói có 10 phần nắm chắc sửa thiên cơ huyền đồ hoàn chỉnh, kết quả cuối cùng, ba vị đại sư cũng rất hài lòng, cho rằng đó nhất định chính là bộ dáng vốn có của thiên cơ huyền đồ. Nhưng, Sở Trần tự lo khẽ lắc đầu, nhưng cháu luôn cảm giác chỗ nào có chỗ không ổn. Tống Trường Thanh suy nghĩ một chút, nửa hồi, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ta nghĩ, có thể là người trong cuộc mơ hồ. Sở Trần lập tức buông chén trà trong tay xuống. Tống Trường Thanh trầm ngâm một hồi, nhưng, đây cũng là phỏng đoán của ta, không biết có đúng hay không. Lão gia tử, người nói. Sở Trần chính là thời điểm cần lấy được cảm hứng. Ví dụ, một cái cây, ở mỗi giai đoạn phát triển, có một vai trò khác nhau. Tống Trường Thanh nói, chúng ta cũng không thể đi dùng một gốc cây con nhỏ đi chế tạo một gian nhà gỗ. Mà thiên cơ huyền đồ có thể hay không cũng giống nhau, cháu vẽ chỉ là phiên bản thu nhỏ của thiên cơ huyền đồ, có lẽ thời điểm thiết kế thiên cơ huyền đồ, ngay cả độ dài lớn nhỏ cũng chính xác đến trình độ nhất định. Đương nhiên, đây cũng chỉ là phỏng đoán của ta, nhưng... muốn chứng thực cũng đơn giản, cháu vẽ một bức thiên cơ huyền đồ hoàn toàn giống nhau như đúc là biết. Đồng tử Sở Trần giống như gặp phải luồng sáng chiếu rọi mạnh mẽ co rụt lại. Người trong cuộc mơ hồ, ví dụ Tống Trường Thanh đưa ra rất đơn giản, thậm chí khi Tống Trường Thanh nói ra câu đầu tiên, Sở Trần liền hiểu được ý tứ của ông. Từ biệt thự ven sông đến biệt thự Tống gia, Sở Trần vẫn xem nhẹ một vấn đề, anh vẽ chỉ là phác thảo thiên cơ huyền đồ thu nhỏ lại gấp 10 lần, mà càng thêm quan trọng là thiên cơ huyền đồ thật sự đại diện cho một môn trận pháp, Sở Trần đối với trận pháp hiểu biết tuyệt đối dẫn trước đại đa số người, mỗi một biến hóa rất nhỏ của trận pháp, đều có thể dẫn phát toàn bộ trận pháp biến hóa, huống chi, chính mình thu nhỏ thiên cơ huyền đồ lại tỷ lệ gấp 10 lần, chỉ là sơ lược mà nói, cũng không có tính toán chính xác. Có một số trận pháp có thể mở rộng thu nhỏ, ví dụ như quy định phạm vi hoạt động, nhưng trong đó cũng có chỗ huyền diệu, không phải trực tiếp mở rộng phạm vi là có thể hoàn thành. Mà trận pháp phía trên thiên cơ huyền đồ, hiển nhiên là thuộc loại càng thêm hà khắc, chỉ có một cái lớn nhỏ dài rộng, không thể có chút biến động. Đó là tất cả phỏng đoán, nhưng có quá nhiều khả năng. Sở Trần vẫn luôn chắc chắn mình không vẽ sai, nếu không, cũng không có khả năng được ba vị đại sư nhất trí đồng ý, khả năng duy nhất, chính là mình xem nhẹ một đạo lý đơn giản dễ thấy nhất. Hiện tại liền xác nhận, Sở Trần lập tức đứng lên, Tống Trường Thanh là người yêu thư họa. Thư phòng của ông tự nhiên cũng tùy thời chuẩn bị giấy tuyên thành. Mấy ngày nay nghiên cứu, Sở Trần đã sớm ghi nhớ kỹ mỗi một chi tiết của thiên cơ huyền đồ trong lòng, dùng mấy cái bản ghép lại, bày giấy tuyên thành ra. Sở Trần lập tức phung bút vẽ tranh, thiên cơ huyền đồ dài 10 mét, muốn vẽ phải tốn một chút thời gian, nhất là phần bên trong tường thành, cực kỳ phức tạp. Quá trình này, Tống Trường Thanh vừa uống trà vừa thưởng thức. Đối với anh mà nói, nhìn Sở Trần vẽ tranh chính là một chuyện vui mắt. Ước chừng nửa giờ, thư phòng có hai người bên ngoài, tiểu độc nữ tối nay đi theo Liễu Mạn Mạn tới đây. Mạn Mạn, Thiên Thiên, đến uống trà. Tống Trường Thanh ngược lại không phân biệt được hai cô, nhưng, đều hô một lần tự nhiên sẽ không phạm sai lầm. Nhưng, Tống Trường Thanh biết,
người đầu tiên đi tới nhất định là Liễu Thiên Thiên. Đối với Liễu Mạn Mạn mà nói, tranh của Sở Trần còn hấp dẫn hơn trà bách hoa tiên. Liễu Mạn Mạn đi qua nhìn thoáng qua, giật mình, Sở Trần muốn vẽ thiên cơ huyền đồ. Hôm nay thiên cơ huyền đồ công khai triển lãm, Liễu Mạn Mạn tự nhiên cũng nghiêm túc quan sát thiên cơ huyền đồ, trên mạng cũng xuất hiện không ít video bức họa về thiên cơ huyền đồ. Rất nhanh, ngoại trừ phần không trọn vẹn ra, còn lại Sở Trần đều đã vẽ xong. Liễu Mạn Mạn vừa định mở miệng, Sở Trần tiếp tục viết. Đó là, một phần không trọn vẹn của thiên cơ huyền đồ. Con người Liễu Mạn Mạn lập tức mở to. Lúc này, Tống Trường Thanh cũng không uống trà nữa, đến gần. Thời khắc xác minh phỏng đoán, Liễu Thiên Thiên cũng đi tới, nhẹ nhàng hỏi bên tai Liễu Mạn Mạn một câu, có gì đặc biệt không? Cô tuy rằng nhìn không hiểu, nhưng tuyệt đối không thể ở trước mặt Sở Trần thừa nhận không hiểu. Sở Trần, muốn sửa thiên cơ huyền đồ. Ánh mắt Liễu Mạn Mạn mang theo khó tin. Muốn sửa một bức cổ đồ không trọn vẹn, khó khăn không thể nghi ngờ là rất lớn. Huống chi, đây là thiên cơ huyền đồ, một trong 10 bức tranh cổ đại của Trung Quốc. Liễu Thiên Thiên cũng ngây người một chút. Cô tuy rằng đối với thư họa không có hứng thú, nhưng bên cạnh cô có không ít đại sư thư họa, mưa dầm thầm lâu, ngược lại cũng có một chút hiểu biết. Sửa thiên cơ huyền đồ. Liễu Thiên Thiên nhìn qua, Sở Trần đây là muốn gây chuyện a? Khó có thể tưởng tượng, một khi tin tức thiên cơ huyền đồ không trọn vẹn bị sửa truyền ra ngoài, sẽ ở giới thư họa gây ra bao nhiêu oanh động. Có thể thành công không? Trong đầu mấy người đều xuất hiện nghi vấn. Nội dung của thiên cơ huyền đồ không trọn vẹn, Sở Trần đã vẽ qua một lần, hiện tại vẽ lại một lần nữa đương nhiên càng thêm thuận tay. Trong mắt Liễu Thiên Thiên sắp lồi ra, hắn không phải là vẽ nguệch ngoạc lung tung đi, không cần nghĩ sao. Liễu Mạn Mạn cũng chấn động tốc độ bút pháp của Sở Trần, nhưng theo bút mực càng ngày càng nhiều, cô càng khẳng định, Sở Trần cũng không phải đang vẽ lung tung, một bức thiên cơ huyền đồ hoàn mỹ sắp hiện ra thế gian. Và bà đã may mắn được trở thành một nhân chứng. Sở Trần cung càng vẽ càng có cảm giác, ánh mắt càng sáng ngời. Phỏng đoán của lão gia tử là đúng. Anh tuy rằng là đang vung bút vẽ tranh, nhưng Sở Trần cũng đồng thời cảm giác được, chính bản thân tựa hồ đang bố trí một trận pháp. Chỉ thiếu vài bước, trận pháp đã hoàn thành. Phần dãy núi cuối cùng, Sở Trần càng vẽ càng nhanh. Con người Liễu Mạn Mạn tràn ngập chấn động, dần dần, vẻ mặt mang theo cực độ chấn động nhìn Sở Trần. Ngay cả thiên cơ huyền đồ, anh ta cũng có thể sửa. Có phải hắn cũng sẽ sinh con hay không? Liễu Thiên Thiên lẩm bẩm nói. Bút trong tay Sở Trần hơi dừng lại một chút, may mắn đã vẽ xong, cầm bút thu hồi, đặt sang một bên, nhìn Liễu Thiên Thiên một cái. Cô mới sẽ sinh con. Ánh mắt Sở Trần một lần nữa dừng lại trên thiên cơ huyền đồ. Trận pháp hoàn chỉnh, thiên cơ huyền trận. Đôi mắt Sở Trần lướt qua một đạo nóng rực. Phái thiên cơ hao phí mấy đời nỗ lực không tiếc đại giới đều muốn sửa thiên cơ huyền đồ. Trong đó nguyên nhân nhất định chính là bởi vì phía trên một tòa trận pháp này. Không biết trận pháp này có chỗ gì kỳ lạ, Sở Trần cũng không có trực tiếp đi khởi động. Hơn nữa, trận trong tranh chuyển đến trong hiện thực, mới có thể thể hiện ra tác dụng thật sự của trận pháp. 10 giờ tối, sau khi chị em Liễu ra rời đi, Sở Trần đi tới bên cạnh cọc hoa mai bên hồ, nơi này có một mảnh đất trống hoa cỏ, bên cạnh đều trồng hoa. Sở Trần đặt vật liệu đã chuẩn bị trước trên mặt đất, mắt lộ ra chờ mong. Thiên cơ huyền đồ, thiên cơ huyền trận, Sở Trần sắp chính thức bố trí nó ra. Trận pháp thể loại có rất nhiều, không biết đây là loại trận pháp gì, có thể để cho thiên cơ phái nhiều năm qua vẫn luôn muốn khôi phục nó. Sở Trần tự nói, năm đó phái thiên cơ cùng cửu huyền môn cùng nổi danh, có lẽ, cũng là bởi vì tòa trận pháp này. Động tác trong tay Sở Trần cũng không có nhàn rỗi, bắt đầu nhanh chóng bố trí trận pháp. Bố trí trận trong tranh bố trí ra ở hiện thực, độ khó không nhỏ. Sở Trần mặc dù đối với thiên cơ huyền trận rõ như lòng bàn tay, nhưng vẫn là hao phí 2 giờ, mới bố trí thiên cơ huyền trận thỏa đáng. Vẫn là phải dùng máu tươi để khởi động trận pháp. Sở Trần suy nghĩ một chút, vẫn là cắn răng, cắt đứt ngón tay, máu tươi nhỏ giọt trên thiên cơ huyền trận trong nháy mắt, thiên cơ huyền trận khởi động. Sở Trần đặt ở giữa thiên cơ huyền trận, trong khoảnh khắc, bên trong thiên cơ huyền trận dâng lên khí mờ mịt nhàn nhạt, giống như một tầng sương mù nhạt nhẽo, lượn lờ Sở Trần. Sở Trần có một loại cảm giác thoải mái trước nay chưa từng có bao vây, theo bản năng khoanh chân ngồi, thần sắc bình tĩnh, trong đầu trong sáng, suy nghĩ rõ ràng trước nay chưa từng có. Đây là trạng thái tu luyện tốt nhất. Sở Trần thử suy diễn thuật kỳ môn một chút, phát hiện lúc trước một vài vấn đề không nghĩ ra, lại thoáng cái liền nghĩ thấu. Sở Trần theo bản năng ngẩng đầu lên,
Bầu trời là một mảnh bầu trời đêm rực rỡ, mênh mông thần bí. Đây, động thiên, đôi mắt Sở Trần toát ra chấn động. Trung Quốc khắp nơi, trăm sông nghìn núi, có một số nơi được xưng là động thiên, là bởi vì nơi đó được trời phú, linh khí dồi dào, là nơi tu luyện thượng cấp. Thời điểm các đại môn phái trong giới võ giả chọn địa điểm thành lập tông môn, cũng đặc biệt muốn xây ở nơi có động thiên, nhưng, loại nơi này, thật sự quá ít. Bên trong Cửu Huyền Môn có một chỗ động thiên, nhưng chỉ có mấy ngày đêm trăng tròn, ánh trăng chiếu rọi, mới hình thành động thiên, mấy ngày đó ở bên trong tu luyện, làm ít còng to. Sở Trần thân là thiếu chủ Cửu Huyền Môn, tự nhiên mỗi tháng đều có quyền tiến vào động thiên tu hành, anh biết rõ chỗ tốt của động thiên. Nếu như so sánh tu hành võ giả với một cuộc marathon, như vậy, thời điểm tiến vào động thiên, tương đương với, người khác đang chạy bộ, bạn đi xe đạp chung, hoặc là xe điện, hoặc là xe ba bánh, hoặc là xe ba con, thậm chí là siêu xe, đường sắt cao tốc, máy bay, điều này cũng chứng tỏ, động thiên cũng có phẩm chất chênh lệch. Chỗ động thiên bên trong Cửu Huyền Môn đại khái tương đương với cấp bậc xe điện. Mà trước mắt Sở Trần bố trí ra thiên cơ huyền trận, tương đương với cấp bậc xe đạp chung. Nhưng mà, xe điện của Cửu Huyền Môn một tháng chỉ có thể đi vài ngày, nhưng Sở Trần dùng xe đạp chung, muốn đi là có thể đi, ưu việt hơn một điểm là, xe đạp dùng chung Sở Trần muốn đi ở nơi nào thì đi nơi đó. Cái này hoàn toàn không thua gì xe điện của Cửu Huyền Môn, điều này càng có nghĩa là Sở Trần có được năng lực chế tạo động thiên. Khó trách, phái thiên cơ sẽ không tiếc bất cứ giá nào, đều muốn sửa thiên cơ huyền đồ. Sở Trần cảm thán, có động thiên như vậy, phái thiên cơ lo gì không phục hưng. Nhưng bây giờ nó là của tôi. Sở Trần khoanh chân ngồi yên, cảm thụ chỗ tốt động thiên mang đến. Sắc trời dần dần sáng lên. Bên trong thiên cơ huyền trận, Sở Trần từ từ mở mắt, nhìn thoáng qua xung quanh. Những bông hoa nở rực rỡ, với một số giọt sương trên cánh hoa. Một đêm tu luyện này, Sở Trần cảm giác được nội lực của mình rõ ràng tinh tiến rất nhiều. Dựa theo tốc độ này, tin tưởng rất nhanh có thể bù đắp cho 5 năm tu luyện hoang phế, nhanh chóng bước vào cảnh giới võ đạo tông sư. Xe đạp dùng chung này vẫn còn có nhược điểm, chẳng hạn như sẽ bị tuột xích. Sở Trần tự nhủ, lúc anh đứng lên, rõ ràng cảm giác được linh tính, động tiên, này biến mất không ít, trận pháp là vật tiêu hao, mặt trên dùng không ít bùa các loại vật liệu đều tiêu hao hết trong một đêm này. Hơn nữa, quá trình này, Sở Trần còn 2 lần thêm máu vào bên trong. Tuy nhiên, ngược lại không phải là một vấn đề. Vật liệu có thể tùy thời chuẩn bị, thậm chí Sở Trần có thể trong phạm vi biệt thự tổng ra tùy thời chuẩn bị trước mấy thiên cơ huyền trận. So với chỗ tốt tu luyện mà, động tiên, mang đến, tiêu hao những vật liệu này quả thực không đáng nhắc tới. Về phần máu tươi, Sở Trần có thể dùng thân phận của mình ở cục đặc chiến, thông qua đường dây đặc biệt mỗi ngày lấy một ít máu tươi, cái này càng không khó. Điều này có nghĩa là, bắt đầu từ hôm nay, trên cuộc tu luyện marathon này, Sở Trần mỗi một ngày tu luyện, đều đang đi xe đạp dùng chung. Thu hoạch lớn, Sở Trần tiện tay hái một đóa hoa, đi về tổ ấm nhỏ trong biệt thự, tâm tình vui vẻ. Trở lại biệt thự, Tống Nhan đã rời giường rửa mặt. Sở Trần đi về phía Tống Nhan, khuôn mặt mỉm cười, hoa tươi tặng mỹ nhân. Sở Trần đưa bó hoa mới hái cho Tống Nhan như một trò ảo thuật. Tống Nhan nhìn thoáng qua, một đêm anh không về nhà, chính là đi hái hoa sao? Sở Trần nghiêm túc gật đầu, đương nhiên, anh canh giữ một buổi tối, cũng vì hái xuống đóa hoa đẹp nhất buổi sáng. Anh canh giữ hoa dại cả đêm, lại còn dám công khai nói ra. Tống Nhan tức giận trừng mắt nhìn Sở Trần một cái. Sở Trần ngây dại, sau khi Tống Nhan đi làm, Sở Trần cơ hồ đồng thời nhận được điện thoại gặp mặt của Hoàng Phủ Nguyên Cảnh cùng với tin nhắn gặp mặt của Giang Khúc Phong. Sở Trần suy nghĩ một chút, vẫn tạm thời xem nhẹ tin nhắn của Giang Khúc Phong, đi tới biệt thự ven sông. Ngoại trừ Hoàng Phủ Nguyên Cảnh ra, Cung Trường An cùng Mộ Dung Tổ cũng đều ở đây. Sở Trần, cậu cuối cùng cũng tới. Hoàng Phủ Nguyên Cảnh nói, chúng ta sau nhiều lần suy đoán, đều nhất trí nhận định, người Hoàn Nguyên gia nhất định chính là thiên cơ huyền đồ thật hoàn mỹ. Nhưng, sửa thiên cơ huyền đồ, còn thiếu một bước cuối cùng, chính là làm hiên ra hình ảnh ngươi khôi phục trên bản nháp. Quá trình này rất quan trọng, nếu không cẩn thận, còn có thể hủy diệt thiên cơ huyền đồ. Sở Trần gật đầu, quá trình này không chỉ quan trọng, hơn nữa độ khó còn cực cao. Từ phương diện bút pháp, thủy mặc vân vân, đều phải phù hợp với một phần ban đầu của thiên cơ huyền đồ. Tuy rằng khó một chút, nhưng, đối với Cung Đại Sư cùng Mộ Dung Đại Sư mà nói, hẳn là có thể đảm nhiệm được. Sở Trần nói,
Hai vị đại sư dù sao cũng là bậc thầy sửa tranh cổ của bảo tàng kinh thành. Họ là chuyên nghiệp, Cung Trường An cùng Mộ Dung Tổ liếc nhau một cái. Chúng ta đã thương lượng qua, nhất trí quyết định, nhiệm vụ này, vẫn là muốn cậu hoàn thành. Cung Trường An chủ động mở miệng, Sở Trần bất ngờ nhìn Cung Trường An. Sửa thiên cơ huyền đồ, đây chính là vinh dự lớn lao. Một khi sửa xong, từ nay về sau, phàm là có người nhắc tới một trong 10 bức tranh cổ đại Trung Quốc thiên cơ huyền đồ, đều sẽ ở phía sau kèm theo một câu, người sửa, người nào đó. Nhất là dưới tình huống thông tin nguyên tác giả của thiên cơ huyền đồ căn bản không rõ, tên của người sửa, nhất định sẽ bị người nhớ kỹ. Cung Trường An cùng Mộ Dung Tổ thế nhưng chủ động buông tha. Nhất là Cung Trường An đại sư, lần đầu tiên cùng ông gặp mặt, thái độ cũng không tốt lắm, hiện tại lại vẫn là ông ta chủ động mở miệng, mời Sở Trần đảm đương trọng trách này. Còn không đợi Sở Trần mở miệng, Mộ Dung Tổ liền nói, kỳ thật, trong 4 người chúng ta, người hiểu rõ thiên cơ huyền đồ nhất chính là cậu. Công tác sửa thiên cơ huyền đồ cơ hồ cũng do một mình cậu hoàn thành, cho nên, cậu hẳn là đảm đương nhiệm vụ này. Sở Trần suy nghĩ một chút, ý bảo ba vị đại sư ngồi xuống uống trà. Mỗi người đều rót một chén trà, sau đó Sở Trần nói, nếu mọi người đều đề cử tôi cũng không giả bộ, nhiệm vụ này tôi nhận. Ba người lộ vẻ vui mừng, đáng tiếc buổi lễ trao huy hiệu sứ giả truyền thừa văn hóa Trung Quốc tối hôm đó đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hoàng Phủ Nguyên Cảnh cảm thán, nếu không, lấy thân phận sứ giả truyền thừa văn hóa Trung Quốc sửa thiên cơ huyền đồ, thậm chí có thể để cho truyền thông chính thức đều thay cậu tuyên truyền. Sở Trần cười cười, anh cũng không cần danh tiếng gì. Lão gia tử, tôi còn chưa nói xong. Sở Trần nói, nhiệm vụ tôi nhận, thế nhưng, mọi người cũng biết, bởi vì thiên cơ huyền đồ gây ra phong ba không nhỏ, tôi còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn, cho nên, nhiệm vụ một mình tôi là không hoàn thành được. Công tác chuẩn bị giai đoạn trước, vẫn cần mọi người hoàn thành. Mấy người liếc nhau một cái. Lời nói của Sở Trần uyển chuyển, nhưng bọn họ dù sao cũng là người từng trải, đều nghe hiểu ý tử trong lời nói của Sở Trần. Nếu như nói muốn để lại một cái tên cho công tác sửa thiên cơ huyền đồ mà nói, Sở Trần có thể một mình hoàn thành, chỉ để lại một cái tên. Nhưng Sở Trần để cho ba người còn lại phụ trách công tác chuẩn bị, chính là thời điểm dự định danh chính ngôn thuận để lại tên. Cộng thêm tên của ba người bọn họ. Hoàng Phủ Nguyên Cảnh cười ha ha, Sở Trần, cậu còn rất chiếu cố lão nhân gia chúng ta à. Chuyện có thể để lại tiếng thơm, không ai lựa chọn cự tuyệt. Sở Trần quả thật cũng không chuẩn bị mình chiếm phần công lao này. Mặc dù thiên cơ huyền đồ là một mình anh sửa, nhưng mấy ngày nay ba vị đại sư cũng tốn không ít công sức. Thời gian, chưa mai đi, Cung Trường An suy nghĩ một chút, nhìn Sở Trần. Sở Trần gật đầu, không có vấn đề gì. Trộm được nửa ngày nhàn rỗi, Sở Trần đang định cùng ba vị đại sư chậm rãi thưởng trà thoải mái tán gẫu nhân sinh, chuông điện thoại vang lên. Giang Khúc Phong gọi điện thoại, Sở Trần giật mình, nhận điện thoại, Giang tiền bối. Đọc, đầu dây bên kia, sau một chữ lãnh khốc, liền cúp điện thoại. Sở Trần mở tin nhắn điện thoại di động ra, tin nhắn đầu tiên Giang Khúc Phong gửi cho anh bị anh bỏ qua, lại liên tiếp gửi cho anh vài tin nhắn. Người của chúng ta thẩm vấn ba người bị bắt giữ trong tổ chức hát suốt đêm, tất cả đều nói rằng ngay cả bộ dạng của kẻ thù cũng không nhìn thấy rõ ràng, đã bị đánh ngất xỉu. Mục tiêu tổ chức hát đi tới Dương Thành là thiên cơ huyền đồ cùng với tranh ngũ dương, một người mua đến từ xa quốc đưa ra cao ngất. Có một điểm còn phải chú ý, thiên tử phái số 4 lẻn vào phòng ngươi, bởi vì thiên tử nhìn chúng tiềm lực của loại thuốc mới sắp ra mắt của dược phẩm Bắc Trần, hắn muốn trộm phương thuốc. Mặc dù họ nói rằng tổ chức hát đã không còn ai khác lẻn vào Dương Thành, nhưng vẫn phải cẩn thận. Lúc nhìn thấy tin tức này, đồng tử Sở Trần không khỏi chấn động. Tống Nhan Cao lại bị tổ chức hát nhìn chằm chằm. Đây là một thông tin nguy hiểm. Tổ chức hát là một tổ chức tội phạm quốc tế có thế lực cực kỳ khổng lồ. Loại tổ chức này, so với lính đánh thuê giết người bằng dao bằng súng đáng sợ hơn nhiều. Minh thương dễ tranh ám tiễn khó phòng. Sở Trần lập tức gọi điện thoại cho Tống Nhan. Điện thoại vang lên gần 10 giây mới kết nối. Ông xã, thanh âm Tống Nhan ngọt ngào, một tiếng ông xã này khiến trái tim Sở Trần đều mềm nhũn. Hắc, bà xã, đang làm gì vậy? Khuôn mặt Sở Trần lộ ra ý cười, không chút để ý bên cạnh còn có ba vị lão gia, lập tức phát cơm chó. Công ty rất bận rộn, em lười biếng trở lại phòng làm việc ngồi, thưởng thức những bông hoa anh cho em sáng nay. Tống Nhan trả lời, vậy thì tốt rồi, Sở Trần cười đáp lại. Hào quang trong mắt cũng dần dần lạnh lên. Đầu dây bên kia, Tống Nhan đã tiếp tục mở miệng, bên em rất bận rộn,
không nói nhiều với em nữa, cúp máy đây. Điện thoại cúp máy, Sở Trần đứng lên, Tống Nhan xảy ra chuyện. Tiếng, ông xã, đầu tiên, Sở Trần liền cảm thấy có chút không thích hợp, dưới tình huống bình thường, Tống Nhan rất ít khi trực tiếp gọi anh như vậy. Về phần ngắm hoa, đóa hoa dại hôm nay anh hái, Tống Nhan căn bản cũng không có nhận. Sở Trần thần sắc ngưng trọng hẳn lên, tôi có việc gấp. Nói xong, Sở Trần sải bước đi ra ngoài, cửa chính biệt thự, Tiếu Phong cũng vừa vặn đi về phía này. Tiếu ca, lái xe đi. Sở Trần không có dừng bước, Tiếu Phong ngẩn ra, vội vàng đi về phía gara, sau khi lái xe ra, Sở Trần lên xe công ty dược phẩm Bắc Trần Thiền Thành. Sở Trần mạnh mẽ kìm chế lo lắng của mình xuống, Tiếu Phong không hỏi nhiều, đạp mạnh chân ga, xe ầm ầm lao ra ngoài. Cao ốc Bắc Trần, nơi này là trung tâm thương mại phồn hoa nhất Thiền Thành, cho dù là giữa trưa dưới ánh mặt trời nóng rực, cũng có rất nhiều người đi lại ở quảng trường trước tòa nhà, ngẫu nhiên có người ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn bốn chữ cao ốc Bắc Trần, lóa mắt rực rỡ kia, thổn thức không thôi. Hoàng gia xuống dốc quá nhanh, cũng quá đột ngột, giống như thiên thạch rơi xuống đất vậy. Chuyện Hoàng gia tổ chức cuộc tranh tài thanh niên phảng phất còn là ngày hôm qua. Sở Trần Hoành không xuất thế trực tiếp đưa Tống gia lên trời. Không ít người đang bàn tán. Dược phẩm Bắc Trần, mọi người trong công ty đều bận rộn, thuốc mới sắp ra mắt, tất cả mọi người đều ở trong trạng thái khẩn trương mà chờ mong. Trong phòng làm việc của Tống Nhan, giờ phút này lại quỷ dị yên tĩnh. Tống Nhan cúp điện thoại, đặt hoa đặt trên mặt bàn sang một bên. Phòng làm việc của cô cơ hồ mỗi ngày đều nhận được đủ loại hoa tươi, Tống Nhan đã sớm quen rồi. Hôm nay vừa vặn thông qua cơ hội này tiết lộ cho Sở Trần một tin tức, cô tin Sở Trần nhất định có thể nghe ra ý tứ của cô. Tống Tiểu Thư, mời. Hai người đứng trước mặt Tống Nhan, rõ ràng là hai tông sư phái Thiên Cơ chạy ra khỏi phòng triển lãm Bà Châu, Mai Văn Hoa, Trần Khắc. Trần Khắc thần sắc lạnh nhạt vô cùng, nếu cô phối hợp tốt, chúng tôi sẽ không làm khó cô, chúng tôi chỉ muốn lấy lại đồ của chúng tôi mà thôi. Tống Nhan đứng lên. Hai người này có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào phòng làm việc của cô, thực lực sâu không lường được, bảo vệ tòa nhà không có khả năng đối phó bọn họ. Các người muốn đưa tôi đi đâu vậy? Ánh mắt Tống Nhan thoáng lộ ra bối rối hỏi một câu. Rời khỏi nơi này trước, tự cô đi ra ngoài, nhưng nhớ kỹ lời khuyên của tôi, đừng để bất luận kẻ nào phát hiện ra cái gì, nếu không, tôi không ngại ở chỗ này đại khai sát giới. Ánh mắt Mai Văn Hoa sắc bén, ngày hôm qua ở phòng triển lãm. Chúng tôi chết không ít người, dồn ép, tôi sẽ để cho các người đều chôn cùng. Hai tay Tống Nhan run lên một chút, đây đã không phải là hoàn toàn diễn xuất, cô muốn tận khả năng kéo dài thời gian, thế nhưng, Sở Trần từ Dương Thành trở về, ít nhất cần một giờ đồng hồ. Nhưng hai người trước mắt, thật sự sẽ giết người, tôi cần phải bình tĩnh lại. Tống Nhan nói, khoảng 10 phút, Mai Văn Hoa có chút không kiên nhẫn, cau mày. Hành động ngày hôm qua sau khi thất bại. Còn mất một gã võ đạo tông sư, trên người Mai Văn Hoa cùng Trần Khắc đều bị thương, bọn họ đều rất rõ, nếu như còn muốn đoạt lại Thiên Cơ Huyền Đồ mà nói, nhất định phải sử dụng một vài thủ đoạn không tầm thường. Hai người nghiên cứu một buổi tối, cuối cùng đặt mục tiêu lên người Tống Nhan. Thân phận Sở Trần hiển hách, lại cam nguyện vì một Tống Nhan mà trở thành con rể ở rể của Tống gia, chỉ cần nắm giữ Tống Nhan trong tay, lại muốn áp đảo Sở Trần, nhất định có cơ hội rất lớn đoạt lại Thiên Cơ Huyền Đồ. Bọn họ chọn đối phó với hành động này một cách thận trọng. Trước tiên thần không biết quỷ không hay cướp đi Tống Nhan. Khi bọn họ sắp đưa Tống Nhan đi, Sở Trần gọi điện thoại tới, cả người bọn họ đều toát mồ hôi lạnh. Tống Nhan hít sâu một hơi, tôi có thể đi rồi. Tống Nhan đẩy cửa phòng làm việc ra, cất bước đi ra ngoài. Mọi người trong công ty Bắc Trần đều đang bận rộn, trong công ty còn có không ít gương mặt xa lạ, đều là người ngửi được cơ hội kinh doanh của Tống Nhan cao muốn chia một chén canh. Tuy rằng bị cự tuyệt, nhưng vẫn lựa chọn mặt dày, hy vọng có thể thông qua biểu quyết quyết tâm của mình, cảm động Bắc Trần. Mặc dù có người nhìn thấy Mai Văn Hoa cùng Trần Khắc, nhưng chỉ là vội vàng liếc mắt một cái, cũng không có động tĩnh. Tống Nhan một đường thần sắc bình tĩnh rời khỏi Bắc Trần. Lúc sắp đi ra khỏi cửa lớn Bắc Trần, khóe mắt Tống Nhan theo bản năng liếc mắt nhìn về phía phòng làm việc Hạ Bắc, nhưng cửa phòng làm việc Hạ Bắc đóng chặt, không có bất kỳ động tĩnh gì. Nội tâm Tống Nhan lộp bộp một chút, cô cho rằng Sở Trần hẳn là sẽ thông báo Hạ Bắc bố trí, mặc dù không phải là đối thủ của hai người này, cũng có thể theo dõi bọn họ, chờ đợi Sở Trần cứu viện. Nhưng cũng không có gì khác thường, Tống Nhan đi tới cửa thang máy, Mai Văn Hoa và Trần Khắc đã đuổi theo, sau khi tiến vào thang máy,
Ánh mắt Mai Văn Hoa và Trần Khắc liếc nhau một cái, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời ánh mắt lướt qua một đạo sắc bén. Lần này, nhất định phải đoạt lại thiên cơ huyền đồ. Vành đai cao tốc thành phố, một chiếc xe chạy như điên, về phía Thiền Thành. Trong xe, Sở Trần buông điện thoại xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Trong chốc lát, điện thoại đột nhiên rung lên. Sở Trần mở mắt ra, mở điện thoại ra. Trương Vận Quốc gửi tới một tấm ảnh, đại sảnh tầng 1 của cao ốc Bắc Trần, Tống Nhan đi ra ngoài, phía sau cô, hai người đàn ông trung niên. Quả nhiên là phái thiên cơ, ánh mắt Sở Trần lạnh lùng. Sau khi từ trong điện thoại nghe ra Tống Nhan gặp chuyện không may, trong lòng Sở Trần có suy đoán, rất có thể là người phái thiên cơ ngày hôm qua chạy trốn. Hiện tại đã xác định, Sở Trần gọi điện thoại cho Giang Khúc Phong, Giang tiền bối, đã xác định, là hai võ đạo tông sư phái thiên cơ kia, cho nên, vẫn cần Giang tiền bối ra tay, vị trí cụ thể tôi sẽ thông báo cho tiền bối, người của tôi đang theo dõi họ. Giang Khúc Phong, Sở Trần cúp điện thoại, anh quả thật không thông báo cho Hạ Bắc, chính là lo lắng kẻ địch quá mức cường đại, nếu Hạ Bắc có cách, sẽ tạo thành thương vong không cần thiết. Lúc Sở Trần liên lạc với Trương Vận Quốc, Trương Vận Quốc vừa vặn cách cao ốc Bắc Trần chưa tới 10 phút. Trương Vận Quốc đang phụ trách theo dõi. Sở đội, tôi vừa rồi tới tìm anh, là bởi vì bên kia nhà tù truyền đến tin tức, nói Triệu Phong Vũ muốn gặp anh, nói cho anh biết một số chuyện. Tiếu Phong lúc này mở miệng nói, có thể hay không có liên quan đến chuyện bắt cóc Tống Nhan. Tầm mắt Sở Trần khẽ híp lại, thiên cơ huyền đồ, đệ tử phái thiên cơ, đại khái đều là thử bọn họ muốn, nhưng, bọn họ muốn là có thể muốn sao? Sở Trần đối với năng lực theo dõi của Trương Vận Quốc cực kỳ tin tưởng, hơn nữa, Thiền Thành hiện tại chính là đại bản doanh của Trương Vận Quốc, dưới sự rót tiền lớn của Sở Trần, Trương Vận Quốc ở Thiền Thành đã thành lập một mạng lưới thu thập tình báo khổng lồ. Lúc xe chạy như điên về phía Thiền Thành, Trương Vận Quốc cũng một đường báo cáo vị trí với Sở Trần. Bọn họ đang đi tới khu Tam Thủy tương đối hẻo lánh của Thiền Thành. Sở Trần cũng mở miệng nói cho Tiếu Phong biết, Tiếu Phong không ngừng tăng tốc. Về phần Giang Khúc Phong bên kia, Sở Trần gửi một tin vị trí tới, nửa tiếng trôi qua. Trương Vận Quốc gửi tin nhắn, đối phương tiến vào một công viên. Điện thoại sắp đổ chuông. Sở Trần nhìn điện thoại của mình. Quả nhiên, không đến 2 phút đồng hồ, chuông điện thoại vang lên, màn hình điện thoại chính là hai chữ, bà xã. Sở Trần mỉm cười nhận điện thoại, bà xã. Đầu dây bên kia, một thanh âm lạnh lùng truyền đến, thật ngại quá, Tống tiểu thư chỉ sợ tạm thời không tiện nói chuyện với ngươi. Sắc mặt Sở Trần biến đổi, ngươi là ai? Tống Nhan ở đâu? Mai Văn Hoa quát một tiếng, Sở Trần, ngươi rất hay quên a, ngày hôm qua không phải vừa mới gặp mặt sao? Sở Trần dừng một hồi, thanh âm sắc bén, là ngươi. Ngươi muốn gì? Phái thiên cơ khi nào lưu lạc đến ngay cả loại thủ đoạn hạ lưu này cũng sử dụng. Ta không muốn phí lời với ngươi, nửa giờ sau ta sẽ gọi điện thoại cho ngươi, ta muốn ngươi giao thiên cơ huyền đồ cho Triệu Phong Vũ cùng với mấy đệ tử còn lại phái thiên cơ, để cho bọn họ mang thiên cơ huyền đồ ra ngoài, nếu không tầm mắt Mai Văn Hoa lạnh lùng híp lại, phía trước ta là một cái hồ lớn, thoạt nhìn nước rất sâu. Ngươi không được làm bậy, thanh âm Sở Trần lo lắng. Nghe qua giống như là đang mạnh mẽ kiềm chế lửa giận trong lòng, thiên cơ huyền đồ ta có thể mang ra ngoài cho ngươi, nhưng mà, mấy người Triệu Phong Vũ kia ở trong ngục giam, ta không có quyền lực đưa bọn họ ra ngoài. Tôi mặc kệ ngươi sử dụng cách gì, ta muốn xem xét kết quả. Mai Văn Hoa thản nhiên nói, một cô gái như hoa như ngọc như vậy, nếu chôn ở trong hồ, ngược lại rất đáng tiếc. Mai Văn Hoa nói xong liền cúp điện thoại, ánh mắt nhìn về phía Tống Nhan. Sắc mặt Tống Nhan mơ hồ trắng bệch. Lưng giữa lưng vào một gốc đại thụ bên hồ, hai tay cô nắm chặt, khẩn trương nhìn Mai Văn Hoa, trong lòng bàn tay cầm bùa hộ mệnh Sở Trần cho cô. Bên trong xe, Sở Trần nhìn ngoài cửa sổ, bọn họ đã đi thẳng đến lối ra cao tốc của khu Tam Thủy. Tiếu ca, còn bao lâu nữa có thể tới? Sở Trần hỏi, 20 phút, Tiếu Phong tập trung, lái xe với tốc độ tối đa. Sở Trần gửi tin nhắn cho Giang Khúc Phong. Giang Khúc Phong trả lời, 30 phút. Vừa vặn cũng là thời hạn nửa giờ Mai Văn Hoa đưa ra. Sở Trần hít sâu một hơi. Anh biết mục đích của phái thiên cơ, trước khi không nhìn thấy thiên cơ huyền đồ, bọn họ sẽ không thương tổn Tống Nhan. Thế nhưng, thông qua an toàn tính mạng của Tống Nhan để bắt anh, điều này đã nghiêm trọng đụng phải điểm mấu chốt của Sở Trần. Công viên Tam Thủy, đôi mắt Sở Trần lướt qua một đạo sát khí. Chưa đầy 20 phút sau, chiếc xe lao nhanh vào công viên Tam Thủy. Sau khi xe dừng lại, Sở Trần liên lạc với Trương Vận Quốc.
vị trí của công viên héo lánh, cộng với vào giữa trưa, rất ít người. Thiếu chủ, Trương Vận Quốc đi qua, chỉ vào một hướng khác, bọn họ ở bên cạnh hồ nước bên kia, nhưng vị trí rất rộng rãi bằng phẳng, chúng ta chỉ cần tiến vào trong vòng 100 mét, đều có thể dễ dàng bị bọn họ phát hiện, muốn đánh lén, độ khó rất cao. Sở Trần đi tới, liếc mắt nhìn từ xa, bên cạnh hồ nước, Tống Nhan dựa lưng vào một gốc cây đại thụ, Mai Văn Hoa cùng Trần Khắc một mình đứng ở một bên. Sở Trần nhíu mày một chút, đối phương không phải người thường, mà là hai võ đạo tông sư. Cho dù đơn đả độc đấu, chính mình cũng rất khó ứng đổi. Dưới loại tình huống này, hai người còn cẩn thận như vậy, muốn đánh lén cứu Tống Nhan, khó khăn quá lớn. Hay là tôi cải trang thành công nhân vệ sinh? Trương Vận Quốc trầm giọng nói, thời điểm tiếp cận bọn họ, tôi liền lập tức xuất thủ. Bọn họ là hai võ đạo tông sư. Sở Trần nhìn Trương Vận Quốc, có nắm chắc kiềm chế được bọn họ một phút hay không? Đồng tử Trương Vận Quốc co rụt lại. Hắn tuy rằng ở thời điểm theo dõi cảm nhận được thực lực cường đại của hai người, nhưng cũng không biết hai người đều là võ đạo tông sư. Đừng nói là một phút đồng hồ, mình đi qua đánh lén, xác suất lớn là kết quả trực tiếp bị giết. Sở Trần nhìn chằm chằm xa xa, sau gửi tin tức nói rõ tình huống nơi này cho Giang Khúc Phong một chút. Giang Khúc Phong giây lát trả lời bốn chữ, vấn đề không lớn. Sở Trần giật mình, chẳng lẽ mình đánh giá thấp vị Tao Phong đến từ Thiên Võng Điện này. Giang Khúc Phong lại gửi tin nhắn, xem ta biểu diễn. Tin tức không ngừng, chuyện hôm nay, ngươi nợ ta một ân tình, cho nên, hai ngày nữa ngươi phải cùng ta đi thực hiện một nhiệm vụ. Lại là nhiệm vụ, tin tức của Giang Khúc Phong không ngừng, trong từng dòng chữ lại bắt đầu tao khí ngút trời. Buổi sáng ta ăn cháo, bây giờ còn rất no, vừa vặn hoạt động một chút. Cây to đón gió, ngươi nên an bài bên cạnh mình một vài lực lượng bảo vệ. Nghe nói quan hệ giữa ngươi và Tiêu Lãng không tệ, ta rất thích nghe đàn dương cầm của cô ấy, khi nào thì an bài một chút. Sở Trần, chuông điện thoại của anh vang lên một lần nữa. Mai Văn Hoa gọi tới. Sở Trần trong nháy mắt nhận điện thoại, nhìn thấy một tin nhắn cuối cùng Giang Khúc Phong gửi tới, ta đến rồi. Sở Trần hoàn toàn yên tâm, nhận điện thoại của Mai Văn Hoa. Thế nào rồi, sự kiên nhẫn của chúng ta có hạn. Thanh âm Mai Văn Hoa lạnh lùng vang lên, thiên cơ huyền đồ đâu? Thiên cơ huyền đồ ở ngay trong tay ta. Ngữ khí Sở Trần mang theo phẫn nộ, không cam lòng, nghiến răng nghiến lợi, ta hiện tại đang mang theo nó đi vào ngục giam. Nhưng mà, ta không thể bảo đảm thật sự có thể giao thiên cơ huyền đồ cho mấy người Triệu Phong Vũ mang ra ngoài. Ta tạm thời thử một lần, nếu thật sự không được, ta tự mình mang thiên cơ huyền đồ đến cho ngươi. Nhưng ta không muốn gặp ngươi. Mai Văn Hoa thấy sự tình thuận lợi như vậy. Trong lòng càng thêm chắc chắn, âm thầm cười lạnh, nhìn thoáng qua Tống Nhan dựa lưng vào đại thụ, thản nhiên nói, quá trình ta cũng không muốn biết, ta chỉ cần nhìn thấy kết quả ta muốn, 20 phút sau, ta sẽ gọi điện thoại cho ngươi, nhớ kỹ, đừng vượt quá thời gian ta cho ngươi, nếu không, ta cũng không dám bảo đảm Tống Tiểu Thư có thể trượt chân rơi xuống nước hay không. Ánh mắt Sở Trần càng lúc càng lạnh như băng, không đợi Sở Trần đáp lại, Mai Văn Hoa đã lập tức cúp điện thoại. Hắn hiện tại phỏng chừng đang gấp đến độ nhảy chân đi. Mai Vãn Hoa nở nụ cười, chỉ cần có thể thuận lợi cứu đám người Triệu Phong Vũ cùng với lấy lại thiên cơ huyền đồ, cho dù dùng một vài thủ đoạn đặc biệt, vậy thì tính là cái gì? Chỉ cần có thể đạt được mục đích, dùng lựa chọn thích hợp nhất mới là quan trọng nhất. Trần Khắc cũng cười cười, theo bản năng ngẩng đầu nhìn thoáng qua xung quanh, hắn không buông lỏng cảnh giác. Sở Trần ở chỗ này có thế lực rất lớn, chúng ta phải đề phòng hắn tìm tới cửa. Trần Khắc nói, nhưng, có Tống Nhan ở trong tay chúng ta, trừ phi hắn muốn nhìn Tống Nhan chết, nếu không, hắn nhất định không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trần Sư Huynh chọn vị trí này thật sự quá thích hợp, trên cơ bản ngăn chặn khả năng bọn họ đánh lén. Ánh mắt Mai Văn Hoa đảo qua, trong vòng 10 mét của chúng ta, còn bố trí trận pháp, coi như là bộ phận đặc biệt xuất động, phái ra tay súng bắn tỉa, khoảng cách xa như vậy, hơn nữa ảnh hưởng của trận pháp, lấy thực lực võ đạo tông sư chúng ta. Muốn trước khi viên đạn bao trùm chúng ta, giết chết Tống Nhan, tuyệt đối không khó, Sở Trần sẽ không làm ra loại lựa chọn này, trừ phi ánh mắt Mai Văn Hoa rơi vào trên người Tống Nhan, Sở Trần vì cô ta cam nguyện trở thành con rể ở rể Tống gia, sẽ nỡ để cho cô ta chết. Xa xa, Sở Trần cúp điện thoại, gửi tin nhắn cho Giang Khúc Phong, tiền bối lên kế hoạch hành động như thế nào. Chờ một lúc, không có phản hồi, Sở Trần tim đập thình thịch. Tào Phong sẽ không như xe bị tuột xích vào thời khắc mấu chốt chứ. Tiền bối, Sở Trần nhìn không được lại gửi một tin nhắn.
Trải nghiệm đọc truyện số 1 tại Trùm Trợ Huyện VN. Đối phương đưa ra thời hạn 20 phút. Nhưng 5 phút trôi qua, Giang Khúc Phong vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Thiếu chủ, Trương Vận Quốc trầm ngâm một hồi, thần sắc hung ác, cắn răng mở miệng, không bằng dựa theo kế hoạch vừa rồi của tôi ngụy trang thành công nhân vệ sinh tiếp cận bọn họ, tôi sẽ toàn lực ứng phó tập kích bọn họ. Sở Trần lắc đầu, lời nói trước kia của Trương Vận Quốc không khác gì chịu chết. Nhưng Giang Khúc Phong không có phản ứng gì. Sở Trần chỉ có thể mạnh mẽ đè nội tâm lo lắng xuống. Giang Tiền Bối nói, hắn có thể xử lý, chúng ta chờ một chút. Ánh mắt Sở Trần từ xa nhìn qua. Anh lo lắng hơn bất cứ ai. Hy vọng Giang đội có thể từ trên trời rơi xuống. Tiếu Phong cũng nhìn hướng kia, lẩm bẩm. Lời vừa dứt, xa xa, có người từ trên trời rơi xuống. À không, là từ dưới đất chui ra, đồng tử Sở Trần đột nhiên co rụt lại. Đó không phải là thổ địa. Là hồ nước phía sau hai người Mai Văn Hoa và Trân Khắc, nước hồ bình tĩnh không hề báo trước phát ra thanh âm nổ tung, một đạo thân ảnh tựa như thần binh trên trời hạ xuống nhảy lên. Giang Khúc Phong, Sở Trần nín thở, hình ảnh phảng phất như chậm lại vô số lần, Mai Văn Hoa cùng Trân Khắc đồng thời hoảng sợ, chậm rãi quay đầu đi, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên kinh hãi. Sao lại là hắn? Trong lòng hai người đối với Giang Khúc Phong có loại sợ hãi xuất phát từ linh hồn. Ngày hôm qua tam đại cao thủ vây công Giang Khúc Phong, cuối cùng dưới sự trợ giúp của Sở Trần, Giang Khúc Phong đánh bại bọn họ, mà hiện tại, hai thân thể bị thương, càng không có khả năng là đối thủ của Giang Khúc Phong. Cặn bã, Giang Khúc Phong ra tay sắc bén vô cùng, đồng thời phát động công kích về phía Mai Văn Hoa cùng Trân Khắc. Trước khi xuống nước, hắn đã nói một từ, người. Sư huynh, Mai Văn Hoa kinh hãi, chật vật vô cùng ngăn cản thế tấn công của Giang Khúc Phong. Không ngừng lui về phía sau. Trân Khắc cũng toàn lực nghênh kích, đồng thời quát một tiếng, rút lui. Hắn biết, mình bị Sở Trần đùa giỡn. Giang Khúc Phong ở chỗ này, như vậy cũng có nghĩa là Sở Trần cũng ở đây. Điện thoại vừa rồi, Sở Trần đang diễn kịch. Mai Văn Hoa nghĩ đến điểm này, trong lòng càng là vô cùng phẫn nộ. Tống Nhan cũng phục hồi tinh thần lại, mạnh mẽ đứng lên, nhìn Giang Khúc Phong một mình chiến đấu hai tên đạo tặc, vô cùng căng thẳng. Xa xa một trận thanh âm bước chân truyền đến, Tống Nhan nghiêng mặt nhìn lại, nhất thời kích động, vọt tới, nhào vào trong ngực Sở Trần. Trong khoảng thời gian này trải qua rất nhiều chuyện, tâm tình Tống Nhan so với cô gái bình thường còn cứng rắn hơn nhiều, cho dù là bị hai người không rõ lai lịch dẫn đi, dọc theo đường đi, Tống Nhan vẫn có thể duy trì bình tĩnh, nhưng tất cả những chuyện này trong nháy mắt nhìn thấy Sở Trần liền biến mất, Tống Nhan ôm chặt lấy Sở Trần. Cô dựa vào, không sao rồi. Sở Trần khẽ vuốt ve lưng Tống Nhan, đồng thời nhìn thoáng qua ba người chiến đấu trước mắt, ánh mắt lãnh quang hiện lên. Giang Khúc Phong một mình ứng phó với hai đại võ đạo tông sư. Sở Trần nhìn một hồi, biết đại cục đã định, hai người đều trốn không thoát. Hình ảnh kế tiếp có lẽ sẽ có chút máu tanh, Sở Trần kéo tay Tống Nhan, bà xã, về nhà thôi. Chuyện nơi này, giao cho Giang Khúc Phong là đủ rồi. Ra khỏi công viên, Sở Trần trước khi lên xe. Nhìn về phía Trương Vận Quốc, Trương đạo trưởng, lần này có thể kịp thời đuổi theo bọn họ, nhờ có ông. Trương Vận Quốc được khen ngợi, được sủng ái mà lo sợ, vội vàng khoát tay áo, thiếu chủ, đây là việc tôi nên làm. Sở Trần cũng không nói thêm gì nữa, sau khi lên xe, Tiếu Phong lái xe rời đi. Nhìn bóng dáng xe Sở Trần rời khỏi xa xa, Trương Vận Quốc cảm thấy buồn bã như mất mát, một lúc lâu sau, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Hắn ở lại bên người Sở Trần. Từ đầu đến cuối đều có một mục tiêu, chính là hy vọng trong tương lai một ngày nào đó, có thể dựa vào quan hệ với Sở Trần, tiến vào cửu huyền môn tu hành. Nhưng hiện tại, hắn cảm giác mình cách cửu huyền môn càng ngày càng xa, Sở Trần còn chưa về đến nhà, đã nhận được tin tức của Giang Khúc Phong, Giang Khúc Phong, tội phạm đa đền tội. Tảng đá trong lòng Sở Trần hoàn toàn buông xuống, dù sao cũng là hai kỳ môn cao thủ cấp bậc võ đạo tông sư. Một lát sau, tin nhắn của Giang Khúc Phong lại một lần nữa gửi tới, ba ngày sau cùng ta xuất ngoại, chấp hành một nhiệm vụ. Sở Trần giật mình, nửa hồi, Sở Trần hỏi Tống Nhan, khi nào thuốc mới của Bắc Trần được đưa ra thị trường. Còn hai ngày nữa, Tống Nhan đã hoàn toàn bình tĩnh lại, mọi chuyện đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Sở Trần suy nghĩ một chút, trả lời tin nhắn cho Giang Khúc Phong, nhiệm vụ gì? Bắt đạo tặc Hỏa Yến, được Sở Trần nghi hoặc. Nhiệm vụ Giang Khúc Phong đến Dương Thành chính là bắt đạo tặc Hỏa Yến, tuy rằng từ đầu đến cuối ngay cả bóng dáng đạo tặc Hỏa Yến cũng không phát hiện ra, nhưng có thể xác định chính là, đạo tặc Hỏa Yến đang ở Dương Thành, nhưng hiện tại,
Giang Khúc Phong lại muốn xuất ngoại bắt đạo tặc Hỏa Yến, tiền bối nắm giữ hành tung của đạo tặc Hỏa Yến. Sở Trần nghĩ đến khả năng này. Người của chúng ta thẩm vấn mấy sát thủ của tổ chức hát, sau khi biết được bọn họ lấy được tranh Ngũ Dương cùng Thiên Cơ Huyền Đồ, sẽ bán cho một vị phú thương xa quốc. Trong tay phú thương này nắm giữ không ít thư họa có liên quan đến Trung Quốc, đều là thông qua các loại đường dây khác nhau lấy được, bao gồm cả triển lãm bô tháng trước, một bức tranh cổ Trung Quốc bị đánh cắp, chính là bàn tay của tổ chức hát, sau khi bọn họ trộm tranh đi, bán cho vị phú thương xa quốc kia. Sở Trần hiểu được ý tứ của Giang Khúc Phong. Không đợi Sở Trần trả lời, Giang Khúc Phong đã thêm một câu, còn nữa, ta hơn ngươi chỉ có đợt, về sau đừng gọi tiền bối, liền gọi Phong ca đi. Chỉ là hai đợt, Sở Trần nội tâm chửi bới một chút, lập tức trả lời, Phong ca hoài nghi đạo tặc Hỏa Yến xuất hiện ở Dương Thành, cũng không phải vì Thiên Cơ Huyền Đồ hoặc tranh Ngũ Dương, mà là vì tổ chức hát, từ trong miệng tổ chức hát biết được bức tranh bị đánh cắp kia đi đâu. Giang Khúc Phong trả lời một cái biểu tượng cảm xúc đúng. Ba ngày sau xuất phát, thời gian ngược lại cùng Tống Nhan Cao đưa ra thị trường không có xung đột. Sở Trần không đưa Tống Nhan về cao ốc Bắc Trần, chuyện hôm nay Tống Nhan bị khiếp sợ, trực tiếp trở về biệt thự. Ngoại trừ Sở Trần và một số vài người khác ra, cũng không ai biết Tống Nhan từng bị người phái Thiên Cơ bắt đi. Sở Trần bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về sự an toàn của Tống Nhan. Hôm nay nếu như không phải trùng hợp mình gọi điện thoại cho Tống Nhan, thông qua Trương Vận Quốc theo dõi nắm giữ cục diện, còn có cường giả như Giang Khúc Phong ra tay, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Đợi Tống Nhan Cao đưa ra thị trường, sẽ có nhiều ánh mắt hội tụ trên người Tống Nhan. Tống Thu là một ứng cử viên rất tốt để bảo vệ Tống Nhan, chỉ có điều, Tống Thu đã báo danh nhập ngũ, rất nhanh sẽ dấn thân vào quân doanh. Hơn nữa, Sở Trần cũng hiểu rõ tính tình Tống Nhan, để cho cô thời khắc dẫn theo mấy vệ sĩ đi lại, cô sẽ cả người không được tự nhiên. Tạm thời vẫn là do Trương đạo trưởng âm thầm bảo vệ đi. Sở Trần cuối cùng đã đưa ra quyết định, thực lực bản thân Trương Vận Quốc không kém, ở Thiên Thành còn có hệ thống tình báo do một tay hắn khống chế, còn tinh thông kỳ môn tướng thuật, nếu như hắn bảo vệ Tống Nhan, nếu Tống Nhan có nguy hiểm gì, hắn còn có thể sớm bắt được manh mối trước. Chuyện này vẫn là tự mình đi nói với Trương Vận Quốc tương đối thỏa đáng. Đợi Tống Nhan nghỉ ngơi, Sở Trần đi tới chỗ ở của Trương Vận Quốc, Thanh Phong Quan. Quan chủ Thanh Phong Quan, Thanh Phong đạo trưởng ở Thiền Thành có danh tiếng không nhỏ, đồng thời cũng là một trong số ít đệ tử của Trương Vận Quốc. Đối với việc Sở Trần đột nhiên đến, Trương Vận Quốc cũng cảm thấy rất bất ngờ. Trương Vận Quốc sống trong một sân riêng biệt ở phía sau Thanh Phong Quan. Chỗ ở của Trương đạo trưởng không tệ a. Sở Trần đánh giá xung quanh, luận hoàn cảnh tu luyện, so với thành phố lớn bên ngoài tốt hơn nhiều. Thanh Phong Quan đúng là một nơi tu luyện hiếm thấy ở Thiền Thành. Trương Vận Quốc có chút vui vẻ tự đắc, cái chỗ này lúc trước cũng là hắn tìm ra, đương nhiên, so với Cửu Huyền Môn, đó cũng là người có năng lực kém gặp người có năng lực tốt. Trương Vận Quốc theo bản năng mở miệng, Cửu Huyền Môn là giấc mơ xa vời của hắn. Sở Trần nhìn Trương Vận Quốc, lập tức nói, ta đến là muốn cùng đạo trưởng thương lượng một chuyện. Thiếu chủ ngài nói là được. Trương đạo trưởng lập tức mở miệng, ta hy vọng ngươi có thể tạm thời âm thầm bảo vệ an toàn của Tống Nhan. Sở Trần nói, ta nghĩ tới nghĩ lui, trước mắt những người này bên người ta, chỉ có ngươi có năng lực này. Trương Vận Quốc gập đầu, tôi sẽ dốc hết toàn lực. Nhưng, nếu lại cỏ võ đạo tông sư ra tay, ngươi cũng không có cách nào. Sở Trần nói, cho nên Trương đạo trưởng phải sớm đột phá cảnh giới của mình. Nghe vậy, Trương Vận Quốc cười khổ, hắn ngược lại nghĩ. Hắn hao hết tâm tư muốn tiến vào Cửu Huyền Môn, không phải là muốn thăng cấp bản thân sao? Người nơi này có vật liệu bố trí trận pháp chứ? Sở Trần đột nhiên hỏi. Trương Vận Quốc sửng sốt một chút, sau đó gật đầu. Lấy một vài vật liệu qua đây. Sở Trần nói đại khái số lượng vật liệu cần ra. Thiếu chủ muốn bố trí trận địa trong Thanh Phong Quan. Tuy rằng không biết thiếu chủ muốn bố trí là trận pháp gì, nhưng lúc này Trương Vận Quốc cũng là tinh thần chấn động, lập tức đi chuẩn bị. Không đến 10 phút, vật liệu đã chuẩn bị đầy đủ, những thứ này đều là vật liệu cơ bản bố trí trận pháp, những nơi khác nhau của một tòa trận pháp thật, ở chỗ bảy binh bố trận. Sở Trần cũng không để cho Trương Vận Quốc lảng tránh, bắt đầu bố trí trận pháp, ngay từ đầu Trương Vận Quốc còn tập trung tinh thần nhìn, nhưng mà, nhìn, Trương Vận Quốc loại cảm giác đầu váng mắt hoa, lập tức thân thể lắc lư, lại phục hồi tinh thần lại, dán mắt vào trận pháp Sở Trần bố trí, đã hoàn toàn nhìn không hiểu. Trong mắt Trương Vận Quốc mở to vài phần, hắn đối với trận pháp cũng có xem qua, thế nhưng, Sở Trần trước mắt bố trí tòa trận pháp này,
hắn hoàn toàn xa lạ. Đây là trận gì? Trong mắt Trương Vận Quốc nghi hoặc, đồng thời cũng có chấn động, năng lực trận pháp của thiếu chủ cũng thật sự quá cường hãn. Trận pháp phức tạp, cao thâm khó lường. Sở Trần ước chừng dùng 2 giờ mới bố trí xong. Trương đạo trưởng, đi vào cảm thụ một chút. Sở Trần khuôn mặt mỉm cười, ý bảo Trương Vận Quốc đi vào. Trương Vận Quốc cất bước đi vào trong trận pháp, thần sắc nghi hoặc càng nồng đậm. Đặt mình trong trận pháp tuy rằng có loại cảm giác huyền diệu, nhưng hắn vẫn là không có cảm thụ được tác dụng của tòa trận pháp này. Dùng máu tươi để khởi động trận pháp. Sở Trần nhắc nhở, Trương Vận Quốc cắt đứt ngón tay của mình, trong phút chốc máu tươi nhỏ xuống, động tiên, xuất hiện. Trương Vận Quốc có loại cảm giác trong nháy mắt bỗng nhiên hiểu rõ, thân thể kịch liệt run lên. Trận pháp này, cả người Trương Vận Quốc đều kinh hãi, ánh mắt không thể tưởng tượng nổi đánh giá. Đây là, con người tạo ra, động tiên. Thanh âm Trương Vận Quốc có chút run rẩy, quả thực quá thần thánh. Tòa trận pháp này có thể duy trì thời gian hiệu quả không tới 24 giờ, đạo trưởng nắm chặt thời gian ở bên trong tu luyện đi. Sở Trần thanh âm truyền vào, về sau cách 7 ngày, ta sẽ tới bố trí cho ngươi một lần trận pháp, hy vọng đạo trưởng có thể mau chóng đột phá. Sở Trần không có ở lại lâu nữa, lập tức rời khỏi Thanh Phong Quan. Trong trận pháp, Trương Vận Quốc phục hồi tinh thần lại, kích động vạn phần, lúc này khoanh chân ngồi xuống. Hắn lần đầu tiên không ao ước cửu huyền môn như vậy. Cho dù là tiến vào cửu huyền môn tu hành, cũng không có khả năng dễ dàng tiến vào động tiên tu luyện. Nhưng đi theo bên người thiếu chủ, 7 ngày là có thể tu luyện một lần ở động tiên. Cửu huyền môn đường xá xa xôi, mình vẫn là thích hợp ở lại bên người thiếu chủ. Trương Vận Quốc đột nhiên ngộ ra, lập tức hai mắt nhắm lại, nắm chặt thời gian, tìm hiểu tu luyện. Lúc rời khỏi Thanh Phong Quan, Sở Trần nhận được điện thoại của Tiếu Phong. Triệu Phong Vũ lại muốn gặp anh, đôi mắt Sở Trần lướt qua một đạo quang mang lạnh như băng. Vừa lúc, anh cũng muốn hiểu rõ tình hình hiện tại của phái Thiên Cơ. Bỏ qua ân oán nhiều năm của hai tông phái không nói, hôm nay hai gã tông sư phái Thiên Cơ bắt cóc Tống Nhan, Sở Trần liền cùng phái Thiên Cơ không chết không thôi. Bất kể là đám người Triệu Phong Vũ hay Mai Văn Hoa, đều chỉ là hộ pháp của phái Thiên Cơ mà thôi. Vì Thiên Cơ huyền đồ, phái Thiên Cơ sẽ không từ bỏ ý đồ, đây cũng là nguyên nhân Sở Trần càng thêm cẩn thận để phòng an toàn cá nhân của Tống Nhan. Anh không muốn chuyện như thế này xảy ra lần nữa. Ngục giam, phòng thẩm vấn. Sau khi Sở Trần đến, Triệu Phong Vũ cũng rất nhanh được dẫn ra ngoài. Ánh mắt Triệu Phong Vũ chạm vào Sở Trần trong nháy mắt, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên. Lộ vẻ lãnh kiều, Thiên Cơ huyền đồ đâu? Mai Văn Hoa đêm qua thông qua thủ đoạn truyền tấn kỳ môn độc đáo của phái Thiên Cơ thông báo cho Triệu Phong Vũ hành động hôm nay, cho nên Triệu Phong Vũ mới khẩn cấp muốn gặp Sở Trần. Hắn đợi hơn nửa ngày, Sở Trần cuối cùng cũng đến gặp hắn. Triệu Phong Vũ ngược lại có thể lý giải, dù sao cũng là Tống Nhan bị bắt, Sở Trần lòng nóng như lửa đốt, loạn trận cước, vậy cũng bình thường. Đồng thời nói chuyện, Triệu Phong Vũ cũng đang quan sát Sở Trần. Khiến hắn cảm thấy bất ngờ chính là, thần sắc Sở Trần lại không có một chút lo lắng. Lại còn ra vẻ trấn định, Triệu Phong Vũ nở nụ cười, thoải mái ngồi đối diện Sở Trần, tôi nói, Thiên Cơ huyền đồ đâu? Công việc sửa của Thiên Cơ huyền đồ chính thức bắt đầu vào ngày mai, đáng tiếc, ngươi không có cơ hội nhìn thấy. Sở Trần cười tủm tỉm nhìn Triệu Phong Vũ, ngươi đang chờ cái gì vậy? Chờ ta bị người ta bắt cóc, bị ép mang theo Thiên Cơ huyền đồ tới tìm ngươi sao? Nghe vậy, Triệu Phong Vũ nhướng mày, à, xem ra ngươi cũng không thèm để ý đến sống chết của vị tiểu thư Tống gia kia. Ánh mắt Sở Trần mang theo vài phần thương hại nhìn Triệu Phong Vũ, nếu ta nói cho ngươi biết, ba võ đạo tông sư phái Thiên Cơ tới, tất cả đều đã đền tội rồi. Sắc mặt Triệu Phong Vũ đột nhiên biến đổi, không thể nào. Nếu ta nói với ngươi, ta đã có thể vẽ ra Thiên Cơ huyền đồ hoàn chỉnh, hơn nữa bố trí ra Thiên Cơ huyền chân thật sự thì sao? Sở Trần đứng lên. Tới gần Triệu Phong Vũ, đồng tử Triệu Phong Vũ mở to đến cực điểm, giống như gặp phải sét đánh, khuôn mặt hoàn toàn đình trệ, ngưng động như tuyết, một lúc lâu sau, khàn khàn bật cười, người quả thực đang người si nói mộng, phái Thiên Cơ ta mấy đời, phái Thiên Cơ mấy đời, thật đúng là không bằng một mình ta a. Sở Trần cảm thán một tiếng, nhìn Triệu Phong Vũ ta cũng xác thực thật không ngờ, tiền bối phái Thiên Cơ lại giỏi như vậy, có thể bố trí ra trận pháp có thể so sánh với, động tiên, đáng tiếc. Thế hệ sau của hắn không có chí tiến thủ. Mấy chữ động tiên giống như sét đánh, khuôn mặt Triệu Phong Vũ hoàn toàn biến sắc, thân hình run rẩy, nhìn Sở Trần, môi không ngừng run rẩy, ngươi, không thể nào. Làm sao có thể là ngươi?
Khi Sở Trần nói ra, động tiên, Triệu Phong Vũ đối với lời nói của anh đã không còn cách nào nghi ngờ. Đây là bí mật mà chỉ có một số vài nòng cốt của phái Thiên Cơ mới biết được. Chỉ cần sửa Thiên Cơ huyền đồ, là có thể bố trí ra trận pháp có thể so với, động tiên. Người phái Thiên Cơ đời đời đều ước nguyện, tương lai có một ngày, đệ tử phái Thiên Cơ, mỗi người đều có được, động tiên, tùy thời tùy chỗ đều có thể tu hành tại, động tiên, nói như vậy, lo gì phái Thiên Cơ không phục hưng. Nhưng cuối cùng, người sửa Thiên Cơ huyền đồ lại là kẻ địch của phái Thiên Cơ, đệ tử cửu huyền môn. Triệu Phong Vũ cảm giác ngực mình bị đâm một đao. Phái Thiên Cơ cũng chỉ là như thế thôi. Sở Trần bổ sung một đao. Triệu Phong Vũ phun ra một ngụm máu tươi, cả người phảng phất lập tức già nua rất nhiều. Phái Thiên Cơ, hết hy vọng rồi. Ngươi đã để cho tê tới gặp ngươi, vậy thì, ta cũng có một vài câu hỏi hỏi ngươi. Sở Trần ngồi trở lại vị trí của mình. Thản nhiên mở miệng nói, trưởng môn phái Thiên Cơ tên là gì? Tu vi là gì? Khi Triệu Phong Vũ nghe thấy mấy chữ trưởng môn phái Thiên Cơ, cả người phảng phất như được truyền sức sống lần nữa, đồng tử dần dần phục hồi tinh thần lại, đúng, phái Thiên Cơ chúng ta còn có trưởng môn là kỳ môn thiên kiêu hiếm có, cho dù không có Thiên Cơ huyền đồ, trưởng môn cũng có thể xuất lĩnh phái Thiên Cơ trở về đỉnh phong. Nói xong, Triệu Phong Vũ ngẩng đầu lên, nhìn chăm chăm Sở Trần. Khinh thường nở nụ cười, trưởng môn phái Thiên Cơ ta tuy rằng chỉ lớn hơn ngươi mấy tuổi, nhưng thực lực của hắn, là ngươi tu hành 10 năm cũng không đuổi kịp. Sở Trần có y ha hả, sau đó lại hỏi vài câu chuyện về phái Thiên Cơ, nhưng Triệu Phong Vũ không để ý tới chút nào, cũng không tiết lộ một chút chuyện về phái Thiên Cơ. Cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, ít nhất biết thực lực của vị trưởng môn phái Thiên Cơ hiện tại không đơn giản. Sở Trần ngược lại chờ mong cùng hắn gặp mặt một ngày. Tuy rằng từ thái độ nói chuyện của Triệu Phong Vũ, thực lực hiện tại của mình không bằng trưởng môn phái Thiên Cơ, nhưng Sở Trần trung quy vẫn bị bùa trấn hồn phong ấn 5 năm, anh thiếu 5 năm thời gian tu luyện, thực lực hiện tại của anh tương đương với năm anh 18 tuổi mà thôi, hiện giờ lại có động tiên, Sở Trần tùy thời có thể khiến thực lực của mình tăng vọt. Trên đường Thiếu Phong đưa Sở Trần trở về, Giang Khúc Phong cũng gửi tin nhắn cho Sở Trần, nói cho Sở Trần biết. Hắn đã gửi tư liệu liên quan đến hành động lần này gửi đến hậu đài cục đặc chiến. Sở Trần nhanh chóng mở ra. Mục tiêu, ngải nhĩ mạc tháp, ông trùm dầu mỏ Sa Quốc, siêu dầu, chỉ riêng diện tích nơi hắn ở, có thể so sánh với một trấn nhỏ bình thường. Ngải nhĩ mạc tháp ở Sa Quốc còn nuôi dưỡng một lính đánh thuê, tên là lính đánh thuê huyết chiến sĩ. Sở Trần trong lúc bất chợt cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc, cẩn thận suy nghĩ một chút, khóe miệng khẽ nhếch lên. Lúc trước hành động cấm địa quét sạch 4 đội lính đánh thuê nước ngoài, một trong số đó, không phải là lính đánh thuê huyết chiến sĩ sao? Thật là trùng hợp, Sở Trần tiếp tục xem tư liệu. Ngoài ra, trang viên của ngải nhĩ mạc tháp, ít nhất là gần 1.000 nhân viên an ninh, tất cả đều được trang bị vũ khí hạng nặng, được bảo vệ nghiêm ngặt. Ngải nhĩ mạc tháp là người yêu thích đồ cổ, trang viên của hắn có một bộ sưu tập các loại đồ cổ, vô giá, thường thu hút đạo tặc đến. Nhưng không có một đạo tặc nào có thể sống sót rời khỏi trang viên của ngải nhĩ mạc tháp. Đồng tử Sở Trần hơi co rụt lại. Nhiệm vụ của bọn họ là bắt đạo tặc Hỏa Yến, nhưng nếu như mục tiêu của đạo tặc Hỏa Yến là ngải nhĩ mạc tháp, bọn họ cũng nhất định phải tiến vào trang viên của ngải nhĩ mạc tháp. Đương nhiên, cũng có khả năng tiến vào trang viên ngải nhĩ mạc tháp, chỉ có bọn họ, tất cả hành động của đạo tặc Hỏa Yến, toàn bộ đều dựa vào phỏng đoán của Phong Ca. Xem ra, hành động lần này cũng là nơi cực kỳ nguy hiểm a. Sở Trần tự nói, đồng thời gửi tin nhắn cho Giang Khúc Phong, Phong ca, hành động lần này chúng ta có bao nhiêu người đi? Giang Khúc Phong trả lời, còn có một phiên dịch. Sở Trần, chỉ có anh và Giang Khúc Phong hai người, muốn xông vào trang viên có gần ngàn bảo vệ vũ trang hạng nặng, còn muốn bắt đạo tặc Hỏa Yến. Cái này cũng quá mức người tài cao gan lớn đi. Nhưng mà một lát sau, Sở Trần lại hưng phấn lên. Cái này cũng quá kích thích đi. Dương Thành, sau vườn trang viên Liễu gia, hoa viên tròi nghỉ mát. Liễu Thiên Thiên đang làm bài hóa học, cảm giác não nhỏ của mình đang phồng lên. Sớm biết cũng theo Sở Trần học tập kỹ năng vẽ song tiên nhập thần. Liễu Thiên Thiên thầm lẩm bẩm, nhưng cô giao nhiệm vụ cho cô không dám lười biếng chút nào. Rốt cục sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Liễu Thiên Thiên vươn vai một cái, đi ra khỏi tròi nghỉ mát, trong sân bày một cái giá vẽ, cô đang vẽ tranh. Một thân áo bào trắng rộng thùng thình như tuyết chói mắt, mái tóc dài mềm mại đơn giản buộc lên, hình tượng ở nhà bình thường, dung nhan xinh đẹp, hai tròng mắt như nước, khuôn mặt trái xoan toát ra khí chất ôn nhu vùng sông nước, tay trắng nõn như ngọc cầm bút,
vẽ ra một bức tranh rộng lớn. À, cô đang vẽ thiên cơ huyền đồ. Liễu Thiên Thiên tò mò mở miệng, khó có được ngươi còn có thể nhận ra thiên cơ huyền đồ. Liễu Như Nhạn thản nhiên nói, sau khi thiên cơ huyền đồ bị bại lộ, người vẽ mô phỏng nó không ít, thứ nhất cảm nhận được sức hấp dẫn của một trong 10 bức tranh cổ Trung Quốc này. Thứ hai, lời đồn thiên cơ huyền đồ ẩn giấu bảo tàng, nếu có thể thấu hiểu thiên cơ huyền đồ, nói không chừng còn có thể mang đến một món bảo tàng cho Bách Hoa Cung. Muốn tìm hiểu thiên cơ huyền đồ, tìm Sở Trần không phải là được rồi. Liễu Thiên Thiên thốt lên, vẻ mặt Liễu Như Nhạn không gợn sóng, vừa vẽ tranh, vừa mở miệng, thiên cơ huyền đồ tuy rằng là Sở Trần tìm ra, nhưng mà, hắn chưa chắc có thể hiểu thấu thiên cơ huyền đồ, theo ta được biết, cho dù là bản thân phái thiên cơ, cũng chưa từng thấu hiểu huyền bí trên thiên cơ huyền đồ. Liễu Thiên Thiên nhìn Liễu Như Nhạn, vẫn thành thật mở miệng, Sở Trần đã sửa xong phần thiên cơ huyền đồ còn thiếu kia. Động tác trong tay Liễu Như Nhạn dừng lại, bút mực cũng dừng lại, nhuộm thấu giấy tuyên thành, bức họa này cũng bị hủy. Ngươi nghe tin tức từ đâu vậy? Liễu Như Nhạn nhíu mày, điều này quá mức vớ vẩn. Con đã tận mắt chứng kiến. Liễu Thiên Thiên nói, cô nếu không tin ta, có thể đi hỏi chị. Bảo Mạn Mạn đến gặp ta. Liễu Như Nhạn không chút do dự mở miệng. Liễu Thiên Thiên, đây rõ ràng là không tin cô. Một chút thể diện cũng không cho a. Liễu Thiên Thiên há miệng, muốn biện giải cho mình một chút, nhưng cuối cùng vẫn xoay người rời đi, rất nhanh liền dẫn Liễu Mạn Mạn tới. Hợp tinh hợp lý cô nghe chị nói đi. Đôi mắt Liễu Như Nhạn nhìn về phía Liễu Mạn Mạn, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt đẹp phảng phất tùy thời có thể thẩm thấu nổi trên mặt nước, khiến người ta có một loại cảm giác như nước trong veo. Phụ nữ như vậy khiến người ta có cảm giác, tựa hồ là một trận gió đều có thể thổi ngã cô. Nhưng Liễu Mạn Mạn hiểu rõ thực lực của cô, sâu không lường được, võ đạo tông sư tầm thường đều không phải là đối thủ của cô. Cô, Sở Trần quả thật thành công sửa thiên cơ huyền đồ. Liễu Mạn Mạn nói, con tận mắt nhìn thấy trong thư phòng của Tống gia lão gia tử. Còn có con cũng có mặt tại hiện trường. Liễu Thiên Thiên bổ sung nhấn mạnh, Liễu Như Nhạn gạt cánh hoa trước mắt một chút, nửa hồi, thanh âm nhẹ nhàng, hẹn một thời gian, để Sở Trần đến gặp ta. Vừa dứt lời, chị em Liễu gia đồng thời lắp bắp kinh hãi. Cô muốn gặp nam nhân. Liễu Thiên Thiên nhanh mồm nhanh miệng, trực tiếp thốt ra. Liễu Mạn Mạn cũng cho rằng mình nghe lầm, tuy rằng lời nói của Liễu Thiên Thiên nghe có chút cảm giác quái dị, nhưng cô nói là sự thật, cô chưa bao giờ gàn gũi với đàn ông. Sau vườn Liễu gia này, cũng là nghiêm cấm đàn ông tiến vào. Ngay cả mèo đực cũng không được. Trong mắt tất cả những người biết vị thánh nữ Bách Hoa Cung này, thánh nữ có một loại sở thích gần như cố chấp, bất kỳ nam nhân nào tiếp cận cô, đều sẽ bị cô ghét bỏ. Nhưng bây giờ, cô lại chỉ đích danh muốn gặp Sở Trần. Cô, Liễu Mạn Mạn cũng nhìn không được mang theo nghi vấn hô một tiếng. Trong trí nhớ của cô ngay cả anh trai ruột của mình, cha bọn họ, cũng chưa từng gặp qua mấy lần. Làm theo lời ta đi, Liễu Như Nhạn dừng một chút, lập tức nói, liền lấy thân phận thánh nữ Bách Hoa Cung, cùng thiếu chủ Cửu Huyền Môn gặp mặt một lần. Ánh mắt Liễu Thiên Thiên và Liễu Mạn Mạn nhìn nhau một cái. Con lập tức đi tìm Sở Trần. Liễu Thiên Thiên lập tức mở miệng, ngươi không cần. Còn có một nhiệm vụ, Liễu Như Nhạn nói, Mạn Mạn đi một mình là được. Liễu Thiên Thiên lại lần nữa kêu rên một tiếng, cô, con không muốn làm đề hóa học nữa. Nhiệm vụ tiếp theo là điều chế hoa phấn. Liễu Như Nhạn nói, ánh mắt Liễu Thiên Thiên nhất thời phát sáng, oa, thật tốt quá. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 39.